Cô gái này ra mắt lúc 17 tuổi, đến năm 23 tuổi thì trở thành ảnh hậu, sau lưng có hơn triệu fan hâm mộ, nhưng cuộc đời của cô lại chỉ toàn là bi kịch. Cô còn cả một tuổi trẻ đầy hứa hẹn ở phía trước nhưng không may mắc phải ung thư dạ dày. Cho đến hôm ấy, cô ngã xuống bục nhận thưởng mới được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc sắp ra đi, từng hình ảnh của cuộc đời hiện ra trước mắt cô như một thước phim quay chậm. Kiếp này cô hạnh phúc hơn bất kỳ người nào, có người bố thương yêu cô hết mực. Có gia thế khiến người khác phải ngưỡng mộ nhưng mọi thứ đều tan biến vào lúc cô 9 tuổi, người yêu thương cô nhất đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau bệnh tật dày vò cô đằng đẵng 13 năm, không ai ngờ đến một ảnh hậu đầy hào quang trên sân khấu, nhưng dưới sân khấu lại phải chịu đựng dày vò. Để đấu tranh với bệnh tật, cô bắt đầu học hỏi mọi thứ để tìm ra cách chạy chữa cho bản thân. Với ý thức cầu sinh mãnh liệt, cô tỉnh lại, nhưng khi không có ai thì một gã bác sĩ nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Hắn đưa một loại thuốc gì đấy vào bình nước truyền thì triệu chứng của cô lại trở nên bất thường. Cô muốn gọi y tá nhưng dù cố hết chút sức lực cuối cùng cũng không chạm vào được nút khẩn cấp đã gần ngay trước mặt. Cô nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa nở mỉm cười gian xảo, ranh giới sống chết của giờ lại mong manh như một sợi tơ, tại sao? Cho dù có cố gắng sống sót đi nữa nhưng cũng chẳng thể nào chạy thoát khỏi số mệnh. Đột nhiên trong lúc oán trách cô nghe được tiếng cãi vã, chị Vương nhanh chóng đưa cô ấy vào viện đi. Chị Vương lại nói, fan của Tuyết Nhi đang đứng kín bên ngoài để chị đi xoa dịu đám phóng viên và fan trước đã. Sau khi cô ngồi xuống lần nữa thì thầy trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm. Cô thấy Tuyết Nhi nói khích, cô vừa thanh cao làm gì khi bản thân cũng chỉ là kẻ dối trá, đừng ảo tưởng mình là người nổi tiếng. Sau đó cô ta ngã xuống lầu, đến lúc cô soi gương mới phát hiện ra bản thân đã sống lại trong thân xác của một cô gái cùng tên cùng tuổi. Nếu đã tiếp nhận thân xác này vậy thì không thể để mặc cho kẻ khác hiếp đáp, nhưng trước khi giải quyết vấn đề cô phải điều chỉnh lại nhan sắc và cách ăn mặc của bản thân một chút. Tiếc rằng trong tủ đồ đều là thứ bộ áo quần kỳ quặc, tức thì cô liếc nhìn bộ tây trang trên người trợ lý, nói, cởi nó ra cho tôi. Xong buộc tóc gọn gàng, xóa hết lớp make up đậm trên khuôn mặt, mặc tây trang vào, cô lại toát lên khí chất của một ảnh hậu đã một thời ngồi trên ngai vàng trong giới showbiz. Cũng vào lúc này, phóng viên và fan của Tuyết Nhi đã vây quanh bên ngoài chật như nêm cối. Họ giơ bảng hô lớn, Tô Ngư xin lỗi đi, có tiền có thể là có thể hiếp đáp người khác sao? Có một bạn fan quá khích gào thét, chúng tôi đã xem video kia rồi, chính cô đẩy Tuyết Nhi xuống lầu. Sau khi Tô Ngư đi xuống, cô không lựa chọn trốn chạy cũng không đứng ra để xin lỗi mà đanh giọng thẳng thừng, cho cô nói lại. Nói xong cô giật lấy tấm bảng trong tay bạn fan quá khích nọ bẻ đôi, lạnh nhạt trả lời, xin lỗi à, cô ta là cái thá gì? Các đài truyền thông lập tức đổ xô bủa vây lấy cô bắt cô giải thích việc cô có đẩy Tuyết Nhi xuống lầu. Đối mặt với câu hỏi của cánh truyền thông cô thoải mái thừa nhận, nhưng đều do cô ta động tay động chân trước, còn tôi vì phòng vệ mới đẩy cô ta ra. Cánh phóng viên chen chúc đưa mic đến trước mặt hỏi cô có chứng cứ chứng minh hay không. Fan của Tuyết Nhi thì cho rằng idol của mình là một cô gái ấm áp dịu dàng sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy, những lời của cô nói đều là dối trá bịa đặt. Tô Ngư vốn đã mệt trong người, giờ còn bị tiếng tranh nói ồn ào khiến cô không tài nào chịu đựng được nữa mà bùng phát. Tô Ngư hừng hực lửa giận đi về phía máy quay, không phải mấy người muốn chứng cứ à, rồi cô gỡ miếng dán cá nhân để lộ vết thương đang rớm máu trên trán, nó có được tính là chứng cứ không? Cánh phóng viên nhìn thấy vết thương thì thái độ của ai nấy cũng thay đổi 180 độ, ban đầu thì nhao nhao công khai lên án giờ lại biến thành đại sứ chính nghĩa. Nhưng mọi chuyện chỉ làm cô cảm thấy nực cười đến đáng thương, đồng thời cơ thể cô vốn suy nhược nên không chịu được nữa mà ngất xỉu trước mặt mọi người. Và cùng lúc đó cái tên Tô Ngư trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Tại trung tâm Hoàn Oa, cô vừa tỉnh lại thì bất ngờ nghe được tin tức lớn đang chiếu trên TV. Hôm nay là ngày tưởng niệm tròn 11 năm Fizz ra đi. Trợ lý ngồi bên cạnh thổn thức nói, không ngờ ảnh hậu Fizz nổi tiếng một thời đã mất được 11 năm do căn bệnh ung thư quái ác. Tô Ngư bên cạnh cậu ta nói thầm, không, là 13 năm. Trợ lý ngơ ngác nhìn cô, đột nhiên nhìn cô mới phát hiện Tô Ngư giống y như Fizz. Tô Ngư nghĩ thầm đúng là giống thật, có lẽ vì cơ thể hai người có điểm tương đồng, cô mới có thể sống lại trong cơ thể của Tô Ngư. Năm xưa những người kia mua bác sĩ điều trị chính hạ độc vào thuốc của cô, e rằng là vì gia tài bạc tỷ của cô, nhưng bọn chúng sẽ không nghĩ rằng cô chỉ có từng đó tiền thôi đâu. Chuyển cảnh, ông Tô biết được tin cháu gái mình bị thương thì đau lòng không thôi, thế là lầm bầm làu bầu với trợ lý mãi không thôi. Nếu không nhờ Tô Ngư trở về cắt ngang ông thì chắc chắn trợ lý phải chịu dày vò không biết đến lúc nào. Ông Tô thấy cháu gái mình đến lập tức kéo cô đến kiểm tra một lượt vì sợ cực cưng của mình bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ. Đã bao nhiêu năm Tô Ngư không cảm nhận lại được sự săn sóc của gia đình, bây giờ sâu tận trong lòng cô dâng trào sự ấm áp. Cũng chính vào lúc này mẹ của Tô Ngư cũng đứng sau lưng cô dè dặt hỏi thăm đủ điều, Tiểu Ngư, con về rồi. Mẹ của Tô Ngư Ngô Linh Ngọc được Tô Tấn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng ông ta bị ép phải cưới bà. Lúc học đại học thì ông ta đã có người thương, sau khi cưới bà thì ông ta vẫn sinh với người đó hai đứa con. Đây cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ oán trách Ngô Linh Ngọc, cho rằng bà là tiểu tam nên trước giờ chưa từng gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng Tô Ngư lại hiểu cho bà, cô xoay người ngọt ngào đáp lại bà, mẹ ơi, con không bị sao hết. Ngô Linh Ngọc thấy con gái phản nghịch nhiều năm cuối cùng đã gọi bà một tiếng mẹ, thế là bà vui đến bật khóc, mẹ lập tức đi hầm canh bổ cho con và những món mà con thích.
Ông Tô thấy thế liền nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái dặn cô phải tốt với mẹ một chút, sau này cô muốn quay gì thì cứ để ông nội đầu tư. Tô Ngư đồng ý, dù sao không dễ dàng gì mà cô lại có được tình cảm gia đình lần nữa. Lúc này, chị Vương gửi tin nhắn đến, bảo cục diện rối rắm trong công ty vẫn đang đợi cô. Cô là thực tập sinh, sau chuyện này cô bị người đại diện mắng cho một trận. Chị Vương không quan tâm Tô Ngư có phải là người bị hại hay không, chuyện cô bị loại bỏ khỏi trại huấn luyện đều đổ hết lên đầu cô. Nếu như đổi lại là một thực tập sinh bình thường có lẽ họ sẽ nhịn, nhưng Tô Ngư là ai chứ, cô rất là thản nhiên. Chị Vương lặng lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Chị Vương đánh bạo tiếp tục tiến hành kế hoạch pick up artist, chị còn giả nói, nếu em không muốn làm thì cuốn gói. Cuối cùng Tô Ngư cũng tỏ thái độ, cô đứng dậy chất vấn chị. Tại sao đối thủ lại biết ca khúc trình diễn tiếp theo của tôi? Chị Vương cố lớn lối nói, chị không hiểu em đang nói gì mà chả liên quan gì đến chị cả. Tô Ngư vỗ vai chị ta tiếp tục hỏi, lúc em bị Tuyết Nhi đánh vào đầu, chị ở đâu? Chị ta ấp a ấp úng đáp, chị đang xoa dịu cánh phóng viên và fan hâm mộ. Thật à, sao em lại nghe nói hôm đó chị đến bệnh viện thăm Tuyết Nhi vậy? Chị Vương nghẹn lời bắt đầu hốt hoảng, hôm đấy chị đi xin lỗi đó mà, sợ cô ta khởi kiện em. Tô Ngư không quan tâm chị ta mồm năm miệng 10 giải thích nói, bây giờ trên internet đều biết cô ta đánh vào đầu em, cô ta còn dám khởi kiện sao? Sau đó cô mỉm cười với chị Vương, Vương Diễm Hủy, chị đã bị đuổi việc. Chị Vương nghe vậy thì la lên một tiếng bén nhọn, em có tư cách gì đuổi việc chị người mà công ty kéo đến với số tiền cao ngất ngửa. Tô Ngư gọi điện thoại cho ông nội ngay trước mặt chị ta, ông nội ơi cháu muốn đuổi việc một người, nếu Tô Thải Vi không đồng ý thì sao hả ông? Rồi giọng nói của chủ tịch hội đồng quản trị vọng ra, con muốn đuổi việc ai thì đuổi, có gì thì để ông nội lo, nó thử không đồng ý xem. Lúc này chị Vương sợ đến mức tim vọt lên đến cổ, vội vàng xin cô tha thứ, chị ta kể khổ mình còn phải nuôi cha mẹ già yếu. Tô Ngư vẫn bất động hờ hững gọi bảo vệ lông cổ chị ta đi. Chị Vương biết cô sẽ không tha cho mình thì lập tức trở nên điên loạn. Nếu không phải nhờ tôi đi cửa sau cho cô thì cô tưởng mình có thể tiến vào trại huấn luyện được hả? Nói xong chị ta giơ tay định đánh cô. Tôi chỉ bán tin tức cho Thì Tuyết Nhi thôi mà. Cô dựa vào đâu đòi đuổi việc tôi chứ? Cô bắt lấy tay chị ta, lạnh lùng đáp. Dựa vào tôi là nhị tiểu thư của nhà họ Tô. Nói xong Tô Ngư hất văng tay chị ta ra. Chị ta đứng không vững ngã vào chiếc tủ sau lưng khiến chiếc ly đế cao rơi xuống đập vào đầu chị ta. Chuyển cảnh, cô đến tìm Tô Thải Vi vì chuyện của chị Vương, đuổi việc Vương Diễm Hủy thì cứ báo với chị một tiếng là được rồi. Không cần phải phiền hà đến ông như thế, chị sẽ thay người đại diện cho em ngay lập tức. Nhưng Tô Ngư lại nói, không cần, để em tự tìm. Trước lúc rời đi, Tô Thải Vi đưa cho cô một bao quà vặt bảo nó là thứ cô ta đặc biệt mang về từ nước ngoài, sẽ không khiến cô tăng cân. Sau khi Tô Ngư nhận lấy thì nghĩ thầm trong lòng, xem ra lúc trước nguyên chủ đã không ít lần bị chị gái lừa. Sô-cô-la này được làm từ cacao nguyên chất, chuyên dùng cho người muốn tăng cân, không trách nguyên chủ càng ăn càng béo. Còn những chuyện phá hoại của người đại diện kia, có lẽ cô ta cũng có tay trong đó cũng nên, đúng lúc cô sẽ chớp lấy thời cơ này tìm người của mình. Kiếp trước cô quyết định bước vào giới showbiz chính là vì để tìm kiếm người ấy. Kiếp này có lẽ cô sẽ thử tìm trong giới showbiz trong nước. Đột nhiên cô nhớ ra không phải trước kia cậu trợ lý đã từng là người đại diện sao, cậu trợ buồn bã nói, hồi tháng 2 năm ngoái tôi không còn là người đại diện nữa. Tô Ngư nghe vậy chỉ quyết định cậu trợ lý sẽ trở thành người đại diện của mình. Cậu trợ lý ngạc nhiên há hốc mồm đến nỗi cắm muốn rơi xuống sàn, Tô Ngư nâng cằm câu ta hỏi, sao thế, muốn tiếp tục làm trợ lý à, từ chối trở thành người đại diện của tôi. Sau khi cậu trợ lý bắt kịp sóng thì nhảy cẫng lên nói, tất nhiên tôi đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Giám đốc bên cạnh không ngờ cô sẽ lựa chọn cậu bạn này. Quả nhiên không có đầu óc, tốt quá có thể bàn giao với đại tiểu thư rồi. Nhưng cậu trợ lý có chút phiền muộn nghệ sĩ mà lúc trước cậu ta dẫn chỉ trích cậu ta sàm sỡ, nhị tiểu thư thật sự tin tưởng cậu ta sao? Tô Ngư nói, với cái thân hình nhỏ bé này của cậu thì sàm sỡ được với ai, đừng là tôi thất vọng là được. Giây phút vui mừng trôi qua, cậu ta không quên nhắc nhở Tô Ngư, thì Tuyết Nhi vừa như bị cô đẩy ngã, ý định muốn mượn việc đó để hot. Rõ ràng đã lành lặn lại rồi mà còn chây y ở bệnh viện, thật muốn cho fan hâm mộ của cô ta nhìn rõ bộ mặt thật. Trùng hợp Tô Ngư cũng có ý này, thế là hỏi cậu tìm địa chỉ của bệnh viện, cậu trợ lý có chút lo lắng, khuyên cô đừng manh động, nghe thấy thế Tô Ngư bèn mỉm cười, tôi chỉ muốn đi thăm cô ta thôi. Chuyển cảnh, Tô Ngư đến bệnh viện thì phát hiện video giám sát đã bị xóa sạch. Phía bên kia thì Tuyết Nhi và người đại diện còn đang ủ mưu với nhau, đợi độ hot của Fizz giảm xuống, chúng ta sẽ sử dụng thương thế lần này để tuyên truyền tăng độ hot. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, thấy y tá đi vào, Tô Ngư muốn để họ lộ ra cái đuôi cáo của mình, đợi khi quấn băng lên đầu thì Tuyết Nhi cô sẽ ra tay. Lúc này thì Tuyết Nhi đang nằm dài trên giường cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói người đại diện của Tô Ngư đã bị đuổi việc, hôm kia còn muốn ký với chị ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hai kẻ người sướng ta họa vui vẻ bàn bạc quá trình hãm hại Tô Ngư, những thứ mà họ nói đã bị Tô Ngư nghe sạch sành sanh. Sau đó người đại diện của Thì Tuyết Nhi nói, em sắp hot rồi, vừa mới nhận vai nữ chính, 2 ngày sau có thể đến thử vai.
Sau khi Tô Ngư rời khỏi, cô từ tốn tháo kính xuống, nghĩ thầm, đừng tưởng chui nhủi trong bệnh viện thì có thể khiến tôi phải bó tay sao. Một camera lỗ kim được gắn bên góc trên viền kính, cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị ghi lại tất tần tật. Chuyển cảnh, Tô Ngư đi đến phòng thay đồ, chỉ vừa cởi áo thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một chàng trai thình lình rút súng ra dí vào đầu cô. Cô không phải y tá của bệnh viện, ai sai cô đến? Tô Ngư nhìn thấy vết thương trên eo hắn lập tức nói, tôi có thể cứu anh. Nhưng chàng trai không tin mà ngược lại càng dí súng sát vào cô. Tình hình cấp bách, cô tức tốc xoay người thụ một chõ vào vết thương của hắn, sau đó trở tay giật lấy khẩu súng, dí sát vào đầu chàng trai kia, người đầu tiên cầm súng chĩa vào tôi, giờ cỏ đã mọc cao 2 mét rồi đấy. Hắn không ngờ cô gái nhìn như chân yếu tay mềm này lại linh hoạt đến như thế, vì cử động quá mạnh khiến vết thương ở eo hắn khiến hắn ho khan từng trận. Tô Ngư thấy thế thì không đè lên người hắn nữa, hơn nữa cô cũng không thể trợn mắt nhìn hắn cứ thế mà chết đi, mặc dù cô không phải là y tá, nhưng vẫn có cách giúp hắn chữa trị. Sau khi đỡ hắn lên giường, cô định cởi sơ mi trên người hắn ra để kiểm tra vết thương thì lại bị đối phương nắm chặt hai tay đang đặt trên lồng ngực hắn. Tô Ngư bó tay nói, không cởi áo thì sao mà chữa. Sau khi cởi thì lồng ngực rắn chắc với cơ bụng tám múi như tạc tượng đập vào mắt, rồi cô dặn dò hắn phải nằm yên không được nhúc nhích xong, xử lý vết thương cho hắn. Nhìn thủ pháp thông thạo khiến hắn thắc mắc có lẽ cô không phải kẻ thù của hắn, cũng không phải y tá, vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Lúc hắn đang tỉ mỉ quan sát cô thì không khỏi bị hấp dẫn bởi cơ thể cô, thấy thế hắn vội vàng đỏ mặt xoay đầu đi chỗ khác. Sau khi Tô Ngư xử lý xong mọi thứ thì định rời đi nhưng lại bị hắn gọi lại, đồng thời ném sang một miếng ngọc cổ. Tôi tên Lệ Cảnh Thừa, hãy cầm lấy nó đi xem như tôi nợ cô một mạng. Tô Ngư nhớ lại nước ngoài có một thế lực độc quyền không ai dám chọc vào, thiếu chủ của họ hình như tên Lệ Cảnh Thừa, không ngờ cái mạng cô cứu đó đáng tiền đến như vậy. Chuyển cảnh, cậu trợ lý đến biệt thự của Tô Ngư, thoáng chốc bị cảnh tượng Tráng Lệ làm cho bàng hoàng. Sau đó Tô Ngư xuất hiện trong bộ đồ thể thao tiếp cậu ta, cậu trợ lý thấy chỉ mới nửa tháng trôi qua mà thân hình của cô đã có sự thay đổi rất lớn. Nghĩ thầm mình số đỏ lắm mới trở thành người đại diện, thậm chí cậu ta còn tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân dẫn cô lên đài cao của giới showbiz. Ngay cả khi Tô Ngư phe phẩy tay trước mắt cũng không ngăn được cậu ta. Sau khi quay về hiện thực, trợ lý ngạc nhiên hỏi, mới sáng sớm mà cô đã ra ngoài chạy bộ. Đối với Tô Ngư mà nói, những thói quen này đều là của kiếp trước, cô còn nghĩ cậu trợ lý cũng nên luyện tập nhiều hơn bèn mời cậu ta cùng tham gia, nhưng lại bị cậu ta thẳng thừng từ chối. Vì Tô Ngư là một diễn viên nên cô lúc nào cũng phải kiểm soát cân nặng, nói, lượng đường trong bánh bao quá cao, ngày mai sẽ đưa thực đơn cho cậu, cứ làm theo lời tôi nói. Mặc dù miệng thì chê bánh bao quá nhiều đường, nhưng cả hai cái đều nằm gọn trong bụng cô trong vòng 2 phút, thậm chí còn khiến trợ lý cảm thấy cô vẫn chưa ăn no. Thật ra hôm nay cậu trợ lý đến vì có chuyện quan trọng, cậu ta đã giúp Tô Ngư nhận vai một vai nữ bốn, nhưng nữ chính lại là đối thủ một mất một còn của cô, thì Tuyết Nhi. Cậu trợ lý nhìn Tô Ngư, cô mới tập thể dục được tháng thôi đã trở nên nổi bật hơn, cậu ta tin rằng bây giờ cô chỉ còn thiếu cơ hội để tỏa sáng trước công chúng. Chuyển cảnh, sau khi Tô Ngư đến khách sạn để thử vai, vừa xuất hiện thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô, ai cũng cảm thấy dáng vẻ này của cô rất đỗi quen thuộc. Nhan sắc hay khí chất của cô gái này không chê vào đâu được, nhưng Trung Hạ Huyên lại chú ý đến cậu trợ lý theo sau Tô Ngư, chẳng phải Vu Lương Sách bị mình giải quyết rồi sao vẫn chưa lui giới. Lúc Tô Ngư mới vừa ngồi xuống, một câu nói thình lình vang lên khiến cậu trợ lý phải chú ý đến. Diễn viên thử vai tiếp theo, Trung Hạ Huyên. Trung Hạ Huyên nghe gọi tên thì cố ý bước đến trước mặt cậu trợ lý nhếch mày, cô thấy vậy bèn hỏi, cậu quen cô ta sao? Cậu trợ lý đáp, là nghệ sĩ trước kia của tôi, là người đã nói tôi sàm sỡ. Chợt, một nghệ sĩ thấy cô thì ngạc nhiên lớn tiếng gọi, chị là Tô Ngư ạ. Những nghệ sĩ xung quanh cũng chợt nhớ lại, người này chính là Tô Ngư mà đoạn thời gian trước được lên thời sự, nè, mới một tháng không gặp cô ấy thay đổi lớn quá nhỉ. Một lát sau, Trung Hạ Huyên cúi đầu tiểu nhỉu đi ra, trợ lý bên cạnh mắng cô ta không biết nỗ lực chỉ có một vai nữ bốn thôi mà cũng không lấy được. Hơn nữa còn không thuộc thoại, Trung Hạ Huyên không cãi lại được nhưng lại nhìn thấy cảnh cậu trợ lý cười cười nói với Tô Ngư, cục tức trong lòng mỗi lúc một lớn. Gã Vu Lương Sách này chẳng có tài cán gì mà dám tranh tài nguyên với mình, đều do hắn mình mới đi đến nông nỗi một thằng trợ lý quèn cũng dám mắng mình. Rồi cô ta đi đến hỏi Tô Ngư, ôi chị Tô, chị có biết trợ lý Vu Lương Sách của chị sao lại bị sa thải không? Anh ta trước kia vốn là người đại diện của tôi, nhưng không ngờ anh ta lại làm chuyện đó với tôi. Cậu trợ lý nghe xong thì tức giận không thôi, cậu ta đã từng dốc lòng dốc sức đi tìm tài nguyên cho cô gái này, kết quả cô ta không những chẳng biết ơn còn cắn ngược lại cậu ta một cái. Tô Ngư hờ hững đáp, chứng cứ đâu, chứng cứ cậu ta sàm sỡ cô đâu đem ra đây. Trung Hạ Huyên nghe cô nói vậy thì lập tức lật mặt, chẳng lẽ tôi mang cả danh dự của mình chỉ để bôi nhọ hắn thôi sao, đã vậy rồi cô còn muốn lật lại vết thương của tôi. Tô Ngư vẫn từ tốn nói, là do chính cô muốn lật lại vết thương lòng của mình, ngoài ra nếu đã không có chứng cứ, tôi sẽ thuê luật sư tố cáo cô tội bôi nhọ danh dự của người khác, và cuối cùng Vu Lương Sách không phải là trợ lý, cậu ta là người đại diện của tôi. Ngay lập tức Trung Hạ Huyên bị câu nói đầy tính logic của cô làm cho câm như hến. Mọi người xung quanh phân nửa đều cho rằng Trung Hạ Huyên đang bội nhọ người ta, mặt dày. Vào lúc Trung Hạ Huyên nhục đến mức muốn đào lỗ để chui vào thì bạn diễn của Tô Ngư thì Tuyết Nhi đến.
Cô ta thình lình nắm lấy cổ tay cô, ngậm ngùi nói, Thái Huyên, đáng ra tôi không nên tranh giành với cậu thế nhưng cậu cũng không nên vì giá họa cho tôi mà cố ý dùng cúp đập vào đầu mình chứ. Cho dù cậu đẩy tôi ngã từ trên lầu xuống, tôi cũng chẳng trách móc gì cậu đâu. Cô ta vừa mở miệng đã nồng nặc mùi Pygmalion, Tô Ngư nghĩ thầm, xem ra trận đấu bây giờ mới chính thức mở màn. Vừa dứt lời, ngay đến cả cậu trợ lý nhịn không nổi nữa muốn mở miệng mắng cô ta, nhưng Tô Ngữ vẫn bất động như thường. Thật ra mọi thứ đều là kế sách tiếp theo của Thì Tuyết Nhi, cô ta xếp người chụp trộm, chỉ đợi Tô Ngư cắn câu nửa thôi. Chính vào lúc này, nhận viên trong đoàn thình lình thông báo vai nữ 4 mà Tô Ngư thử vai đã được quyết định. Cậu trợ lý thắc mắc, rõ ràng họ vẫn chưa vào thử vai, nhưng giải thích của nhân viên đoàn phim lại là, chúng tôi đã quyết định lấy Trung Hạ Huyên rồi. Cậu trợ lý nghe xong càng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy Trung Hạ Huyên đã bị đánh trượt, nhưng sau khi Thì Tuyết Nhi xuất hiện thì vai nữ 4 lại giao cho Trung Hạ Huyên. Tô Ngư dù vậy vẫn ung dung bình thản gọi trợ lý đến dự định rời đi, điều này khiến cậu trợ lý luôn cảm thấy có lỗi với cô, muốn cố đi dành cho cô thêm những vai diễn khác. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới nếu nữ chính là loại người như Thì Tuyết Nhi có lẽ bộ phim này lỗ nặng, thôi cứ chọn cái khác thì hơn. Thật ra cái mà Tô Ngư quan tâm đến không phải là vai diễn, với thực lực là một ảnh hậu của kiếp trước cô đều có thể gánh mọi vai diễn. Thừa sức áp chết Thì Tuyết Nhi, chẳng qua đối phương có quan hệ tốt với nhà đầu tư thì cho dù có cố gắng thì mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng lúc cô vừa bước ra thì cánh phóng viên ập ngay đến, cô Tô, có người nói cô tự đánh mình bị thương để thoát tội, xin hỏi có suy nghĩ gì về những lời này. Thì Tuyết Nhi nói cô ấy vẫn xem cô là bạn, cô nghĩ thế nào? Tô Ngữ nở nụ cười tươi rói, cô thì chỉ mới tháo thạch cao 2 ngày trước thôi thế mà hiện gì đã có thể mang giày cao gót rồi, đúng là kỳ tích y học, phóng viên nghe xong đều cảm thấy bất thường. Cũng cùng vào lúc này, thì Tuyết Nhi cũng chạy theo ra ý đồ muốn thưởng thức dáng vẻ điên cuồng của Tô Ngư trước mặt đám đông nhưng ngược lại với dự liệu của cô ta thì cánh phóng viên đều chỉ đăm đăm vào cô ta. Xin hỏi cô giả vờ bị thương để hãm hại Tô Ngư có phải không? Thì Tuyết Nhi nghe xong thì lập tức ngây người. Cánh phóng viên điên cuồng chụp ảnh, tiếp tục truy vấn gay gắt. Tô Ngư hạ dạ, nếu cô đã thích diễn như thế, tôi sẽ cho cô đất diễn. Sau khi hai người rời đi cậu trợ lý oán hờn, chúng ta phải xem thêm một lát nữa chứ, dù sao cô ta cũng đã giả bệnh để hãm hại người khác còn gì, đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Nhưng Tô Ngư lại nói, cô ta sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy đâu, thu dọn tàn cục không tốt rất dễ rước họa vào thân. Cậu trợ lý thở dài, mặc dù chúng ta đã thoát được một kiếp, nhưng trên tay vẫn chưa có tài nguyên gì. Ngay vào lúc này, đột nhiên một giọng nói mang theo phấn khích gọi tên cô, một em gái hưng phấn nói, thật sự là chị Tô Ngư ạ, em là nhân viên trang điểm, tốt quá hạ, lúc nãy trong khách sạn em không dám đến gần chị còn nhớ em không? 2 năm trước em đi sân bay tiễn chị nhưng kết quả là đoàn đội của chị lại hủy chuyến làm bọn em đợi hơn nữa ngày trời may mà có chị thuê phòng cho bọn em. Cậu trợ lý bèn chọc cô, không ngờ cô thật sự có fan hâm mộ đấy, có lẽ cậu trợ lý không ngờ đến fan hâm mộ trước mặt luôn mang tài nguyên tốt nhất đến cho Tô Ngư từ lúc cô vừa ra mắt. Nhà Tô Ngư cực kỳ giàu có, sau khi cô biết fan hâm mộ của cô là tác giả tiểu thuyết thì cô lập tức gọi ông nội vung tiền đầu tư cho bộ phim điện ảnh. Mặc dù thì Tuyết Nhi lợi dụng quan hệ với nhà đầu tư, từ chối vai nữ 4 của cô. Nhưng cô vốn là một nhà tư bản, chỉ với thực lực ảnh hậu của kiếp trước thì có thể đè chết Thì Tuyết Nhi. Cùng lúc đó, công ty của Thì Tuyết Nhi lên tiếng, Thì Tuyết Nhi mang giày cao gót sau khi bị gãy chân không đồng nghĩa là đang giả bệnh mà là do vai diễn cần, là kế nghiệp. Đó là việc đã nằm trong dự đoán của cô, nhưng cậu trợ lý phát hiện bên cạnh đó còn có từ khóa tìm kiếm hot của Tô Ngư. Cuối cùng lần này cô không nhịn được mà trộm hé mắt xem thì thấy bức ảnh trên từ khóa tìm kiếm, dáng vẻ như một cô gái thôn quê thì Thì Tuyết Nhi đã phải làm nền cho cô. Dưới bình luận đều là fan hâm mộ của Tô Ngư. Cùng lúc đó, Lệ Cảnh Thừa cũng nhìn thấy hot search này, hắn không ngờ đến Tô Ngư là một diễn viên, thư ký giải thích. Nghe nói Tô Ngư bị Thì Tuyết Nhi hãm hại, đoạn thời gian trước bị toàn dân mạng tấn công trong khi không có chứng cứ chứng minh. Lệ Cảnh Thừa tỏ vẻ khó tin, ai ngờ cô ấy còn bị người ta đánh vào đầu. Vậy thì nhân đây trả ơn cứu mạng cho cô ấy, hack vào hệ thống giám sát và điều khiển, nếu là thứ đã từng tồn tại thì luôn sẽ để lại dấu vết. Bên phía Tô Ngư, cô dẫn theo cậu trợ lý đi vào công ty của ông nội, dọc đường cậu ta luôn lo lắng. Lỡ ông ấy không muốn đầu tư thì phải làm sao? Đột nhiên điện thoại của cô nhận được cuộc gọi của Tô Thái Vi, cô ta nói. Đầu tư phim chỉ là chuyện nhỏ đừng phiền hà đến ông nội, em cứ nói với chị là được, dự án trong công ty mặc em chọn lựa. Tô Ngư không trả lời mà trực tiếp cúp máy, người chị giả vờ giả vịt này thật sự không cho phép cô thoát khỏi khống chế của mình. Nếu chị ta đã muốn đầu tư như vậy thì mình cũng không nên phụ lòng chị ta. Chuyển cảnh, Tô Thái Vi nói sơ qua chuyện công ty đầu tư làm phim với ông Tô, nhưng ông Tô lại yêu thương nói, cứ đợi Tiểu Ngư đến chọn đi. Lúc này Tô Ngư đến, ông ấy nhìn thấy cháu gái của mình thì khen lấy khen để, bộ đầm trên người con rất đẹp, sau này con cứ y như thế mà mặc. Tô Thái Vi đối diện cũng không tiếc lời khen ngợi, em gái đẹp quá đi, mặc gì cũng đẹp. Nhưng Tô Ngư lại hỏi vặn lại, những chiếc váy kỳ dị màu hồng mà chị tặng tôi thì sao? Tô Thái Vi chỉ biết gượng đáp, đều rất đẹp, Tiểu Ngư hay là em cứ đọc qua kịch bản trước đi xem có thích không? Cô nghĩ thầm, nếu chị muốn diễn đến vậy thì tôi sẽ diễn với chị đến cùng. Cô nói, tôi đã có kịch bản, là tiểu thuyết do fan hâm mộ viết.
Tô Thải Vi nghe xong thì nghĩ rằng có lẽ không cần bản thân phải phiền hà rồi, con ngốc này chắc chắn là bị người ta lừa mua bản quyền. Nhưng ông nội lại chẳng yên lòng, ông ấy vẫn cho rằng lựa chọn kịch bản của Công Ký tương đối an toàn. Tô Ngư nói, cháu rất thích quyển tiểu thuyết kia, nếu ông không đồng ý, cháu sẽ tìm nhà đầu tư khác. Ông nội là một đại gia bạc tỷ chân chính nên đương nhiên ông rất thoải mái vung tiền cho cháu gái. Cô muốn diễn thì ông ấy mạnh tay chi tiền đầu tư cho cô. Nhưng cô lại nói với ông ấy rằng nếu ông ấy không muốn thì đừng cố miễn cưỡng bản thân, cô có thể tìm người đầu tư. Thật ra gia tài của cô còn nhiều hơn cả ông nội cô, chẳng qua không tiện sử dụng mà thôi. Ông ấy nghe xong thì cho rằng Tô Ngư không tin tưởng thực lực của mình bèn lập tức gọi tác giả tiểu thuyết đến bàn bạc. Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước, lúc này tác giả đã đứng ngoài công ty. Ông cháu hai người là chứng minh sống của câu nói anh tình tôi nguyện khiến cho Tô Thải Vi đi sau nhìn khung cảnh hòa hợp đó mà ghen ghét không thôi. Đều là cháu gái mà sao ông nội lại thiên vị đến thế? Chuyển cảnh, Man Man tự mình giới thiệu, cháu chào ông ạ, cháu tên là Bạch Man, người đứng đầu fan club của chị Tiểu Ngư. Ông Tô vốn sợ cháu gái của mình bị người ta lừa, giờ ông ấy nhìn dáng vẻ ngây thơ của Bạch Man thì lập tức xóa bỏ suy nghĩ đó. Lúc này đột nhiên điện thoại của ông ấy vang lên, là ban quản trị gọi đến nói, không đồng ý đầu tư. Câu nói này khiến ông ấy khó hiểu, đầu tư gì, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì sao? Thế là ban quản trị nhắc nhở ông sẽ không đầu tư vào phim của Tô Ngư vì mọi người trong ban quản trị đều không đồng ý. Nhưng chuyện đầu tư mới vừa bắt đầu thì sao ban quản trị có thể biết được? Nếu đã không đồng ý, ông Tô chỉ đành xuôi theo. Sau khi cúp điện thoại, ông ấy vẫn bảo Man Man chuẩn bị ký hợp đồng. Man Man thắc mắc nói, họ không đầu tư thì chúng ta vẫn ký ạ. Ông Tô vỗ vai Tô Ngư nói, ông nội đầu tư tự bỏ tiền đầu tư cho con, trước sẽ đầu tư vào 100 triệu, nếu không đủ thì cứ đến tìm ông. Tô Ngư thấy vậy, vẻ mặt của cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Ông nội yên tâm, cháu bảo đảm với ông sẽ không lỗ một đồng. Lúc này thì Tuyết Nhi đang ở bệnh viện tức tối, đều do con ả Tô Ngư kia khiến em bây giờ phải ở trong bệnh viện giả bệnh, còn người đại diện ngồi bên cạnh trở nên phiền muộn vô cùng. Nghĩ thầm, không phải cô muốn chạy đi bú phim đó sao, đã không được tích sự gì rồi mà còn hở chút không vừa ý cái này không thích cái kia. Hơn nữa cô vừa mới lướt lên đạo diễn của Sương Khói Ngập Trời đăng status sẽ rời khỏi đoàn phim. Lúc này người đại diện không nhịn nổi thì Tuyết Nhi nữa, thời Tuyết Nhi ai cho em tác Triệu Minh Lãng vào hả? Đạo diễn Triệu vốn đã bất mãn với việc em trở thành vai chính, giờ em còn lời sởi trước mặt hắn. Nhưng thì Tuyết Nhi lại không quan tâm nói, vi phạm hợp đồng hắn sẽ phải bồi thường 100 triệu, hắn sẽ không dám nghỉ việc đâu. Tức thời cô ta bị người đại diện đang hừng hực lửa giận tát một cái thật mạnh, em tự mình đi xem đi. Theo hợp đồng đưa vào đoàn là đã vi phạm hợp đồng, cho dù có vi phạm hắn cũng không bồi thường bao nhiêu đâu, hiểu chưa? Nghe xong thì Tuyết Nhi lập tức xem tin tức thì mặt cô ta xanh lè, đạo diễn Triệu đừng nghỉ việc mà, phải nhanh chóng liên hệ với tai to mặt lớn kia mới được, chắc chắn gã sẽ có cách. Người đại diện nhìn cô ta như nhìn một kẻ điên, tài liệu đen mà lúc trước em vui hai cho Tô Ngư đã gây phiền phức cho gã, giờ mà tìm gã chúng ta chết rũ lúc nào còn chưa biết đâu. Bên phía Tô Ngư, cậu trợ lý vui mừng đọc tin tức nghỉ việc của Triệu Minh Lãng, cậu ta cảm thấy vô cùng hả hê khi thù lớn đã được trả. Còn Tô Ngư thầm nghĩ, nếu Triệu Minh Lãng đã nghỉ việc chúng ta phải chớp lấy cơ hội kéo đạo diễn Thiên về cổ trang trong giới về phía chúng ta. Rốt cuộc cô đã dùng phép thuật gì mà có thể khiến đạo diễn tài ba trong nước chủ động hẹn gặp, phải biết rằng Triệu Minh Lãng là cái tên không ai không biết. Đến lúc gặp mặt, hai bên người phát hiện đối phương lại khác hoàn toàn so với lời đồn đãi trên mạng. Tính cách của Triệu Minh Lãng không những ôn hòa, lần gặp mặt đầu tiên còn mời họ ăn những xiên đồ nướng đầy mùi khói lửa. Hơn nữa Tô Ngư chẳng hề có giá của một nữ nghệ sĩ, không nhiều lời cầm lấy xiên đồ nước ăn thoải mái, khung cảnh vô cùng hòa hợp vui vẻ. Bởi vì phần là do kịch bản phim mà Tô Ngư gửi đến khiến anh ta động lòng, phần là do lòng tin của cô đối với kịch bản này Triệu Minh Lãng mới chủ động hẹn gặp cô. Là một diễn viên phái thực lực đồng thời cô còn từng là ảnh hậu vang danh một thời, vì thế với cô mà nói điều chỉnh kịch bản chỉ là chuyện còn con mà thôi. Về phía Triệu Minh Lãng, hắn ta vừa rút khỏi bộ phim Sương Khói Ngập Trời, hiện giờ vẫn đang tìm kịch bản mới. Nhân cơ hội này Tô Ngư cũng thẳng thắn với họ, ông nội của tôi sẽ đầu tư 100 triệu vào bộ phim này. Đạo diễn Triệu sẽ nắm mọi quyền vốn có của mình, tức là tôi sẽ không nhúng tay vào quá trình quay dù chỉ một chút. Câu nói này của cô lập tức khơi dậy hứng thú của anh ta, nếu như tôi lại chọn một diễn viên khác đảm nhiệm vai chính mà không phải cô thì sao? Tô Ngư rất tự tin trả lời, tôi chỉ cần một cơ hội thử vai là được. Cậu trợ lý nghe cô nói như vậy thì khuôn mặt tức khắc trở nên lo lắng không thôi. Đạo diễn Triệu là người chọn diễn viên khắt khe có tiếng. Với kỹ thuật diễn xuất những bộ phim trước của cô ấy nói thẳng thì khó hơn lên trời. Nhưng giây sau, Tô Ngữ nhắm mắt dường như đang lấy cảm giác, chớp mắt từng câu thoại nối nhau vang vọng trong căn phòng. Thiên hạ này do một tay chẫm đoạt lấy. Quy tắc nữ nhân không được đăng cơ làm đế vương do người lập ra cũng sẽ do người xóa bỏ. Trong chiều kẻ nào dám trái trời đất bất dung. Triệu Minh Lãng rất ngạc nhiên, anh ta không ngờ Tô Ngư chỉ diễn một phân đoạn mà thôi nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác cô chính là một vị nữ đế đó. Biểu hiện sinh động như thật, rất có khí chất của những ảnh hậu e rằng khó mà kiểm soát. Về phía Tô Ngư, cảm xúc của cô đến đoạn cao trào, một số người sẽ cảm thấy rằng dù là nữ đế thì cũng sẽ vang danh đời đời. Nếu không cô đột ngột kết thúc thì có lẽ họ sẽ quỳ xuống cúi đầu với nữ đế.
Cậu trợ lý nhìn cô như nhìn một người xa lạ, còn Triệu Minh Lãng điên cuồng vỗ tay nói, bộ phim này tôi nhận, ban hậu cần cứ để tôi lo, cô không cần phải làm gì cả, đợi nửa tháng sau thì vào đoàn là được. Tô Ngư cười đùa nói, đạo diễn Triệu không đợi xem thử những kịch bản khác sao? Triệu Minh Lãng nói thẳng, không cần nữa. Tôi tin cô bởi vì dựa vào phân cảnh diễn thoại vừa rồi của cô đã đè bẹp những thị hậu khác rồi chứ chưa đề cập đến kỹ thuật diễn tốt đến mức không chỗ để chê của cô. Nhưng lúc này Tạ Hân đề cập đến vấn đề, vì Tô Ngư quá xinh đẹp thế nên nếu như cải trang thành đàn ông thì vừa nhìn qua đã biết tỏng rồi. Nhưng cô nói, không phải là chuyện lớn cho tôi 10 phút. Nói xong cô rời đi làm ba người kia ngơ ngác, Tô Ngư đã mang lại cho họ quá nhiều bất ngờ, lẽ nào có thể thay đổi giới tính tại đây hay sao? Bạn có dám tin không, thiếu niên anh Tuấn trước mắt này thật ra là một cô gái. Tạ Hân nhìn thấy một anh trai lạnh lùng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nói gì thì nói cô ta cũng phải nhất định kéo người này vào giới showbiz. Tô Ngư hứng thú nói, chị gái, chị đích thân cầm tay dẫn dắt tôi sao? Tạ Hân nghe xong lập tức đôi mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô trả lời, chị sẽ đích thân dẫn dắt cậu. Đạo diễn Triệu thấy trợ lý của mình mê đắm thì cảm thấy hơi ghen, quát mắng thiếu niên nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Tạ Hân vẫn ôm tâm tư ký hợp đồng với thiếu niên nên muốn kết bạn với đối phương. Với điều kiện của cậu chàng đẹp trai này, nếu cậu ta mà vào giới showbiz chắc chắn sẽ hot dần dần cho xem. Nhưng sau khi cô nhìn thấy tên nick của đối phương thì mới phát hiện ra là nick của Tô Ngư. Cô thấy Tạ Hân đã biết rồi bèn lén ra hiệu với Tạ Hân, cô ta nhanh chóng đoán ra ý đồ, lập tức thích thú cùng diễn với cô. Điều này khiến Triệu Minh Lãng đứng sau lưng tức chết, hét to tên của Tạ Hân nhưng cô ta đâu có để ý đến anh ta. Còn Tô Ngư thì muốn làm người đàn ông tức điên, ai bảo anh ta cứ tránh né y như con rùa rụt đầu. Tô Ngư nhìn ra được hai người này đều có ý với nhau, đúng lúc giúp họ làm chất xúc tác. Triệu Minh Lãng thấy cử chỉ của hai người càng ngày càng thân mật thế là thẳng tay kéo Tạ Hân ra, còn Tô Ngư thì buông tay, cười híp mắt nhìn họ. Tạ Hân thấy vậy thì tức tốc giải thích, Triệu Minh Lãng anh điên rồi à, ai cho anh động tay động chân thế hả, cô ấy là Tô Ngư mà. Đạo diễn Triệu nghe vậy thì há hốc mồm, 10 phút trước rõ ràng vẫn còn thấy Tô Ngư sao nháy mắt đã biến thành một chàng trai đẹp trai rồi. Sau đó hai người là cậu trợ lý và đạo diễn Triệu vây tò mò vây quanh cô như cô là động vật quý giá được bảo vệ cấp quốc gia. Tạ Hân đề xuất, lát nữa Tô Ngư sẽ cùng với tôi và lão Triệu cùng đi thuận tiện quảng bá bộ phim mới luôn, cậu trợ lý lúc này mới hiểu ra. Đạo diễn Triệu vừa rút khỏi vị trí đạo diễn của bộ phim Sương Khói Ngập Trời hiện giờ đang dẫn dắt một tiểu thịt tươi chắc chắn sẽ khiến người khác tò mò có phải là đạo diễn nhận phim mới hay không. Không nằm ngoài dự đoán lúc họ vừa mới bước ra paparazzi nhanh tay chụp hình ba người lại. Ngày hôm sau Triệu Minh Lãng nắm tay tiểu thịt tươi trở thành hot search, càng khiến người vui mừng hơn đó là mọi người đều đang truy tìm tiểu thịt tươi này. Cậu trợ thấy hot như vậy thậm chí khiến cậu ta muốn để Tô Ngư ra mắt với hình tượng ấy, nhưng cô lại từ chối. Dù sao mấy chuyện hot search này kiếp trước cô đã quen lắm rồi. Sau đó cậu trợ lý tiết lộ, thủ vai nam chính lần này chính là ảnh đế Lăng Trì. 3 năm trước Lâm Trì đạt được giải ảnh đế xong thì dần dần lặn mất, có người nói nào là anh ta vì ẩn hôn nên dừng hoạt động, nào là bị mắc bệnh nan y nên không thể diễn, nhưng giờ anh đã đồng ý hợp tác với đạo diễn Triệu, giờ internet đang đồn ầm lên. Chính với lúc sự nghiệp của Tô Ngư không ngừng thăng tiến, công ty lại nhận cho cô chương trình thực tế. Mà lúc này đạo diễn chương trình đang dùng lời lẽ hùng hồn thuyết phục cô nói, địa điểm đặt chân đầu tiên của chúng ta là tại huyện nghèo. Lần này không phải chúng ta chỉ đi quay không thôi mà trên lưng còn gánh theo nhiệm vụ thu hút đầu tư, giúp người dân ở đó quảng bá sản phẩm. Cậu trợ lý nghĩ thầm, Tô Ngư sẽ không bị những lời lẽ hùng hồn đanh thép này tẩy não chứ. Trên thực tế chương trình thực tế này đi đến nơi hoang vắng này ăn rau ăn cháo. Vừa dứt lời Tô Ngư tức khắc khen ngợi ý tưởng của đạo diễn, vui mừng nhận lời. Quay chương trình thực tế không có tiếng tăm gì là bước đầu tiên trong sự nghiệp sau khi trọng sinh của Tô Ngư, nhân viên trong đoàn phim người nào người nấy đều rất ba chấm. Nhiệm vụ đầu tiên đạo diễn ra cho mọi người đó là bẻ ngô. Lập tức có khách mời ý kiến, chúng tôi không cần phải giới thiệu bản thân sao, thế là đạo diễn liền bảo họ bắt đầu giới thiệu bản thân mà những cảnh này đều đang phát trực tiếp. Vừa mở đầu mà đã xuất hiện vấn đề, không ai ngờ đến tổ chương trình này lại không đúng điệu như thế, sau này chắc phải nhờ Tô Ngư mới có thể hot rồi. Tiếp theo là phần giới thiệu bản thân, trong phần này nhiều nhân tài xuất hiện, đầu tiên là Nhiễm Băng Băng. Cô ta thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân, tiếp theo là nam sinh này, giới thiệu thôi mà cậu ta nói rông nói dài. Làm nhảm hơn nửa ngày trời cũng nói ra tên mình là Sơ Minh nhưng không nói họ. Lúc đạo diễn bảo cậu ta nói đầy đủ họ tên mọi người mới biết thì ra cậu ta họ Bộ, tên là Bộ Sơ Minh. Kênh phát sóng vốn yên ắng tĩnh lặng nháy mắt trở nên sôi nổi. Lúc này, Lệ Cảnh Thừa đang ngồi trước TV, đợi Tô Ngư xuất hiện, nhưng sau khi Tô Ngư xuất hiện, cô chỉ giới thiệu tên của bản thân thì hết. Thanh Sương thấy thế thì trợn to mắt, người khác giới thiệu thì cố gắng tung hô bản thân, sao đến lượt cô ấy lại ngắn gọn xúc tích đến vậy. Lệ Cảnh Thừa mỉm cười, do cô ấy lười, đặt vé đi tôi muốn đi tìm cô ấy. Tổ đạo diễn cũng bị màn giới thiệu ngắn đến không thể ngắn hơn của cô làm ngây người, quả nhiên người có thực lực có khác, không cần phải khoác lác. Cậu trợ lý biết do cô lười phải nói nhiều thôi. Cuối cùng đạo diễn thật sự dẫn mọi người đến ruộng ngô, nói, nhiệm vụ hôm nay đó chính là bể hết những bắp ngô trong ruộng. Hình phạt không hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra đó làm những chuyện mà bác nông dân thường làm hàng ngày. Hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi người được ăn 2 cái bánh ngô và 1 chén canh. Lúc này làn đạn trên màn hình đều là thắc mắc,
thứ này thật sự ăn được sao? Tô Ngư là tiểu thư nhà giàu, chắc hẳn cô ấy chưa từng thấy qua đâu. Vào lúc khách mời oán hờn đạo diễn, cô lại nhìn chằm chằm chiếc bánh ngô dường như cô muốn thử một miếng. Cậu trợ lý chỉ có thể bất lực nói thầm trong lòng, "Tiểu Ngư ơi, cô tỉnh táo lại chút đi, mà cái bánh đó khó ăn lắm. Nếu đã có trừng phạt thì tất sẽ có thưởng, phần thưởng của hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sẽ nhận được bữa ăn vô cùng thịnh soạn." Tô Ngư vui mừng hỏi đạo diễn thịnh soạn đến mức nào, đạo diễn khẳng định chắc nịch nói, muốn thịnh soạn chừng nào thì sẽ thịnh soạn chừng đấy. Vào lúc mọi người vẫn đang hờn trách thì Tô Ngư bị bữa ăn thịnh soạn làm mờ hai mắt, lập tức bắt tay bẻ đầy sọt ngô, mọi người cũng bị quyết tâm của cô lây nhiễm, ùa nhau chạy đi bẻ ngô. Mọi người thấy Tô Ngư cũng một sọt ngô đầy áp tức khắc ồn ào truy hỏi, chắc chắn ngô giả rồi. Cô ấy đang ra rẻ à? Khách mời thấy vậy thì ngạc nhiên không thôi, với thân hình nhỏ nhắn của cô sao có thể cõng được một sọt ngô nặng trình trịch như thế. Đạo diễn đứng người nhìn đống ngô chất thành một núi, e rằng thoát không nổi bữa ăn thịnh soạn rồi. Nhưng mà làn đạn trên màn hình đều cho rằng Tô Ngư chỉ đang ra rẻ mà thôi, 100% là ngô giả. Đạo diễn đặt sọt ngô lên cân, cân được 25kg nhưng khán giả vẫn cho rằng cái cân cũng là giả tất. Thế là mọi người đẩy đạo diễn đứng lên trên cái cân để chứng minh, đạo diễn sợ nếu vợ biết bản thân lừa cô ấy chuyện giảm cân thì cô ấy sẽ nổi điên lên mất. Cuối cùng cái cân hiển thị 103kg, đạo diễn như sét đánh ngang tai, rõ ràng tôi chỉ có 101,5kg thôi, sao có thể là 103kg được, chắc chắn cái cân này có vấn đề, vợ ơi em nghe anh giải thích đi mà. Sau khi được xác nhận, khán giả thi nhau trở thành fan của Tô Ngư, còn cô thì lại đang mải miết suy nghĩ về bữa ăn thịnh soạn của mình. Khách mời thay nhau gọi món, đạo diễn chỉ đành phải đồng ý, tất nhiên anh ta có dự tính riêng của mình, mọi người đặt món nào thì đặt nhưng nguyên liệu sẽ do mình mua. Sau đó nhóm khách mời đi đến học hỏi Tô Ngư, làm thế nào để có được thân hình đẹp và mạnh được như chị ạ? Tô Ngư trả lời, thường xuyên rèn luyện thân thể, ăn uống có khoa học là được. Một cô gái nom gầy yếu nói, đường tiêu hóa của tôi không khỏe, lỡ ăn nhiều một chút thôi đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Tô Ngư đã từng mắc bệnh ung thư ở kiếp trước nên cảm thấy rất đồng cảm, chiều tôi sẽ cho cô thực đơn dinh dưỡng, cô thử xem. Lúc này khán giả lại bắt đầu thắc mắc, chưa từng thấy Tô Ngư học về dinh dưỡng, lại bắt đầu tạo dựng hình tượng chứ gì. Kết quả cô giảng giải một rõ ràng hợp lý đầy tính chuyên môn, nhưng làn đạn vẫn hoài nghi, nào là đang nhắm mặt nói đại, nào là cô quay xe xây dựng hình tượng một cô gái rất biết chăm sóc sức khỏe chứ thực ra là do cô nhịn ăn mà gầy. Nhiễm Băng Băng hỏi Tô Ngư, có phải mỗi ngày chị đều ăn theo thực đơn đã đưa ra không? Cô nói, không phải, bình thường cái gì tôi cũng ăn, phút chốc dưới bình đều cười ha ha, vừa mới nghiêm túc lên lớp cho người ta, hơn nữa hình tượng vừa xây đã vỡ tan tành. Sau đó tiêu đề Tô Ngư đã đổi đầu đổi người trở thành hot search. Cùng lúc này đạo diễn đang móc ví tiền nằm bên eo ra mua thức ăn cũng trở thành hot search. Lúc đạo diễn chuẩn bị giết vịt thì trợ lý phấn khích chạy vào nói, chúng ta được lên hot search rồi đạo diễn ơi. Đạo diễn liền nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại ứa nước mắt mở bảng hot search, không ngờ bản thân sẽ có ngày nở mày nở mặt như thế. Đối mặt với việc những nền tảng phát sóng trực tiếp ném cành ô liu đến đạo diễn đều từ chối hết, tức tối uyển chuyển từ chối như trước đây họ đã từng làm. Một lúc sau nguồn sức mạnh của thổ hồng hoang tuôn ra cuồn cuộn, hôm nay phải để cho Tô Ngư lão sư ăn một bữa thật thịnh soạn. Bất giác cô đã trở thành bảo vật của đoàn, thậm chí lau mồ hôi cho Tô Ngư còn trở thành công việc rất hot. Sau một ngày bận rộn, đoàn phim cuối cùng cũng dẫn khách mời đến một ngôi nhà để nghỉ ngơi, nhưng lúc vừa bước vào khách mời ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang. Đến cả Tô Ngư người vẫn luôn ung dung bình tĩnh cũng không nhịn được mà hỏi một câu, nơi này thật sự có thể ở chứ? Bạn biết trứng cá muối chứ, là món ăn được hầm từ cá và đậu nành với lửa nhỏ trong thời gian dài. Format xanh được cắt thành từng miếng, phía trên còn có một chút mứt ô mai. Đây chính là phần thưởng của đạo diễn dành cho nhóm khách mời. Bộ Sơ Minh nghĩ thầm chắc đạo diễn không làm được cua hoàng đế nên thay món đồng âm chứ gì, cho dù ra sao cũng không có cua. Sau đó đạo diễn lấy ra một cây bút ghi âm nói, trong này là lời cảm ơn của bác Vương, chủ sạp bán thức ăn thứ 5 trong chợ. Làn đạn đều là ha ha, chưa từng thấy đạo diễn của game show thực tế nào lại tấu hề như ông này. Mặc dù mỗi món ăn mà khách mời đặt đều đã có nhưng Tô Ngư không gọi món cho nên đạo diễn đành dùng đầu thừa đuôi thẹo nấu ra. Một lát sau một bàn mãn hán toàn tịch bản rút gọn được dọn lên, những món này đều do đích thân đạo diễn xuống bếp chính vì để cảm ơn Tô Ngư. Chỉ trong vòng một ngày họ từ một game show thực tế không ai biết đến lại được lên hot search 2 lần. Vào lúc mọi người đang rôm rả thưởng thức mỹ thực thì cô lại nhìn chằm chằm chiếc bánh ngô, mọi người đang xem đều khó hiểu. Tô Ngư nhất định sẽ nói ngon cho mà xem để tạo hình tượng cho bản thân. Nhưng sau khi Tô Ngư thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thì lập tức thốt ra ba chữ, dở quá đi. Khách mời bị sự dễ thương của cô chinh phục bảo cô ăn thử món xương sườn, nhưng cô lại nói, tôi phải ăn hết cái này trước đã, không thể lãng phí lương thực. Không ít bình luận bị tính cách của cô làm mê đắm xin gia nhập fan, khác hẳn với một vài chương trình nào đó cái gì cũng khen ngon. Cậu trợ lý phát hiện qua ngày phát sóng hôm nay fan hâm mộ của Tô Ngư từ 10.000 lên 500.000. Sau khi cơm nước no nê, đoàn phim chào đón một vị khách quý, Lệ Cảnh Thừa người đã đầu tư cho đoàn phim, hắn đã tìm thấy Tô Ngư. Cô thấy thế bèn nhanh chóng xoay máy quay sang chỗ khác, thân phận Lệ Cảnh Thành đặc biệt không nên để lọt vào ống kính.
Lúc hai người nói chuyện, khán giả chỉ nhìn thấy mình Tô Ngư, có điều giọng nói trầm thấp đầy từ tính đó lại khiến khán giả chú ý. Hơn nữa đối phương nói muốn đầu tư vào chương trình, lúc này hình tượng tổng tài bá đạo xuất hiện trong đầu của mọi người. Đạo diễn không biết rõ tình hình cho rằng Lệ Cảnh Thừa là fan hâm mộ của Tô Ngư hèn gì lại đầu tư nhiều như thế. Cô bất ngờ hỏi ngược lại, anh ta là fan hâm mộ của tôi ư? Lệ Cảnh Thừa nghe xong cũng ngơ ngác, hỏi lại, tôi là fan hâm mộ của cô ấy ư? Bỗng nhiên Thanh Sương phấn khích nhảy ra nói mình là người đứng đầu fandom của Tô Ngư, ban đầu Phụng Thiếu Gia sai người điều tra cô, sau đó không biết sao lại trở thành fan trung thành của cô luôn. Bây giờ trong nhóm fan Nhan Sắc có 5.000 người, ai ai cũng khen lấy khen để sắc đẹp của cô. Tô Ngư cũng không khiêm tốn nói rằng đúng là bản thân cô rất xinh đẹp, lúc này Lệ Cảnh Thừa lại đẩy Thanh Sương sang một bên mời cô đi dạo với mình. Thật ra tính tới thời điểm hiện tại hắn mới gặp cô được 2 lần nhưng không biết tại vì sao cô như có một loại ma lực nào đấy. Hắn vì được gặp cô mà vung tay đầu tư 3 triệu 5 tỷ rưỡi cho game show này và hắn cũng được như mong muốn. Có cơ hội ở riêng với Tô Ngư nhưng cô lại hỏi một câu rất ngây thơ, tại sao anh lại đầu tư? Lệ Cảnh Thừa kiêu ngạo nói, tôi muốn tạo một thân phận mới ở trong nước. Nghe được câu trả lời cô không hỏi nhiều như tại sao hắn lại muốn tạo thân phận mới. Một cơn gió thổi nhẹ qua, Tô Ngư trong mắt Lệ Cảnh Thừa cứ tựa như giấc mộng Nam Kha, lại vừa bí ẩn. Lúc tặng cô miếng ngọc ở trong bệnh viện hắn cảm thấy Tô Ngư dường như đã biết được thân phận của bản thân, rốt cuộc Tô Ngư là người như thế nào. Chuyển cảnh, cậu trợ lý dậy từ rất sớm để đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cô còn hỏi cô muốn ăn gì. Lúc này cô vừa mới chạy bộ buổi sáng về nghe vậy thì nói ăn gì cũng được. Đây là lần đầu tiên cậu trợ lý lộ diện trong game show thực tế, hưng phấn khi đứng trước ống kính máy quay biểu diễn tài nghề nấu nướng được kích phát. Cậu ta vừa nấu vừa đỏm dáng, nếu tôi mà ra mắt thì đâu còn chỗ cho những cậu chàng tiểu thịt tươi kia, rồi cậu ta biểu diễn màn đập trứng trên ốp la, kết quả phải đội quần. Thanh Sương thấy vậy thì nhắc nhở cậu ta, bây giờ đang phát sóng trực tiếp nhưng cậu trợ lý lại nói, không sao, mới 7 giờ sáng không ai xem đâu. Thế là Thanh Sương lại nhắc nhở nói, bây giờ có hơn 100.000 người đang xem đấy, cậu ta nghe mà như sét đánh ngang tai. Hơn 100.000 người chứng kiến, cậu ta cực kỳ muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết cho rồi, lúc này làn đạn trên màn hình cười ngất trời. Bảo cậu ta nhanh chóng ra mắt có lẽ có thể làm một lão thịt tươi, cậu trợ lý ôm đầu khóc trong tuyệt vọng, giọt nước mắt của hối hận chảy dài trên khuôn mặt. Tô Ngư chỉ biết an ủi cậu ta, làm cũng làm rồi giờ khóc còn có tác dụng gì nữa, cậu trợ lý dỗi hờn nói, có ai an ủi như cô không hả? Sau khúc nhạc đệm đó đạo diễn bắt đầu bố trí nhiệm vụ hôm nay, vì để giúp kinh tế nơi này phát triển khách mời phải livestream bán đồ thủ công, nếu bán hết tổ công tác sẽ chuẩn bị một bữa ghiêu dọn, bán không được thì tự thân vận động, những khách mời không có fan hâm phút tức khắc than ngắn thở dài, sau đó mọi ánh mắt đều bắn về phía Tô Ngư, có được ăn hay không đều nhờ hết vào cô. Làn đạn nháy mắt nháo nhào lên mắng chửi cô lừa tiền fan nhưng cô thì lại nói những thứ kia cô có thể mua hết. Khách mời giải thích với cô rằng nhiệm vụ không phải bảo cô mua mà là fan mua, cô nói thẳng. Tôi đã nghiên cứu rồi fan của tôi không có tiền, nhóm fan đa số đều là tuổi còn nhỏ không thể để họ vung tiền, tôi mua làm quà tặng họ. Những khách mời còn lại nghe cô nói vậy, ánh mắt người nào người nấy đều sáng rực, kéo nhau giành làn fan của Tô Ngư. Thật ra dù có mua hết thì chút tiền này đối với Tô Ngư có đáng là gì, nhưng đạo diễn lại không đồng ý. Nói cô làm như vậy là làm bậy phải livestream bán hàng thế là cô lập tức phân bua với đạo diễn. Cuối cùng đạo diễn chỉ đành đồng ý nhưng chỉ cho cô một cái thôi. Sau khi năng lực của cô được giải phong ấn, cô giận dỗi giành lấy túi con thỏ. Khách mời thấy cô thất bại thế là dâng đồ mỹ nghệ của mình đến. Đến lúc bán hàng trong lòng mọi người vẫn rất hốt hoảng chỉ cần có thể bán được là thỏa mãn lắm rồi. Nhưng tâm nguyện mua đồ của khán giả lại nhiệt tình vượt quá tưởng tượng, ai ai cũng vì cô mà đến. Ngay vào lúc mọi người chuẩn bị lên hàng thì Tô Ngư nhanh tay bảo cậu trợ lý dành cho bản thân một phần. Cậu ta nói với tốc độ quay tay luyện trong 25 năm độc thân của mình, bảo đảm chắc chắn sẽ giành được. Lệ Cảnh Thừa ngồi một bên nhìn Tô Ngư bận tới bận lui thì hắn bất giác mỉm cười, sau đó sai Thanh Sương cũng mua cho mình một cái. Kết quả Thanh Sương lại oán hờn hơn 300 món mà hơn mấy triệu người sao mà giành được. Lệ Cảnh Thừa chào phúng, chẳng phải cậu độc thân 26 năm sao? Thanh Sương câm nín nhưng trong lòng âm thầm mắng chửi, không phải cậu cũng độc thân 25 năm nay à? Lúc này cậu trợ lý điên cuồng chốt đơn, hàng bán sạch trong vòng 1 phút đều bị cậu ta giành được, hơn nữa còn liên tiếp giành được 3 loại, trên làn đạc đều nghi ngờ cậu ta bật hack. Tiếp theo bất kể đạo diễn đưa bao nhiêu thì hết bấy nhiêu chỉ trong 1 giây, mỗi loại hơn mấy trăm ngàn cái nhưng lại hết sạch trong vòng 10 giây. Tô Ngư muốn mua vài cái thậm chí còn muốn bảo đạo diễn thêm hàng, đạo diễn không ngờ sẽ bán nhanh như vậy đành phải kết thúc livestream trước dự tính. Nhóm khách mời mùng 5 miệng 10 hỏi đạo diễn về phần thưởng, một bữa thịnh soạn. Đạo diễn khóc ròng, mếu máo móc tiền túi ra mời mọi người ăn. Lúc này lại có người len lén chạy đi, cậu trợ lý lén chạy đến tìm Thanh Sương, lý do sau khi livestream luôn có người đoán mò về quan hệ giữa Tô Ngư và Lệ Cảnh Thừa, mà hiện giờ sự nghiệp của cô vừa khởi sắc, cậu ta muốn nhờ Lệ Cảnh Thừa giữ khoảng cách với cô. Thanh Sương cũng hiểu cho nỗi khổ của một người làm diễn viên nên vui vẻ đồng ý. Chuyển cảnh, Lệ Cảnh Thừa đang muốn đi gặp Tô Ngư bị Thanh Sương lao tâm khổ tứ cản lại thì hắn uy hiếp, nếu cậu để tôi đi tôi sẽ gọi Thanh Phong trở về. Nghe đến cái tên Thanh Phong, Thanh Sương triệt để đầu hàng.
Sau khi livestream xong, nhóm khách mời giáo giác muốn kết bạn với Tô Ngư, lúc họ nhìn thấy nick cô gái ôm trọn biển cả của cô, làn đạn lại dùng beng lên, Tô Ngư muốn bắt cá nhiều tay à? Lệ Cảnh Thừa nhìn thấy cảnh này thì như cha hỏi nói, bắt cá nhiều tay là gì? Lúc đến phiên Lệ Cảnh Thừa, ông lớn đập tiền cho chương trình, Tô Ngư phát hiện tên nick của đối phương là Tỉnh, càng kỳ lạ là ảnh đại diện của hắn cũng là một cái giếng. Đây là lần đầu tiên Tô Ngư gặp một ID kỳ quái như thế, nhìn quá không phù hợp với thân phận là một đại lõi nghiêm khắc chút nào. Thanh Dương giải thích, bởi vì phu nhân là lão gia đều thích làm ruộng, sợ khô nóng cho nên mới bảo thiếu chủ đổi thành tên nick và hình đại diện như cô thấy. Sau khi cô được giải thích thì lập tức đùa giỡn, phải tán dương sự hiếu thuận của anh nhỉ, nghe vậy hắn mất mặt nói không nên lời. Tô Ngư nghĩ thầm, đại lão chỉ là một cái giếng, còn mình là cô gái ôm trọn biển cả chứng tỏ mình còn trâu bò hơn cả đại lão. Cậu trợ lý thấy hai người đi gần nhau như thế bèn lập tức nhắc nhở cô, trưa hôm nay còn phải bay. Cậu ta lo lắng bây giờ sự nghiệp của cô mới khởi sắc nếu tin đồn với Lệ Cảnh Thừa truyền ra thì đi đời. Cậu ta cũng không rõ cô có phải thích Lệ Cảnh Thừa hay không, chỉ còn cách nói bóng nói gió. Lệ tiên sinh đẹp trai quá làm những cô bé trong đoàn phim vô cùng thích. Cô cứ tưởng cậu trợ lý đang ghen tị, thế là cậu ta vội vàng giải thích không phải, chỉ cảm thấy anh ta rất được các cô gái chào đón. Đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng bèn cảnh cáo cậu trợ lý ngàn lần vạn lần không được thích hắn. Cậu trợ lý nghe xong thì ngây người, chẳng lẽ Tiểu Ngư thật sự thích hắn? Cô vỗ mạnh vào vai hắn nói, Lệ Cảnh Thừa rất nguy hiểm, so với hắn thì Thanh Sương phù hợp hơn cậu hơn. Chuyện khiến cô lo lắng là nếu cậu trợ lý thành đôi với Lệ Cảnh Thừa chắc chắn sẽ bị kẻ thù của hắn nhắm vào. Cậu trợ lý nghe xong cũng hiểu sơ sơ, cô ấy nghĩ mình là bot á hả? Cậu ta vội vàng giải thích bản thân là thẳng nam không thể thẳng hơn. Lúc này, bên phía ảnh đế Lâm Trì, người hợp tác quay phim với Tô Ngư trong thời gian tới, đang nghe người đại diện giới thiệu về cô, bảo cô đã từng công khai trên mạng rằng nguyên chủ thích Lâm Trì. Sau đó người đại diện dặn dò phải tránh xa cô ra một chút. Nhưng họ đâu có biết rằng Tô Ngư bây giờ là một linh hồn khác, những chuyện trước kia đều do nguyên chủ làm. Người đại diện vì để Lâm Trì được mọi người chú ý lần nữa bèn tường tận tỉ mỉ kể ra hết những chuyện điên rồ mà nguyên chủ đã từng làm. Nhưng cứ hễ nghệ sĩ nam nào dễ nhìn một chút đều trở thành đối tượng si mê của nguyên chủ. Ở phía khác, đạo diễn Triệu dẫn theo Tạ Hân đến, cô ta phát hiện em gái cá nhỏ của mình cũng có mặt. Mới 2 ngày không gặp khiến cho chị gái fan cuồng này nhớ chết mất. Còn chị Triệu đang ngồi một bên lại nhìn chằm Tô Ngư với vẻ mặt phòng bị. Sau đó Tạ Hân kéo cô ngồi xuống hàn huyên tâm sự, Lâm Trì cũng chú ý đến cô với tư cách là nam chính của đoàn phim, hắn ta chủ động chào hỏi cô. Cô cũng lịch sự giới thiệu bản thân, một lát sau đột nhiên cô nói, sức khỏe anh không được tốt lắm thì phải, nhớ nghỉ ngơi đấy. Bệnh tình bị cô nói ra, hắn lập tức ngây người, chuyện này hắn ta chưa từng nói với ai khác. Nhưng người đại diện của hắn ta hằn học trách mắng Tô Ngư vừa gặp mặt đã nói người khác có bệnh là không có phép lịch sự. Địch ý của cô ta đối với Tô Ngư quá lớn đều do đoạn phỏng vấn lúc trước. Lâm Trì nói, cô ấy nói đúng, bản thân tôi đích thực là có bệnh trong người. Cô nhớ lại lúc trước nguyên chủ công khai nói mình thích Lâm Trì, giờ cô thay nguyên chủ xin lỗi trước mặt Lâm Trì. Lâm Trì thấy vậy cũng nói, do chị Triệu có chút hiểu lầm mà thôi. Thật ra chuyện lúc trước mà nguyên chủ làm rất khác người, nếu như Lâm Trì để bụng thì cô sẽ chủ động rút khỏi đoàn phim. Lâm Trì không ngờ đến đối phương lại chủ động nhượng bộ, xem ra cô thật đã thay đổi rất nhiều. Nếu đối phương đã xuống nước, hắn ta cũng nói, mong chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Cậu trợ lý cảm thấy có hơi tức giận, Tô Ngư phải chịu tủi rồi, lần phỏng vấn kia đều do người đại diện sắp xếp để kéo nhiệt độ, trong giới ai cũng làm như vậy. Cậu thề thầm trong lòng dưới dẫn dắt của cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không để chuyện đó xảy ra với cô. Sau khi mọi chuyện được giải bày, mọi người không còn hiểu lầm nhau nữa. Tạ Hân rất tò mò Tô Ngư sao lại biết sức khỏe của Lâm Trì không tốt, vì đây là bí mật hầu như không ai biết. Cô nói mình đã từng theo học trung y vài năm, mọi người lúc này mới hiểu ra. Tạ Hân ngạc nhiên không thôi, Thiên Kim đại tiểu thư, nữ diễn viên phái thực lực thế mà còn biết y thuật. Tô Ngư không cho Tạ Hân biết thực ra cô giỏi nhất là về ngoại khoa. Suốt buổi ăn, Tạ Hân không ngừng gắp thức ăn cho Tô Ngư, rất có dáng vẻ của fan mẹ. Triệu Minh Lãng nhắc nhở cô tuần sau vào đoàn phim không cho phép cô tăng cân. Hơn nữa, tin tức Tô Ngư là nữ chính cũng đến lúc phải tung ra, có lẽ sau khi công khai cô sẽ bị mắng té tát. Lúc anh ta ngồi nói thì cô lại ngồi ăn lia lịa, hưởng thụ mỹ thực tỏ vẻ mình không quan tâm đâu. Tạ Hân an ủi cô, nếu không muốn thì trước khi quay có thể giải thích một chút. Cô tự tin nói, không cần đâu, dù sao cũng chỉ là nói miệng mà không có bằng chứng, không bằng sau khi chiếu dùng thực lực làm họ ngậm miệng. Mặc dù Tô Ngư rất tự tin, nhưng chị Triệu lo lắng là lần này rất có thể dự án phim cuối cùng của Lâm Trì. Cô ta sẽ không cho phép gậy thọc phân Tô Ngư phá hoại sân khấu cuối của Lâm Trì, nhưng cô ta đâu có ngờ kiếp trước lúc 23 tuổi cô đã trở thành ảnh hậu. Chuyển cảnh, sau khi cậu trợ lý đưa Tô Ngư về nhà thì cứ lải nhải không ngừng, nhớ chú ý đến những công việc ngày mai đấy. Cô nghe mà đầu đau như búa bổ, bảo cậu trợ lý ở đây, cô mua căn nhà bên cạnh, cô cũng đã làm xong xuôi mọi thủ tục. Cậu trợ lý nghe xong mà như sét đánh ngang tai, chẳng lẽ đây là siêu năng lực ư? Cô không chỉ là Thiên Kim tiểu thư gia tài bạc tỷ mà còn là hacker chuyên nghiệp. Chỉ cần cô muốn điều tra ai đó thì đến ngay cả hắn mang quần lót màu gì cô cũng biết. Nhưng gần đây lúc điều tra Lệ Cảnh Thừa thì cô lại gặp nan đề.
Vì thân phận của hắn quá đặc biệt, nghe đồn những ai điều tra về hắn đều biến mất, hơn nữa hắn dường như đang tìm người nào đó. Chuyển cảnh, Tô Ngư chạy bộ buổi sáng đột nhiên gặp được một người, người này không ai khác chính là Lệ Cảnh Thừa có thân phận thần bí, hắn vừa chuyển đến gần nhà cô. Cô nghĩ thầm, tên này ngày nào cũng bị người ám sát, mình có nên suy nghĩ về việc nên chuyển nhà lần nữa không? Lệ Cảnh Thừa vốn muốn tìm Tô Ngư để cùng chạy bộ nhưng ngặt nổi cô lại chạy xong rồi, thế là hắn đành mời cô ăn sáng. Còn vì vậy mà đặc biệt mời một đầu bếp 5 sao, hắn không tin không dỗ được nhóc tham ăn Tô Ngư. Cũng vào lúc này cậu trợ lý cũng đã làm xong bữa sáng, gọi cô vào ăn. Thật ra cô vốn đã bị thức mỹ thực hấp dẫn, tiếc rằng trong nhà đã nấu xong xuôi. Lệ Cảnh Thừa rất bất ngờ, lúc trước hắn luôn là người từ chối người khác nhưng lại liên tục ăn đau từ cô. Hơn nữa nhìn ánh mắt của cậu trợ lý thì rõ ràng cậu ta đang cảnh cáo hắn đừng có đánh chủ ý lên Tô Ngư nhà cậu ta. Sau khi nhìn thấy Lệ Cảnh Thừa, cậu trợ lý lại cảm nhận được nguy cơ. Tô Ngư là một diễn viên, nếu hẹn hò yêu đương sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có. Thế mà Tô Ngư còn vô tâm hỏi cậu ta, ăn sáng no rồi sao? Cậu trợ lý bó tay nghĩ, cô bị lợn nhập thân rồi sao, chỉ biết nghĩ đến ăn thôi. Chuyển cảnh, Tô Ngư chuẩn bị chụp hình cho bộ phim mới. Riêng make up thôi đã mất 3-4 giờ liền nhưng cô không một lời oán thán. Xét thấy cổ đại đồ trang điểm không nhiều cho nên make up viên không trang điểm cho cô quá đậm. Tiếp theo là đưa các loại châm, cài cho cô lựa chọn và cuối cùng là đế miệng. Mọi người nhìn tạo hình cuối cùng không khỏi ngạc nhiên, lúc này nhóm chụp ảnh cũng đến tìm Tô Ngư. Lúc cô xuất hiện với một thân long bào cao quý nhay mắt, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chăm chú, thậm chí còn cho rằng nữ đế thật sự đại giá quang lâm. Lúc chụp ảnh, nhóm chụp ảnh đều say mê chụp, luôn miệng hét, giỏi lắm. Họ không hề ngờ đến, cô lần đầu chụp ảnh nhân vật thế mà còn chuyên nghiệp hơn cả người mẫu chuyên nghiệp. Ánh mắt của nhân viên xung quanh không hề rời khỏi Tô Ngư cho đến khi có người nhắc đã 5 tiếng trôi qua, cameraman mới nhận ra đã đến lúc kết thúc. Sự kinh nghiệm của Tô Ngư nhận được sự đồng tình và khen ngợi, trong suốt quá trình làm việc cô không hề có lời phàn nàn nào. Có người còn nói, lúc Tô Ngư vừa bước ra cô đã tưởng rằng hoàng hậu thật sự xuất hiện, thiếu chút nữa không nhịn được quỳ xuống. Làm việc liên tục, Tô Ngư vừa khát vừa đói. Sau khi cô vội vã về nhà, Lệ Cảnh Thừa đã đợi sẵn ở cửa, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chờ cô. Cô gái vừa đi làm về, anh chàng đẹp trai đã đợi ở trước cửa để cô kiểm tra cơ thể. Tô Ngư đồng ý nắm lấy cánh tay anh bắt mạch. Kết quả hồi phục rất tốt, cơ thể rất khỏe mạnh. Lệ Cảnh Thừa không ngờ lại xong nhanh như vậy, tiếp tục mời cô ăn tối để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng Tô Ngư chưa kịp nói thì trợ lý đã nói, chúng ta đã đặt bữa ăn tại nhà hàng rồi. Thanh Sương nhìn thiếu gia đi lẳng lặng về, khóe miệng nhếch lên. Đợi 2 tiếng trước cửa nhà người ta chỉ vì 2 câu này, chẳng nhẽ thiếu gia điên rồi sao? Sau khi về đến nhà, Tô Ngư nói với trợ lý, căn biệt thự bên cạnh đã được mua lại, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Trợ lý nói rằng anh không dám nhận một thứ đắt tiền như vậy, anh sẽ chỉ vào ở tạm thời để thuận tiện cho công việc thôi. Thật ra Tô Ngư cũng không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một căn nhà mấy triệu đô la mà thôi. Lúc này cô lướt thấy đạo diễn Triệu đã tung ra bộ ảnh cho bộ phim mới của cô. Trợ lý nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, cư dân mạng biết được nam diễn viên Lâm Trì hợp tác với Tô Ngư thì mắng cô không xứng. Trợ lý nhìn thấy những lời mắng chửi đó thì có chút lo lắng cho Tô Ngư, may mà Tô Ngư không hề để ý. Ấy vậy mà giây tiếp theo ảnh trang điểm của Tô Ngư đã lên top hot search. Trái ngược với những lời mắng mỏ vừa rồi, cư dân mạng chóng ngợp trước bức ảnh trang điểm bá đạo này. Cùng lúc đó, Thiền Tuyết Nhi sắp nổ tung. Cô rõ ràng đã mua thủy quân hack Tô Ngư, vậy mà Tô Ngư lại đẹp đến mức lên hot search, còn cô thì bị mắng lên hot search. Thì Tuyết Nhi càng nghĩ càng không cam tâm, Tô Ngư rõ ràng chỉ là một con ngu dựa hơi gia tộc mà có được nhiều tài nguyên như vậy. Sau đó, cô gọi điện thoại, định xin ô dù cho Lâm Trì đóng vai chính. Màn hình chuyển đổi, Lâm Trì đối mặt với áp lực gấp đôi từ công ty và fan vì góp mặt trong phim mới của Tô Ngư. Nếu anh không chịu hợp tác với Thiều Tuyết Nhi, công ty sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với anh. Lâm Trì nói anh đã xem ảnh trang điểm của Tô Ngư, anh chưa từng thấy diễn viên nào phù hợp hơn cô. Chị Triệu cũng hiểu ý anh nhưng Tô Ngư còn rất trẻ, cô ấy có thể chấp nhận thất bại nhưng đây là cơ hội cuối cùng của Lâm Trì. Tuy nhiên, Lâm Trì một mực cho rằng bản năng của anh mách bảo rằng Tô Ngư sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Hai người đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm, chị Triệu cũng biết tính Lâm Trì. Nếu anh ấy đã quyết định, chị cũng sẽ rời đi cùng anh ấy. Lâm Trì không muốn làm liên lụy chị Triệu, cho dù có rời khỏi anh, chị Triệu vẫn sẽ là một quản lý hàng đầu. Còn sự nghiệp của anh thì sắp sửa kết thúc. Chị Triệu nói Bá Nhạc và Thiên Lý Mã luôn bổ trợ cho nhau. Cậu đi đâu thì tôi đi đó. Sau đó Lâm Trì đăng thông báo ủng hộ phim mới của Tô Ngư. Anh ấy có linh cảm rằng bộ phim này có thể là màn kết thúc hoàn hảo của anh ấy. Cô gái trở thành ảnh hậu ở tuổi 23. Sau khi trọng sinh, bằng kỹ năng diễn xuất của mình, cô đã chinh phục được ảnh đế. Dù cho bệnh tình nguy kịch và vấp phải sự phản đối của hàng vạn người, ảnh đế Lâm Trì vẫn muốn hợp tác với Tô Ngư trong phim mới. Sau khi Lâm Trì thông báo bệnh tình của bản thân, cả trang web đã bị tê liệt. Trợ lý còn đang lướt di động cứ tưởng rằng không có internet. Nhưng khi nhìn thấy tin tức này, anh đã ngay lập tức đưa cho Tô Ngư xem. Trợ lý nói với cô, Lâm Trì đã xin nghỉ việc ở công ty để hợp tác với cô. Bây giờ còn lộ ra mình bệnh nặng, nhưng Tô Ngư lại chẳng mảy may nhúc nhích.
cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng anh ta đã lựa chọn sáng suốt, đồng thời dặn trợ lý sáng mai không làm đồ ăn sáng nữa. Trợ lý nghĩ rằng cô sẽ ra ngoài ăn vào ngày mai. Kết quả, Tô Ngư nói ngày mai sẽ đến nhà Lệ Cảnh Thừa ở kế bên ăn cơm. Trợ lý nghe xong lập tức phản đối, sao có thể sang nhà kế bên ăn cơm chứ? Sau đó anh mới nhận ra là mình đã quá khích, nhưng Tô Ngư bây giờ là nghệ sĩ, đi ăn với đàn ông rất dễ gây scandal. Thì ra là Lệ Cảnh Thừa nhắn tin cho cô, sáng mai đầu bếp của anh sẽ làm mì phong vị. Tô Ngư nghe xong suýt thì chảy nước miếng. Sau khi biết chuyện, trợ lý ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi đá xoáy hai người tính qua mắt ai cơ chứ. Đang muốn thuyết phục Tô Ngư lần nữa thì anh nhận được điện thoại của Thanh Song, nói rằng tìm anh có việc. Trợ lý dặn dò Tô Ngư xong thì ra ngoài gặp Thanh Song. Nghĩ đến ăn mì vào ngày mai, Tô Ngư liền phấn chấn. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngư nhấn chuông cửa nhà Lệ Cảnh Thừa. Lúc này Lệ Cảnh Thừa vừa mới chạy bộ và tắm rửa buổi sáng xong, trên cơ ngực lộ ra vẫn còn vương chút nước. Tô Ngư lập tức mở to mắt, sau đó nhận ra có gì đó không đúng liền vội vàng nhìn đi chỗ khác. Sau khi vào cửa, Tô Ngư trợn tròn mắt, đập vào mắt cô là một bàn toàn những món ăn ngon hấp dẫn. Cô nóng lòng ăn mì, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Lệ Cảnh Thừa nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười đầy ẩn ý, rồi ăn từng sợi mì một cách tao nhã. Tô Ngư thấy vậy nhắc nhở anh ăn như vậy là không đúng, sợi mì nhỏ thì phải ăn nhiều mới ngon. Lệ Cảnh Thừa học theo dáng vẻ của cô, gắp thêm vài sợi, kết quả là vừa cho vào miệng đã mắc nghẹn. Sau đó anh vội vàng nói có việc cần lên lầu. Tô Ngư cảm thán, không ăn cay được thì uống một ly sữa, sao lại phải chạy? Ăn được một nửa thì Thanh Sương cùng trợ lý trở về. Thanh Sương vô cùng khó hiểu khi thấy bữa sáng hôm nay toàn món cay. Vị thiếu gia có khẩu vị thanh đạm như tu tiên, sao có thể ăn những thứ này? Càng khiến anh khó hiểu hơn chính là bên cạnh thiếu gia chưa từng có người phụ nữ nào. Tô Ngư là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất tiếp cận anh. Sau đó anh nghĩ đến một khả năng, lẽ nào là thiếu gia thích Tô Ngư? Tổng tài bá đạo khiến biết bao người phải sợ hãi ở nước ngoài, sau lưng lại hồn nhiên như một thiếu nữ. Để được nhìn thấy Tô Ngư mỗi ngày, Lý Cảnh Thành đã chuyển đến và trở thành hàng xóm của cô. Biết Tô Ngư thích chạy bộ vào buổi sáng, sáng nào anh cũng chạy bộ để tạo cơ hội gặp gỡ. Đặc biệt anh còn nhờ đầu bếp nấu một bàn đồ ăn mà Tô Ngư yêu thích. Người chưa bao giờ ăn cay như anh thậm chí đã ăn thử lần đầu tiên, nhưng chỉ một lần cũng đã khiến anh mất nửa cuộc đời. Nhìn món ăn đỏ rực trên bàn, cả người Lệ Cảnh Thừa héo rũ hẳn đi. Tô Ngư ăn rất vui vẻ, còn không ngừng mời anh ăn. Tuy bên ngoài bình tĩnh, nhưng trái tim anh lại vừa ngọt vừa chua. Tô Ngư nói hôm nào để trợ lý theo anh học nấu ăn, vậy thì ở nhà cũng có thể ăn cơm. Lệ Cảnh Thừa liền hỏi bữa tối ăn gì để đầu bếp chuẩn bị. Trợ lý nghe vậy lập tức cảnh giác, vừa ăn xong bữa sáng đã hỏi tiếp bữa tối là có ý đồ gì. Tô Ngư cũng nói với anh mấy ngày nay sẽ không về nhà, Lệ Cảnh Thừa chỉ đành nói lần sau cùng nhau ăn cơm. Tô Ngư cũng đồng ý, không hiểu sao mỗi lần ở bên Lệ Cảnh Thừa, cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Trợ lý nhìn thấy hai người càng lúc càng gần thì tức đến mức bẻ gãy đũa, trong lòng có cảm giác như con gái rượu của mình đang bị thằng khác bắt cóc vậy. Sau khi cả hai rời khỏi nhà Lệ Cảnh Thừa, trợ lý nhận được điện thoại của đạo diễn Triệu. Bộ phim mới sắp khởi quay, đạo diễn Triệu muốn nhờ Tô Ngư tiến cử một số diễn viên gia nhập đội ngũ, hiện tại vẫn còn một vai diễn khá thử sức. Thực ra những người đến thử vai đều rất chuyên nghiệp, sở dĩ đạo diễn Triệu gọi điện đến như vậy là vì muốn giữ thể diện cho Tô Ngư. Tô Ngư gần đây có xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ ca, tình cờ gặp một nhóm bạn. Vậy nên cô ấy đã nhắn hỏi trong nhóm xem có ai muốn thử vai không. Kết quả là các thành viên mờ nhạt trong nhóm đều rất vui mừng, họ đang sầu đời vì không có thông báo gì. Người không có tên tuổi thì bảo muốn tôi đóng vai xác chết cũng được. Những tên tuổi lớn trong giới phim truyền hình cũng phải giành giật phim của Triệu Minh Lãng. Nếu không có Tô Ngư thì họ sẽ không bao giờ có được nguồn tài nguyên này. Sau khi cả hai trở lại công ty, các đồng nghiệp vội vàng chào hỏi họ. Trợ lý cảm thán, trước đây đến công ty để hỏi tài nguyên, chẳng ai để ý anh, vậy mà giờ lại gọi anh vu ngọt xớt. Thật ra trợ lý cũng hiểu, ở công ty giải trí nếu không nổi tiếng thì là cái tội. Nếu không phải nhân khí của Tô Ngư bỗng nhiên tăng mạnh, có lẽ cô cũng là một người không có tên tuổi. Trợ lý vừa mở cửa văn phòng đã có người chờ sẵn. Người đến là Nhiễm Tâm Giật, tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới. Trợ lý thắc mắc tại sao họ lại đến đây. Quản lý của đối phương hỏi một cách không khách khí, vậy tại sao Tâm Giật của chúng tôi không thể ở đây? Trợ lý không muốn tranh luận với họ, chỉ nói rằng anh ấy hơi ngạc nhiên. Nhưng người quản lý lại nói trên người bọn họ có mùi lạ, châm biếm trợ lý nên chú ý đến hình ảnh của mình một chút. Trợ lý ngẫu nhiên nhớ tới, chắc hẳn là vì sáng nay ăn mì bị ám mùi. Bên kia là quản lý hàng đầu, coi thường anh cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, điều đáng giận hơn là chị gái của Tô Ngư lại yêu cầu cô nhường vai nữ chính của bộ phim mới cho Nhiễm Tâm Giật. Bộ phim mới mà cô tự mình giành được lại bị tiểu hoa nổi tiếng cướp vai chính, ngay cả chị gái của cô ấy cũng muốn thay thế cô ấy. Từ việc lựa chọn và chuyển thể kịch bản đến sự hợp tác và đầu tư của đạo diễn đều là do Tô Ngư tự mình tích góp được. Sau khi bộ phim này trở nên nổi tiếng, Tô Thải Vi muốn thay thế Tô Ngư. Nguyên nhân là vì sợ giám đốc Triệu quá nghiêm khắc, Tô Ngư chịu không nổi, lại còn giả vờ rộng lượng, em cứ tha hồ chọn kịch bản trong công ty. Thấy vậy, trợ lý thầm khó chịu, trước đây công ty vốn không muốn đầu tư cho bộ phim này, hiện tại nhờ Tô Ngư mà lên được hot search, đám người này lại đi tranh giành nhau, thật là không biết xấu hổ.
Trước quả pháo bọc đường từ chị gái, Tô Ngư trực tiếp bày tỏ thái độ cự tuyệt, làm ra vẻ lười nói chuyện với cô ta. Tô Thải Vi hơi sững sờ, sao hôm nay em gái ngây thơ lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Lúc này, Nhiễm Tâm Giật, tiểu hoa đán nổi tiếng thay thế Tô Ngư cũng không thể ngồi yên. Người quản lý của cô nói với Tô Thải Vi rằng trong hợp đồng, nguồn lực của công ty nên ưu tiên cho Nhiễm Tâm Giật lựa chọn. Theo phân hạng của hợp đồng nghệ sĩ thì Nhiễm Tâm Giật là cấp cao nhất, Tô Ngư không có quyền không đồng ý. Tô Thải Vi tiếp tục thuyết phục Tô Ngư, chuyện này công ty đã họp bàn quyết định rồi, chị chỉ có thể để Tâm Giật đóng nữ chính, sau này công ty nhất định sẽ bồi thường cho em. Trợ lý không nhịn được nữa, thẳng thừng nói, Tô Ngư là nữ chính do đạo diễn Triệu tự tay tuyển chọn, nếu ông ấy không hài lòng thì ảnh hậu có tới cũng vô ích. Nhiễm Tâm Giật nghe vậy có chút không vui, từ khi cô nổi tiếng, không ai trong công ty là không khách sáo, kể cả Tô Thải Vi. Từ khi nào mà một trợ lý bé cũng dám kiêu ngạo như vậy? Người đại diện của Nhiễm Tâm Giật còn mỉa mai nói, giám đốc Tô, sao mà giờ hạng người gì công ty cũng nhận thế? Tô Thải Vi lập tức trút giận lên người trợ lý, mắng anh phải xin lỗi Nhiễm Tâm Giật ngay rồi chọn kịch bản mới cho Tô Ngư. Sau đó, còn thẳng thừng nói rằng kỹ năng diễn xuất của Tô Ngư quá tệ, chọn vài vai phụ dễ mến là được. Nhưng nực cười là Tô Ngư kiếp trước lại là ảnh đế trẻ nhất thế giới. Trợ lý cuống cuồng, kịch bản Tiểu Ngư khó khăn lắm mới lấy được, chẳng lẽ cứ để người ta đập cây cướp quả như vậy sao? Nhưng tập đoàn gây áp lực, cho dù ông nội Tô Ngư là chủ tịch cũng không có cách nào. Lúc này, Tô Ngư im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Giám đốc Tô, e là chị đã quên mất một điều, ông tôi tự mình đầu tư vào bộ phim truyền hình này, vậy thì liên quan gì đến công ty? Tô Thải Vi nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Giờ cô mới nhớ chính mình là người đã đưa ban lãnh đạo cấp cao của công ty đến gây áp lực với ông Tô để khiến công ty từ bỏ khoản đầu tư vào Hồng Trang Thái Tử. Sau đó Tô Ngư còn thẳng thừng cảnh cáo cô. Trợ lý là người của tôi, phiền giám đốc Tô đừng lo chuyện bao đồng. Trợ lý cảm động suýt khóc, con gái nhà tôi sớm muộn gì cũng sẽ đứng đầu làng giải trí khiến đám cặn bã các người phải quỳ xuống gọi tía. Sau lần này, Tô Thải Vi càng cảm thấy Tô Ngư sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường kế thừa công ty của cô. Cô gái vốn được gia đình cưng chiều như một công chúa nhỏ, nhưng người thân của cô đã qua đời trong một đêm. Khó khăn lắm mới trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất bằng nỗ lực của bản thân, vậy mà cuối cùng cô lại bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. May mắn thay, sau khi được tái sinh, cô lại cảm nhận được tình cảm gia đình đã mất từ lâu một lần nữa. Mẹ cô nghe tin cô về, còn chưa bỏ sẻ xuống, đã mừng rỡ chạy ra. Ông nội cũng cưng chiều cô, để cô đi nghỉ ngơi trước, dẫn theo trợ lý đến hỏi xem cháu gái ông có phải chịu oan ức gì trong làng giải trí hay không. Trợ lý kể việc công ty đã chèn ép Tô Ngư tham gia tạp kỹ như thế nào và Tô Ngư đã có thể tự mình dẫn chương trình tạp kỹ ra làm sao. Sau khi nói hết một lượt, ông lão nghe xong thì hơi cau mày, đồng thời ông cũng nói cháu gái thực sự đã trưởng thành rồi, đã có thể giải quyết những điều này một mình. Sau đó ông dặn dò trợ lý. Ta giao Tô Ngư cho cậu, lịch trình của con bé như thế nào đều do cậu sắp xếp. Ông sợ rằng anh không hiểu còn khẽ hỏi, cậu hiểu rồi chứ? Trợ lý cũng lập tức hiểu ra lão gia đang nói với mình, sau này nếu có người ép Tiểu Ngư nhận việc, anh cứ đến tìm ông chính là người đứng đầu toàn bộ tập đoàn Tô. Có ông ấy chống lưng, sau này anh nhất định sẽ đưa Tô Ngư trở thành siêu sao. Sau khi nói chuyện với lão gia, trợ lý đã đi tham quan biệt thự của gia đình Tô. Đúng là kích thước của một trang viên, có lẽ đây chính là phải lái xe đi vệ sinh như trên mạng hay nói. Cuối cùng anh cũng được biết cuộc sống của người giàu như thế nào. Sau đó anh đứng trước mặt Tô Ngư ước nguyện. Đời này anh chỉ cầu mong có thể mua được một căn biệt thự bên cạnh cô. Cùng lúc đó, Ngô Linh Ngọc, mẹ của Tô Ngư, bưng hoa quả đến. Tô Ngư ngọt ngào nói cảm ơn mẹ. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến Ngô Linh Ngọc cảm động đến suýt rơi nước mắt. Kiếp trước, từ sau khi coi bà là tình nhân, cô chưa từng gọi bà một tiếng mẹ. Tô Ngư mặc dù trong lòng coi cô như mẹ, nhưng từ nhỏ đã mất đi người thân, nhất thời không biết làm thế nào để có thể thân thiết với bà. Trợ lý thắc mắc hỏi Tô Ngư, mẹ của cô xinh đẹp như thế mà cha cô lại đi kiếm tình nhân ở ngoài sao? Hóa ra cha của Tô Ngư, Tô Tấn, sau khi bị đá thời đại học, đã kết hôn với Ngô Linh Ngọc theo sự sắp xếp của ông nội. Cuối cùng sau khi mẹ mang thai, cái người mà gia đình phá sản kia lại tìm tới. Cả hai lén lút quay lại với nhau sau lưng hai nhà. Vì bị chị gái ngoài giá thú tẩy não nên kiếp trước cô đã tin rằng Ngô Linh Ngọc là người thứ ba và luôn căm ghét mẹ mình. Trợ lý không khỏi thầm mắng Tô Tấn trong lòng. Kết hôn rồi thì chịu trách nhiệm đến cùng, cái gì mà chân ái là trên hết, đây chẳng phải là cặn bã sao? Trợ lý lại hỏi tại sao cô trông không giống mẹ mình thế? Dì dịu dàng và thanh lịch, còn cô thì xinh đẹp rực rỡ, trông rất bức người, còn một điều mà anh không nói thành lời. Đó là Tô Ngư giống như một nữ vương, không phải ai cũng khống chế được, không cẩn thận là sẽ thương tích khắp người. Tô Ngư cũng thấy lạ, nguyên chủ không giống Ngô Linh Ngọc, cũng không giống Tô Tấn. Cô gái từng là ảnh hậu với hàng trăm triệu người hâm mộ, nhưng trong bộ phim đầu tiên sau khi tái sinh, chị gái cô đã yêu cầu cô từ bỏ vai nữ chính. Sau khi không loại được Tô Ngư, chị gái tìm đến nhà đầu tư là ông nội để tặng quà, dự định sử dụng thẻ bài gia đình. Nhưng lão gia cũng không đơn giản, thấy cô dẫn theo nhiều người như vậy, liền hiểu cô đến là để thương lượng. Ngôi nhà vốn dĩ đang hòa thuận vì sự xuất hiện của Tô Thải Vi mà bỗng trở thành bàn đàm phán.
Bề ngoài, Tô Thải Vi cầu xin ông nội sắp xếp vai diễn cho nghệ sĩ của mình, nhưng thực chất là muốn cài nhiễm tâm giật vào trước. Cảnh của vai nữ phụ trong phim này gần bằng cả nam chính, khi đạo diễn so sánh kỹ năng diễn xuất trong quá trình quay phim, nữ chính Tô Ngư nhất định sẽ bị thay thế. Nhưng lão gia biết Tô Ngư từng bị ép từ bỏ vai nữ chính, ông nói rằng đây là một bộ phim mà ông đầu tư cho cháu gái của mình. Còn muốn đổi người ư, xem ra tôi nhân nhượng với mấy người quá rồi nhỉ. Lúc này Tô Ngư mới đứng ra làm dịu bầu không khí, cô lấy sô-cô-la chị gái mua đưa cho nhiễm tâm giật để cô vừa ăn vừa nói chuyện. Tâm giật vừa nhìn thấy sô-cô-la đã cảm giác có gì đó không đúng. Người đại diện nhanh chóng nhân cơ hội hỏi Tô Ngư là có ý gì, loại sô-cô-la này chuyên dùng để tăng cân. Chỉ cần nói rằng Tô Ngư cố ý hãm hại, có lẽ họ sẽ có thể lấy được vai nữ chính. Lãnh đạo cấp cao của công ty lập tức chỉ ra tác dụng của sô-cô-la và hỏi tại sao Tô Ngư lại đưa cho nhiễm tâm giật ăn. Một số giám đốc điều hành khác cũng nhân cơ hội gây áp lực, nói rằng một nữ nghệ sĩ quan trọng nhất là giữ dáng, hành động của Tô Ngư quả là nham hiểm. Ô Ngư khẽ mỉm cười khi nghe những lời đó. Đây chính là điều mà cô ấy muốn, cô ấy trả lời một cách chậm rãi, các người có nhầm rồi không, đây là sô-cô-la mà chị gái tôi mua cho tôi. Chị nói với tôi rằng loại sô-cô-la này là để thỏa mãn cơn háu ăn trong thời kỳ giảm cân, không ảnh hưởng đến dáng người chút nào. Trước giờ tôi vẫn hay ăn loại này đấy thôi, vì thấy cô nhiễm cần giữ dáng nên tôi mới không đành lòng chia sẻ đấy. Tô Thải Vi lập tức giả bộ ngây thơ nói, mình không hề biết, cô nhờ bạn mình mua, sau đó nắm lấy tay Tô Ngư, chân thành nói nhất định là người bạn kia ghen tị với mình không biết tiếng Pháp trên đó nên mới đưa cho cô ăn, em gái sẽ không trách chị phải không? Tô Ngư nghe vậy thì khẽ mỉm cười, vậy sao, thế sao chị không ăn thử trước? Tô Thải Vi viện cớ bản thân không nỡ ăn, với lại giờ em cũng có mập đâu. Cô ta không ngờ rằng lúc này Tô Ngư lại lấy sô-cô-la ra. Theo kế hoạch, mẻ sô-cô-la này phải được ăn hết rồi mới đúng. Lúc này lão gia mới hiểu rõ, sắc mặt u ám hỏi bọn họ muốn vai gì. Giám đốc điều hành nói chỉ cần để tâm giật đóng vai nữ phụ là đủ, công ty có thể đầu tư nhiều hơn. Ông nội trầm giọng nói lúc đầu các người nói sẽ không bao giờ đầu tư, bây giờ biết Triệu Minh Lãng là đạo diễn liền muốn có phần sao, đừng quên công ty này họ Tô. Các giám đốc điều hành toát mồ hôi lạnh, tuy rằng mấy năm nay lão gia đã lui về phía sau hậu trường, nhưng ông mới là người thật sự có tiếng nói. Ngay khi họ sắp tuyệt vọng rời đi, Tô Ngư đã cho họ 5 cơ hội thử vai. Cô gái rõ ràng là một nghệ sĩ nhưng lại thường ăn sô-cô-la tăng cân. Chị gái Phúc Hắc còn bảo là càng ăn càng gầy. Ông nội khi biết chuyện vô cùng tức giận nhờ em gái Tô Thải Vi làm rõ nhưng cô giả vờ ngây thơ nói không biết đó là sô-cô-la tăng cân. Ông luôn cho rằng Tô Thải Vi và Tiểu Ngư có quan hệ tốt, không ngờ cô ngấm ngầm gài bẫy Tiểu Ngư. Thảo nào Tiểu Ngư lại đổi người quản lý mà cũng không hay đến công ty. Bây giờ không có bằng chứng, ông cũng không thể trách Tô Thải Vi, chỉ có thể cảnh cáo cô ta không được can thiệp vào quyết định của Tiểu Ngư. Tô Thải Vi cũng nức nở nói, Tô Ngư có thể tùy ý chọn tài nguyên của công ty. Con chắc chắn sẽ tìm thêm tài nguyên cho cô ấy sau khi ra về. Ông Tô biết cô giả vờ đáng thương nhưng ông cũng đành chịu, dù sao ông cũng là cháu gái, chỉ có thể bỏ qua. Sau khi Tô Thải Vi quay người lập tức biến sắc, muốn gây áp lực với cổ đông và quản lý tập đoàn, chẳng những không thành, hiện tại còn bị lão gia nghi ngờ. Sau khi ra ngoài nhìn thấy Tô Ngư, cô ta liền thay đổi hình tượng chị em tốt trước giờ. Nếu việc hãm hại Tô Ngư đã bị phát hiện thì cô ta cũng không cần phải giả bộ nữa. Hai chị em lướt qua nhau không ai nói một lời. Lúc Tô Ngư vào phòng làm việc, lão gia lập tức trở nên hiền lành, bảo Tô Ngư mau ngồi xuống, xoa đầu Tô Ngư, nói ông nội nói sẽ bảo vệ con cả đời. Ai bắt nạt con ông nội cậu sẽ đứng ra bênh vực con, là ông nội đã không thực hiện được lời hứa, khiến Tô Ngư nhớ rằng khi còn nhỏ, cha cô cũng yêu chiều mình như vậy. Cô an ủi ông ngoại rằng bây giờ cô không sao, không bị bắt nạt. Thật ra đối với Tô Thải Vi, Tô Ngư có thể giải tự quyết được, nhưng bây giờ cô chiếm thân thể của cháu gái ông nên không cần phải hại một người cháu gái khác. Ông nội cũng hiểu Tô Ngư hoàn toàn là vì cân nhắc thể diện mới cho họ xuất thử vai. Tô Ngư nhường họ một bước, giúp giảm thiểu thiệt hại cho công ty. Mặt khác, Tô Thải Vi vì ham thành công nhanh, lợi tức thì, thậm chí lợi dụng cổ đông để ép mình thỏa hiệp và chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Nếu không phải những người đó vẫn còn e dè ông thì ai có thể trấn áp bọn họ? Sau chuyện này, lão gia cũng nhìn ra năng lực của Tô Ngư. Ông nắm tay cháu gái và nghiêm nghị hỏi, Tiểu Ngư, con có muốn đến trụ sở chính làm việc không? Một khi đã vào trụ sở chính, con sẽ có thể bồi dưỡng người thân và con sẽ có quyền phát biểu tuyệt đối ở nhà họ Tô. Lão gia muốn giao nhà họ Tô cho Tô Ngư, nhưng cô lại nói thích làm nghệ sĩ hơn. Nghe vậy, ông lão chỉ biết thở dài ngao ngán và bày tỏ cháu gái thấy vui là được. Tô Ngư kiếp trước mất đi gia đình từ nhỏ, giờ phút này mới thật sự cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, chỉ mong những hạnh phúc này có thể được lưu giữ mãi mãi. Nữ diễn viên trăm triệu người hâm mộ và vị thiếu gia thân phận bí ẩn vậy mà lại độc thân từ bụng mẹ, rõ ràng đều có hảo cảm với nhau nhưng lại không hiểu chuyện tình cảm. Khi Tô Ngư bất chấp tuyết rơi dày đặc để đến phương Bắc quay phim, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt khiến sân bay trông vô cùng ảm đạm. Lúc này, một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện sau lưng cô quấn khăn choàng cổ cho cô. Khi nhìn lại, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô, thời tiết lạnh giá đã mang đến điều này. Cô chạm vào chiếc khăn mềm mại, cả người như được bao bọc bởi ngọn lửa, ngay cả bông tuyết lạnh giá cũng trở nên sống động vào giờ khắc này.
Trợ lý nhìn hai người đột nhiên xuất hiện và hỏi, anh Thanh, tại sao hai người lại ở đây? Sao vừa nãy họ không nhìn thấy hai người trên máy bay? Thanh Sương giải thích, chúng tôi đến đây bằng chuyên cơ. Vì thân phận đặc biệt của Lệ Cảnh Thừa sẽ rất rắc rối nếu ngồi máy bay chở khách ở Trung Quốc. Nhưng Tô Ngư lại thầm nghĩ may là mình không cùng chuyến bay với người này, chứ lỡ mà gặp phải sát thủ thì mất mạng như chơi. Lệ Cảnh Thừa chỉ cảm thấy Tô Ngư nhìn mình là lạ, sau đó anh mời Tô Ngư cùng đi dạo. Trợ lý là người đầu tiên nói rằng anh ấy đã gọi xe, không cần làm phiền anh. Thanh Sương thấy mình phải làm gì đó. Thanh Sương gần đây luôn ở trong nước, còn không thể hiện gì thì e là cậu chủ trẻ sẽ sa thải anh mất. Sau đó anh thuyết phục Tô Ngư. Cô Tô, chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc xe dã ngoại, cô có thể ngủ trong xe, sẽ không ảnh hưởng đến buổi chụp hình ngày mai. Tô Ngư ngẫm nghĩ, từ khu đô thị đến địa điểm ghi hình phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ, bây giờ tuyết rơi dày, e là sẽ phải mất đến 4 tiếng lái xe. Cô ngay lập tức nói, vậy thì làm phiền anh Lệ rồi. Lệ Cảnh Thừa thở ra khói bảo không phiền. Ngay khi màn hình thay đổi, một chiếc RV quá khổ màu vàng đậu trước mặt 4 người. Điều kỳ quặc nhất là còn có một chiếc trực thăng đang đậu trên đó. Không phải trợ lý chưa từng nhìn thấy xe dã ngoại, mà là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc xe dã ngoại sang trọng đến thế này, vị kim chủ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Lệ Cảnh Thừa tưởng bọn họ không hài lòng, nói thời gian hơi gấp, chỉ tìm được một chiếc xe tạm thời như vậy. Trợ lý nghe vậy khóe miệng giật giật, đây là thế giới của lão đại sao, là anh không xứng. Thanh Sương nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của trợ lý, nhất thời cảm thấy chiếc xe dã ngoại này quá đơn giản, chẳng trách bọn họ lại không quen, biết vậy anh đã đem mẫu mới nhất về nước rồi. Sau khi vào xe dã ngoại, bên trong thậm chí còn sang trọng hơn, chẳng khác gì một khách sạn sao di động cả. Lệ Cảnh Thừa ngồi cạnh Tô Ngư, hỏi cô có muốn ăn vặt khuya không? Tô Ngư vốn dĩ đang lim dim đột nhiên lấy lại tinh thần. Lệ Cảnh Thừa nháy mắt với Thanh Sương, Thanh Sương lập tức hiểu ý của anh. Đây là một xe dã ngoại làm bằng vàng ròng, mái nhà thậm chí có thể dùng làm bãi đáp trực thăng, bên trong có thể so sánh với khách sạn 5 sao sang trọng. Tuy nhiên, chiếc xe sang như vậy lại được Lệ Cảnh Thừa đưa cho Tô Ngư để nghỉ ngơi khi quay phim. Ngoài độ sang của chiếc xe, đầu bếp bên trong còn đều đạt đẳng cấp Michelin. Khi các món ăn được đem lên, xe dã ngoại lập tức tràn ngập hương thơm. Tô Ngư nhìn món ngon trên bàn thì híp mắt, thật ra cô không quan tâm sang trọng hay không, chỉ cần ăn ngon là được. Thấy cô ăn ngon, Lệ Cảnh Thừa không ngừng gắp thức ăn vào bát cho cô. Mỗi khi nhìn Tô Ngư ăn, anh lại có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Còn đối với Tô Ngư kiếp trước mắc bệnh ung thư dạ dày, được thưởng thức đồ ăn ngon chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Trợ lý thấy vậy cũng không ngăn cản, dù sao Tiểu Vũ ăn bao nhiêu cũng sẽ không mập. Hơn nữa sau khi vào tổ quay phim cũng không biết sẽ được phân công nhiệm vụ gì, có thể sẽ không còn cơ hội được ăn ngon như vậy nữa. Sau bữa ăn, một người chơi game, một người lặng lẽ đọc sách. Người đọc sách càng ngày càng hăng say, còn người chơi game ngày càng buồn ngủ. Sau đó cô lảo đảo ngã lên vai Lệ Cảnh Thừa. Lệ Cảnh Thừa hơi nghiêng người để Tô Ngư tựa vai thoải mái hơn. Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tô Ngư, anh không khỏi cong môi, cứ như anh đang ôm một mèo con đang ngủ vậy. Khi trợ lý và Thanh Sương trở về nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của hai người vô cùng phong phú. Họ chỉ mới đi thu dọn bát đĩa thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Trợ lý định nói gì đó nhưng đã bị Thanh Sương cắt ngang. Thiếu gia, mau đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Lệ Cảnh Thừa ôm Tô Ngư, chỉ cảm thấy một mùi thơm theo tóc xộc vào mũi. Còn sau khi Tô Ngư được anh bế lên cũng vô thức ôm lấy Lệ Cảnh Thừa và cọ vào người anh. Anh chợt thấy trái tim mình như que kem bị tan chảy. Trợ lý định kêu lên, Thanh Sương đã bịt miệng anh lại, nói nhỏ thôi, đừng đánh thức cô Tô. Lệ Cảnh Thừa bế Tô Ngư lên phòng trên lầu không dám động tay, sợ làm cô tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cẩn thận luồn tay vào trong chăn đắp cho cô. Nhưng một giây sau, Tô Vũ đã nằm không yên duỗi tay nhưng mình ôm lấy chăn. Lệ Cảnh Thừa lần đầu tiên phát hiện Tô Ngư lại có một mặt đáng yêu như vậy. Sáng sớm hôm sau, Thanh Ba đánh thức trợ lý. Trợ lý mơ hồ nói chào buổi sáng, anh còn tưởng rằng Thanh Sương có việc gấp muốn tìm mình, nhưng cuối cùng là rủ anh cùng chạy bộ buổi sáng. Cả hai vừa đến cửa xe đã mở ra. Thanh Sương vừa định chào thiếu gia thì bị cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến hai người sững sờ tại chỗ. Nữ diễn viên 28 tuổi độc thân từ bụng mẹ lần đầu gặp trai đẹp sau khi tái sinh nhưng lại rủ dê anh ấy chơi ném tuyết cả đêm. Lệ Cảnh Thừa bị ném đến mức cả người toàn là tuyết, trợ lý và Thanh Sương nghe nói hai người chơi ném tuyết cả đêm, lòng đầy dấu chấm hỏi. Lệ Cảnh Thừa vốn luôn xa cách bỗng đỏ mặt một cách hiếm thấy, ánh mắt né tránh, nói tôi đi thay quần áo trước. Trợ lý càng tò mò, Lệ Cảnh Thừa đã làm gì Tô Ngư mà lại bị ném tuyết như vậy? Tô Ngư thở dài nói, anh ấy nhạt thật đấy, chơi ném tuyết mà cũng không biết. Tôi đã ném tuyết vào đầu anh ta rồi mà anh ta còn không biết cách ném lại. Trợ lý đột nhiên phấn chấn, ném tuyết là trò dành cho tôi được mệnh danh là hoàng tử tuyết ở trường trung học cơ sở đấy, để lát tôi chơi cùng cô. Càng nhiều người càng vui vẻ, trợ lý còn gọi Thanh Sương cùng chơi. Thanh Sương thầm nghĩ, sao mình lại không biết thiếu gia không chơi được nhỉ? Nếu mục tiêu bị ném là anh và Vu Lương Sách, e là anh ấy sẽ ném chết họ. Cuối cùng, cân nhắc đến hạnh phúc của thiếu gia, Thanh Sương đã lựa chọn cùng đội với trợ lý. Người trợ lý thầm nghĩ, cuối cùng cũng có cơ hội dạy cho tên sói này một bài học. Hắn ta cứ dụ dỗ con gái mình, dù sao thì quả cầu tuyết cũng không có mắt, ném hắn vài cái chắc cũng không sao. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một quả cầu tuyết lớn rắn chắc đã đập vào mặt trợ lý.
tiếng quả cầu tuyết rơi lộc bộp vang vọng trong không trung. Tô Ngư nhìn thấy cảnh này không khỏi vỗ tay tán thưởng, thiếu mỗi hô lên ném hay lắm nữa thôi. Trợ lý nhỏ lại bị ném cho nằm dài ra đất, nghiêm trọng hoài nghi đây có phải là cầu tuyết không, sao mà lại giống như quả tạ thế. Tuy nhiên chưa đợi cậu ta phản ứng lại, Lệ Cảnh Thừa cũng ném ra một cầu tuyết, trực tiếp đập cậu ta quay vòng vòng. Trợ lý lập tức có chút hối hận, rưng rưng nước mắt tỏ vẻ hiện giờ mình hối hận có còn kịp không. Tô Ngư nhìn Lệ Cảnh Thừa, hài lòng gật gật đầu, dáng vẻ giống như đang nhìn đồ đệ mình học hành thành nghề vậy. Sau đó hai người ăn ý trao đổi ánh mắt, mỗi người đều nắm chặt quả cầu tuyết rắn như đá trong tay, cánh tay giống như được lên dây cót, liên tiếp ném ra như đạn pháo, đánh cho trợ lý nhỏ và Thanh Xương không trở tay nổi. Minh Tinh Ngự Tử và Tổng Tài cao lãnh trong mắt người ngoài, lúc này lại bởi vì thắng được một trận ném cầu tuyết mà vui vẻ giống như hai đứa trẻ lên ba. Thanh Xương đỡ trợ lý nhỏ giờ sống giờ chết dậy, khuyên nhủ bảo cậu lần sau đừng chém gió nữa. Tiểu trợ lý rất là bất lực, trò chơi của bốn người cuối cùng chỉ có mình tôi chịu trận. Cùng lúc này, Tô Ngư nở nụ cười xấu xa nhìn về phía Lệ Cảnh Thừa, trong tay còn lén giấu một quả cầu tuyết, sau đó trực tiếp bất ngờ ra tay ném trúng anh. Lệ Cảnh Thừa cũng nhanh chóng đáp lễ bằng một quả cầu tuyết khác. Cầu tuyết mềm xốp lập tức tản mát trên tóc cô, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Ngư, khóe môi Lệ Cảnh Thừa thoáng cong lên, nụ cười rất khẽ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Trợ lý nhỏ và Thanh Xương đờ hết cả người ra, Tô Ngư giấu cầu tuyết đã đủ để khiến bọn họ ngạc nhiên lắm rồi, không ngờ Lệ Cảnh Thừa dáng vẻ đoan chính cũng ấu trĩ giấu một quả cầu khác. Điều quan trọng là trợ lý nhỏ nhìn quả cầu tuyết ném lên đầu Tô Ngư vừa mềm vừa xốp, sao lúc đập lên người mình lại giống như là cục tạ vậy. Lòng hiếu thắng của Tô Ngư bị khơi dậy, kéo lấy Lệ Cảnh Thừa muốn tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Cô gái 23 tuổi trở thành ảnh hậu, số lượng fan trên mạng lên tới cả tỷ người, chương trình giải trí đầu tiên sau khi trùng sinh lại gặp phải kịch bản máu cún. Hóa ra hôm qua sau khi Tô Ngư ném tuyết thua Lệ Cảnh Thừa, cả người đều rầu rĩ không vui, một lòng một dạ suy nghĩ làm thế nào để dạy cho anh một bài học. Mặc dù trợ lý nhỏ cả buổi sáng đều khuyên bảo cô, thế nhưng cô vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện Lệ Cảnh Thừa chủ động nhận thua. Ý chí chiến đấu của bản thân vừa mới bùng lên, anh liền nhận thua, thật sự là tức quá mà. Sau khi bắt đầu chương trình trực tiếp, các vị khách mời thấy sắc mặt Tô Ngư không ổn lắm, liền không dám tiếp cận, chị sợ chọc giận cô. Người xem thấy vậy cho rằng cũng giống như những chương trình khác, vì đề tài vì độ hot nên bắt đầu vẽ drama. Cùng lúc đó, vẻ mặt Lệ Cảnh Thừa đang xem trực tiếp lại tràn đầy ý cười, như thể núi băng ngàn năm đột nhiên khắp nơi xuân về hoa nở. Thanh Xương thấy cảnh này, nghi ngờ có phải mình gặp quỷ rồi hay không. Anh ta không thể tưởng tượng nổi nhân vào trong nhóm, lúc sinh thời thế mà lại có thể nhìn thấy thiếu gia cười. Những người khác đều cảm thấy anh ta điên rồi, sao cậu không nói là thiếu gia thích người phụ nào đó luôn đi. Thế nhưng sau khi Thanh Xương gửi ảnh chụp Lệ Cảnh Thừa vào trong nhóm, cả đám lập tức bùng nổ, nhao nhao biến thành dân hóng hớt chuyên nghiệp. Thanh Xương vô cùng đắc ý cong khóe môi, không nói cho mấy người, tự đoán đi. Ở một bên khác, sau khi Tô Ngư nhìn trái ngó phải một phen, phát hiện hôm nay không trông thấy Nhiễm Băng Băng đâu. Liêu Văn Văn nói với cô hôm nay Băng Băng bị ốm nên xin nghỉ rồi, công ty của bọn họ cử một nghệ sĩ khác tới thay thế. Vừa dứt lời, một chiếc xe RV liền đậu ở bên cạnh mọi người, đạo diễn cũng giải thích nói, bởi vì lý do sức khỏe nên Băng Băng vắng mặt, tiếp sau đây sẽ do Từ Hồng Lãng ghi hình thay. Trợ lý nhỏ không ngờ sẽ là cậu ta, Từ Hồng Lãng là thực tập sinh debut vị trí thứ 3 từ sâu sống còn, có một lượng fan vô cùng hùng hậu, sao lại tới tham gia chương trình giải trí này. Vì tham gia game show, Từ Hồng Lãng còn đặc biệt trưng diện một phen, ăn mặc giống như đang đi tham dự tuần lễ thời trang vậy. So sánh cậu ta và mấy người bộ sơ minh, lập tức giống như nhân viên công tác và minh tinh đang đứng cùng với nhau. Chỉ có duy nhất Tô Ngư là có thể đè ép được, ăn mặc đơn giản không cầu kỳ, thế nhưng lại bị cô mặc thành phong phạm của một đại minh tinh. Sau khi xuống xe, cậu ta chủ động chào hỏi một tiếng cô giáo Tô, giải thích rằng bản thân mình trên đường chẳng may để lỡ mất thì giờ, xin cô không cần để bụng. Ấn tượng của Tô Ngư đối với cậu ta rất bình thường, hôm qua tuyết rơi lớn chỉ có một chuyến bay. Tô Ngư không gặp cậu ta, chứng tỏ người này đã tới trước rồi, hôm nay muộn như vậy mới tới có lẽ là do cậu ta cố ý. Mà bản thân Từ Hồng Lãng ngay từ đầu đã xem thường chương trình giải trí tuổi tàn này. Nếu không phải người đại diện bảo cậu ta nịnh nọt Tô Như lấy được cơ hội thử vai trong bộ Hồng Tranh Thái Tử, cậu ta căn bản sẽ không tới đây. Tô Ngư lập tức phát giác ra chỗ không đúng, Nhiễm Băng Băng tuần trước vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bị bệnh. Cô đòi điện thoại từ chỗ trợ lý, định gọi cho Nhiễm Băng Băng hỏi cho rõ. Cô gái 23 tuổi trở thành ảnh hậu, số lượng fan trên mạng lên tới cả tỷ người, game show giải trí đầu tiên sau khi trùng sinh, lại thấy cảnh chị em tốt bị bắt nạt công sở. Hóa ra sau khi Tô Ngư gọi điện thoại cho Nhiễm Băng Băng, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới tiếng khóc hu hu của cô ấy. Khu vực bình luận thấy vậy lập tức điên cuồng mắng Tô Ngư, đây nhất định là đang xây dựng hình tượng chị em thân thiết này. Sau đó Nhiễm Băng Băng tiết lộ chương trình vừa hot lên, đạo diễn liền chấm dứt hợp đồng với mình rồi, cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên khốn kiếp Nhậm Tỉnh kia nữa. Sau khi đạo diễn nghe vậy thì lập tức đen mặt, chỉ cảm thấy cái oan này của mình còn hơn cả thị mầu nữa. Tô Ngư đưa điện thoại cho anh ta, để hai người nói rõ ngay tại chỗ. Đạo diễn bảo mình chưa từng nhắc đến việc kết thúc hợp đồng, hiện giờ cô có thể ngồi máy bay tới đây tham gia tiết mục. Mấy người Lưu Văn Văn đều có thể làm chứng, mà Từ Hồng Lãng đứng một bên lại cười đến là chột dạ.
Liêu Văn Văn nói với cô ấy rằng công ty của các cô ấy bảo rằng cô bị bệnh rồi để Từ Hồng Lãng tới thế chỗ của cô. Đạo diễn không những không kết thúc hợp đồng với chúng ta, ngược lại còn tăng lương cho mọi người nữa cơ. Từ Hồng Lãng lộ ra vẻ mặt khó xử, vội vàng đẩy tội cho công ty, tỏ vẻ bản thân không biết chuyện này, đêm hôm qua cậu ta mới nhận được thông báo. Thế nhưng một giây sau, Tô Ngư liền vạch trần cậu ta, hôm qua tôi ngồi chuyến bay cuối cùng để tới đây. Từ Hồng Lãng vội vàng căng ra đầu giải thích, giờ bay của chúng ta khác nhau, nhất định không phải cùng một chuyến. Khu bình luận lúc này bị Tô Ngư hút fan, dám chính diện cứng rắn chống lại quy tắc ngầm. Nhân phẩm của Tô Ngư không còn gì phải bàn cãi, về phần đúng sai thế nào trong lòng mọi người đều tự có đáp án. Sau đó hashtag không hot là có tội, Từ Hồng Lãng cướp tài nguyên liên tiếp bá chiếm hot search. Đại đa số giang cư mận đều đứng về phía Tô Ngư, đau lòng cho băng băng. Bên dưới còn có hai comment, vạch trần Từ Hồng Lãng cướp game show là vì muốn lấy được tài nguyên Hồng Trang Thái Tử. Mà những hắc liệu này đều là do Lệ Cảnh Thừa sắp xếp Thanh Sương đi làm, hơn nữa anh còn mua 3 hot search cho Từ Hồng Lãng, ai cũng không đè xuống được. Thanh Sương không ngờ tới, thiếu gia thế mà lại vì chút chuyện nhỏ này mà đại động can qua, trả ơn cho Tô Ngư cũng không cần phải đến mức như vậy chứ. Lúc này Lệ Cảnh Thiên đang say sưa xem game show giải trí của Tô Ngư, đã xem nguyên cả một ngày rồi. Trong phát sóng trực tiếp, Tô Ngư kéo theo mọi người cùng chơi ném tuyết, nói là phân thành hai trận doanh. Kết quả cầu tuyết của mọi người đều giống như mọc thêm đôi mắt, không hẹn mà cùng đập lên người Từ Hồng Lãng. Cuối cùng vào lúc Liêu Văn Văn dùng một quả cầu tuyết siêu bự ném vào cậu ta, Từ Hồng Lãng bùng nổ rồi, trực tiếp phát cáu trước mắt hàng triệu khán giả. Không những đẩy Liêu Văn Văn ngã ra đất, còn mắng to cô có bệnh à. Tô Ngư vốn đã chướng mắt cậu ta, hiện giờ càng tức tới mày liễu cau chặt. Ảnh hậu đỉnh cấp trùng sinh quay lại giới giải trí, game show giải trí đầu tiên đã gặp phải nạn bắt nạt. Sau khi nam thần tượng đang hot Từ Hồng Lãng chơi ném tuyết bị tập thể quần công, không những nổi nóng trước mặt cả triệu khán giả, còn đẩy khách mời ngã ra đất. Tô Ngư thấy vậy lập tức đỡ lấy cô ấy, Liêu Văn Văn tự trách tỏ vẻ, đều tại mình không chú ý nặng nhẹ, khiến cậu ấy tức giận. Tô Ngư thầm thở dài một tiếng, Liêu Văn Văn ném Từ Hồng Lãng là vì chút giận thay chị em tốt, dù sao thì cũng là do Từ Hồng Lãng dùng quan hệ lấy đi vị trí khách mời của Nhiễm Băng Băng. Cũng may dưới sự đầu tư của Lệ Cảnh Thừa, đội ngũ chương trình trở nên giàu có hơn nhiều, lúc nào cũng dẫn theo một ngũ y tế. Cùng lúc này Từ Hồng Lãng cũng nhận được cuộc gọi thông báo, chuyện cướp vị trí khách mời mà cậu ta vừa tẩy trắng ban nãy lại một lần nữa lên hot search rồi. Dù sao thì lúc cậu ta đẩy ngã Liêu Văn Văn khán giả đều nhìn thấy, hiện giờ toàn cõi mạng đều đang công khai lê án cậu ta. Mà hành động bảo vệ Liêu Văn Văn của Tô Ngư nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Trợ lý nhìn lượt theo dõi tài khoản của Tô Ngư tăng vùn vụt, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc này mới phát trực tiếp được hơn 2 tiếng, số fan đã sắp tăng tới 1 triệu rồi. Người đại diện của Từ Hồng Lãng thấy hướng gió không đúng, ra hiệu cho cậu ta đi cứu vãn một chút. Cậu ta cũng hiểu rõ, tình huống hiện giờ chỉ có thể xin lỗi trước, xong việc thì để công ty mua xe đinh điều hướng dư luận, lên án các khách mời ôm đoàn nhằm vào cậu ta, chuyện này sẽ cứ thế là qua. Thế là Từ Hồng Lãng mặt đầy áy náy nói xin lỗi Văn Văn, tôi không phải cố ý đẩy cô đâu, có ném tuyết vào cổ tôi, lạnh quá nên tôi mới bất cẩn đẩy ngã cô. Các khách mời nghe vậy thì rất tức giận, tên này tránh nặng tìm nhẹ, chuyện mắng người không thấy hắn nhắc đến một chữ, còn đổ trách nhiệm cho người khác. Thế nhưng Liêu Văn Văn cũng không phải người dễ bắt nạt, cô ấy vô cùng tủi thân nói không trách cậu. Cậu cũng không phải cố ý muốn đẩy tôi, dùng tuyết ném cậu là do tôi sai, đều tại tôi không cẩn thận bị té ngã. Sau đó cô ấy còn điềm đạm đáng yêu nhìn vào ống kính, xin các vị khán giả đừng trách Từ Hồng Lãng đệ đệ, đều tại tôi. Sau khi Văn Văn tung ra một loạt thao tác này, lập tức khơi dậy cảm giác chính nghĩa trong lòng quần chúng. Mọi người đều nhao nhao tỏ vẻ sẽ ủng hộ cô ấy, còn nói nếu Từ Hồng Lãng lạnh thì mặc thêm quần áo vào, bản thân màu mè còn trách ai. Tô Ngư đứng phía sau liều mạng nhịn cười, mặt sắp kìm nén đến đỏ bừng rồi. Bộ Sơ Minh cũng khoác áo choàng của mình lên cho cậu ta, tỏ vẻ khán giả nói rất đúng, cậu kiêu quý như vậy đừng để bị lạnh. Từ Hồng Lãng tức đến phát điên, đám người này ai nấy đều là chúa tể diễn xuất, rõ ràng người bị bắt nạt là mình, sao lại biến thành mình bắt nạt người khác rồi. Người đại diện thấy vậy lập tức tìm tới đạo diễn, xin tạm dừng phát trực tiếp. Đạo diễn nói muốn kết thúc cũng được thôi, nhưng nếu vi phạm điều ước vậy thì thù lao một đồng cũng sẽ không trả. Người đại diện nào còn dám nghĩ tới tiền thù lao gì đó, hình tượng của Từ Hồng Lãng không bị sụp đổ thì cô ta đã cảm tạ trời đất rồi. Sau đó đạo diễn vui vẻ hô dừng quay, bảo mọi người chuẩn bị đi ăn cơm. Các khách mời đều cảm thấy rất kỳ lạ, lần này không cần làm nhiệm vụ mà đã được ăn cơm rồi à. Đạo diễn cười một cách thần bí, mọi người biết nhà tài trợ của chúng ta làm gì không? Tô Ngư nghĩ ngợi một lát, nhà tài trợ mà anh ta bảo có lẽ là Lệ Cảnh Thừa. Thế nhưng sản nghiệp ở nước ngoài của anh nhất định là không dính dáng vào, trong nước anh làm gì thì cô quả thật là không biết. Mọi người tuyệt đối sẽ không ngờ tới, tổng tài cao lãnh Lệ Cảnh Thừa, vậy mà lại là ông chủ của khách sạn truyền thống. Đúng vào lúc Tô Ngư đang đoán xem sản nghiệp ở trong nước của Lệ Cảnh Thừa là gì, đạo diễn nói với mọi người, bữa trưa hôm nay do Kim chủ 33 cung cấp, mỗi bữa cơm sau này cũng vậy.
Các khách mời liên tưởng tới việc nếu như nhà tài trợ bán mì ăn liền, vậy há chẳng phải ngày nào cũng phải ăn mì sao? Năng lực kiếm chuyện của tổ tiết mục, mọi người đều rõ như ban ngày. Trong lòng Tô Ngư cũng hơi thấp thỏm không yên, nói thế nào đi chăng nữa cô cũng cứu Lệ Cảnh Thừa một mạng, anh sẽ không để cho ân nhân cứu mạng của mình ăn uống kham khổ đâu đúng không? Một giây sau, từng món ăn xa hoa được bày trên mặt bàn, đến ngay cả khán giả cách một cái màn hình nhìn mà cũng cảm thấy đói. Bộ Sơ Minh hai mắt phát sáng, bữa trước đạo diễn sắp xếp cho mọi người ăn bánh mì, yến tiệc lần này quả thật khiến người ta không dám tin. Đạo diễn cười đến sắp nở hoa rồi, kim chủ ba ba là thuần tài trợ, đến cả tên cũng không viết. Tô Ngư nhìn đồ ăn ngon trước mặt, không hiểu sao cảm thấy có chút hài hước, Lệ Cảnh Thừa trước giờ luôn cao lãnh thế mà lại mở khách sạn. Đạo diễn biết sở dĩ Lệ Cảnh Thừa tài trợ cho tiết mục hoàn toàn là vì Tô Ngư. Chỉ cần cô ăn uống vui vẻ, tiền tài chẳng phải cứ thế ào ào chảy vào túi hay sao? Là một kẻ ăn hàng có thâm niên, Tô Ngư sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy được? Cô trực tiếp xin gọi món với đạo diễn. Đạo diễn đã tính trước mọi việc, lần này kim chủ ba ba trực tiếp tài trợ một dàn đầu bếp, thích gọi món gì cũng được. Tô Ngư xòe ngón tay bắt đầu đếm, tôi muốn bánh bao nhân thịt xào dưa, thịt xào đậu Hà Lan, mướp nhật xào trứng, tôm tươi xào lá hẹ, địa tam tiên, nhân thịt tươi mỗi loại 5 cái. Bộ Sơ Minh nghe xong kinh ngạc đến nỗi miệng há càng ngày càng to, không dám tin nói, tiểu ngư nhiều đồ như vậy cô ăn hết được không? Tô Ngư giơ ngón cái lên tỏ vẻ chuyện nhỏ, tôi đã biết nhà tài trợ là khách sạn nào rồi, bánh bao ở chỗ bọn họ ăn vô cùng ngon. Các khách mời nghe vậy lập tức bổ nhào về phía đạo diễn, mỗi người lại gọi thêm 4 cái bánh bao. Đợi tới lúc ăn cơm, các khách mời ăn ngon tới mức sắp nuốt luôn cả lưỡi, hận không thể lại ăn thêm một lượt nữa. Khu bình luận thấy cảnh này cũng bị gợi lên sự thèm ăn, sôi nổi bắt đầu dò xem đây là khách sạn nào. Mà sở dĩ Lệ Cảnh Thừa lấy danh nghĩa khách sạn để tài trợ cho chương trình này, đơn thuần chỉ là vì Tô Ngư thích đồ ăn ngon, tuyên truyền quảng cáo gì đó anh thật sự không quan tâm. Vào lúc mọi người đang thưởng thức món ngon, chỉ có trợ lý ôm lấy hộp cơm âm thầm chíu khọ. Cậu ta không thể ngờ tới Lệ Cảnh Thừa lại mở khách sạn, cứ thế này chẳng phải nữ nhi sẽ bị hắn cắp đi mất hay sao? Sau khi cơm no rượu say, đạo diễn mời tới một đoàn ca vũ kịch, anh ta cầm lấy hai chiếc quạt, ưỡn người tạo dáng nói, nhiệm vụ buổi chiều hôm nay chính là học điệu múa ương ca. Các khách mời đều là người phương Nam, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy quạt ương ca, cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhao nhao tiến lên học thử. Thế nhưng lúc đạo diễn đưa quạt cho Tô Ngư, cô lại chú ý tới một vị sư phụ đang thổi kèn sona ở bên cạnh. Hai mắt cô sáng lên đầy ao ước, nói với đạo diễn, huấn luyện viên, tôi muốn học thổi kèn. Ảnh hậu minh tinh có khối tài sản cả ngàn tỷ, lúc này lại đang vô cùng say mê với việc thổi kèn sona. Hóa ra sau khi đạo diễn sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ học điệu múa ương ca, Tô Ngư lại muốn học thổi kèn sona. Đạo diễn nghe xong thì ngu người luôn, thổi kèn sona trông không được mỹ quan cho lắm, gần như không có nghệ sĩ nào bằng lòng lựa chọn. Anh ta không dám tin, đường đường là một thiên kim tiểu thư như Tô Ngư, thế mà lại có hứng thú với kèn sona. Vị sư phụ thổi kèn sona khen Tô Ngư đúng là có mắt nhìn người, tôi là người kiếm được nhiều tiền nhất trong đoàn đấy, ma chay cưới hỏi gì cũng có thể làm được. Thôi Hân vội vàng nhắc nhở trợ lý bảo cậu ta đi quản Tô Ngư, thế nhưng trợ lý lại đầy cay đắng tỏ vẻ một khi Tô Ngư nổi hứng lên, không ai có thể ngăn nổi cô đâu, học thêm một loại nhạc cụ cũng rất tốt. Khán giả trước màn hình thấy trợ lý mặt đầy khó xử, lập tức tỏ vẻ sắp bị bộ đôi nghệ sĩ và người đại diện này chọc cho cười chết rồi, đường đường là một mỹ nữ lại nhất định muốn học thổi kèn bầu sona. Tô Ngư ở một bên khác đã bắt đầu chơi vui đến quên cả trời đất rồi, dáng vẻ chu môi phồng má đúng là rất đáng yêu. Vị sư phụ thổi kèn sona đứng một bên vui đến không khép nổi miệng, liên tục khen Tô Ngư có thiên phú, vừa mới học đã thổi ra âm điệu rồi, thậm chí còn muốn coi cô là truyền nhân. Sau đó dưới con mắt chăm chú của quần chúng, mọi người đều thấy cô có tiến bộ rất lớn, khu vực bình luận cũng sôi nổi khen cô chuyên nghiệp, không hổ là người có căn cơ âm nhạc. Sư phụ thổi kèn thấy cô đã học xong bài nhạc đám cưới, thế là lại tính dạy cho cô bài nhạc đám ma. Thế nhưng một giây sau, Tô Như dựa vào một điệu nhạc suý chút nữa thì tiễn bay cả tổ tiết mục ngay tại chỗ. Khúc nhạc dạo qua đi, Nhiễm Băng Băng kéo theo vali hành lý trở về đoàn. Khi cô ấy nhìn thấy Tô Ngư, nhịn không được ôm lấy cô tủi thân khóc lớn. Hóa ra là người đại diện uy hiếp Nhiễm Băng Băng, nếu không tẩy trắng cho Từ Hồng Lãng thì sẽ phong sát cô ấy. Tô Ngư không ngừng xoa đầu an ủi cô ấy, hỏi cô ấy đã nghĩ kỹ xem muốn làm thế nào chưa. Nhiễm Băng Băng lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói sau khi đến hạn hợp đồng mình sẽ rút lui khỏi giới giải trí, bọn họ muốn phong sát sao thì tùy. Khán giả thấy cảnh tượng này, nhao nhao tỏ vẻ bất bình thay cho cô ấy. Cùng lúc này, đạo diễn cũng nhận được tin tức giải trí quốc tế ASTE muốn phong sát tiết mục. Công ty giải trí ASTE là doanh nghiệp liên doanh trung ngoại, bên trên có người chống đỡ, muốn cấm sóng một tiết mục giải trí là chuyện nhỏ như con thỏ. Lúc này đạo diễn nhớ ra, Lệ Cảnh Thừa từng nói, gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì có thể tới tìm anh, có lẽ anh có thể giải quyết được. Sau khi kết thúc ghi hình cho chương trình, Tô Ngư chuẩn bị cho hành trình quay phim mới vào ngày mai. Trợ lý hỏi, hôm nay Nhiễm Băng Băng nói muốn tới chỗ chúng ta làm trợ lý, cô thấy thế nào? Tô Ngư không nói hai lời lập tức đồng ý, còn sắp xếp một luật sư giúp cô ấy giải ước, tránh cho cô ấy bị công ty bên kia giở trò.
Trợ lý vừa cầm điện thoại lên, định chia sẻ tin tức này với Nhiễm Băng Băng, lại nhìn thấy một hot search khiến chồng mắt xít thì rớt ra ngoài. Tô Ngư yêu đương, mà đương sự là Tô Ngư hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ảnh hậu đỉnh cấp vừa đẹp vừa ngầu trên phượng diện yêu đương lại là một tay mơ. Bởi vì một lần cùng chạy bộ buổi sáng với trai đẹp, kết quả trực tiếp truyền ra scandal yêu đương, thậm chí còn lên cả hot search. Sau khi trợ lý nhìn thấy hot search lập tức to đầu, Lệ Cảnh Thừa vừa chuyển tới bên cạnh nhà Tô Ngư, cùng chạy bộ một lần mà đã leo lên hot search, đúng là muốn phòng cũng không phòng được mà. Tuy nhiên đương sự Tô Ngư vẫn chưa biết gì, trợ lý sợ cô nhìn thấy, vội vàng tùy tiện bịa ra một lý do rồi đi giải quyết. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, trợ lý gọi điện thoại tìm Thanh Sương. Thanh Sương bên này vừa ngay từ khi bắt đầu liền ra tay xử lý. Anh ta ngồi trước máy tính 10 ngón tay gõ điên cuồng như các cách mà bạn chạy deadline, lúc nhận được điện thoại anh ta đã xóa xong bài đăng rồi. Anh ta tự tin nói với trợ lý cậu yên tâm đi, cô Tô phấn đấu thêm 10 năm nữa rồi yêu đương cũng không muộn, có tôi ở đây không nổ ra được gì căng đan nào đâu. Vào lúc anh ta làm xong việc lớn, Lệ Cảnh Thừa lại như cười như không nói, tôi không giao nhiệm vụ cho cậu mà phải không? Thanh Sương đắc ý tỏ vẻ, tôi đã rút hot search chuyện tình yêu giữa cô Tô về anh lại rồi, thấy tôi xử lý sạch sẽ gọn gàng không? Lệ Cảnh Thừa nghe vậy thì im lặng một hồi lâu mới mở miệng, tôi cảm thấy Thanh Tuyết rất tốt, hay là gọi cô ấy tới đây nhỉ? Thanh Sương nghe vậy lập tức bị dọa cho xanh mặt. Cùng lúc này, Tô Ngư vừa mới tới khách sạn của đoàn làm phim, chị gái xấu tính gọi điện thoại tới, liên tục khen ngợi biểu hiện của cô trong game show. Gần như là quên đi việc mình đã bị vạch trần bộ mặt thật, nói là đã cố ý chọn ra mấy lời mời tham gia chương trình giải trí có tiếng cho cô, bảo cô rằng muốn nhận cái nào cũng được. Thế nhưng Tô Ngư chỉ lạnh nhạt trả lời một câu không nhận. Tô Thải Vi rõ ràng đã tức tới mức nắm chặt nắm đấm, thế nhưng trên miệng vẫn dịu dàng khuyên nhủ Tô Ngư, mấy chương trình này đều không ảnh hưởng tới việc quay phim. Hơn nữa hiện giờ cô mới có một chút danh tiếng, nếu không có nhiệt độ thì bao nhiêu công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Tô Ngư căn bản chẳng thèm trả lời cô ta, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Thải Vi vốn dĩ muốn dùng vài game show hết thời để lừa Tô Ngư, thế nhưng chẳng ngờ đối phương vậy mà lại không cắn câu. Nghệ sĩ của mình đến thử vai ở bộ phim mới của Tô Ngư lại bị Triệu Minh Lãng mắng là diễn xuất kém, cô ta muốn liên hệ với cao tầng đổi Triệu Minh Lãng đi. Kết quả em trai của cổ đông tập đoàn lại vào đoàn, hiện giờ phía đoàn làm phim đều đứng về phía Tô Ngư. Cơ hội duy nhất có thể quật ngã cô chính là dựa vào việc tham gia game show ảnh hưởng tới quá trình quay phim, thế nhưng vẫn bị đối phương nhìn thấu. Một bên khác trợ lý có chút khó hiểu tại sao Tô Ngư lại không nhận những chương trình giải trí đã từng rất hot kia, lịch trình có thể sắp xếp được mà. Tô Ngư nói với cậu ta, tôi chỉ đơn giản là không tin Tô Thải Vi mà thôi, khoảng thời gian này tất cả thông cáo đều đẩy đi hết, không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới quá trình quay phim ngày mai. Ngoài mặt thì là một thiên kim tiểu thư vô dụng, trên thực tế bên trong lại là linh hồn của ảnh hậu đỉnh cấp. Sau khi Tô Ngư đến hiện trường quay phim, đạo diễn lại nhắc nhở cô, Tống Kiều diễn vai nữ phụ có chút thành kiến với cô. Nếu cô ấy có nói gì đó thì cô cũng đừng để ý. Tô Ngư nghe vậy thì ghi nhớ trong lòng, trợ lý nói với cô Tống Kiều và Nhiễm Tâm Giật suốt ngày bị fan lôi ra so sánh. Năm ngoái Tống Kiều lấy được danh hiệu ảnh hậu, kể từ đó liền cao hơn Nhiễm Tâm Giật một bậc. Tô Ngư không ngờ trong đó còn có nhiều ân oán như vậy, quả nhiên vẫn là không quá hiểu về giới giải trí trong nước. Trước đây Nhiễm Tâm Giật liều mạng tranh vai nữ chính là vì muốn áp đảo Tống Kiều. Không được như mong muốn đành rẽ hướng muốn đóng nữ phụ cũng là vì để đẩy Tống Kiều đi, kết quả đi thử vai bị đạo diễn mắng là diễn xuất quá kém, trực tiếp bị Tống cổ về. Sau khi hai người đi tới phòng trang điểm, vừa hay đụng phải chuyên viên trang điểm lần trước, Tô Ngư bèn mời cô ấy trang điểm cho mình. Ai ngờ cô ấy còn háo hức hơn cả Tô Ngư, sau khi kiểu trang điểm lần trước nổi dần dần, cô ấy luôn chờ đợi có thể tiếp tục hợp tác một lần nữa. Nhân vật trong bộ phim mới này là nữ giả nam trang, hiệu quả của rất nhiều bộ phim cổ trang nữ giả nam đều không tốt lắm. Chuyên viên trang điểm muốn tạo ra điểm đột phá mới trong lối trang điểm, ví dụ như vẽ lông mày đậm hơn, điều chỉnh góc cạnh khuôn mặt. Vào lúc cô ấy vẽ lông mày được một nửa, lại phát hiện vẽ thế nào cũng không ổn lắm, vội vàng muốn tìm đồ để cứu vãn tình thế. Thế nhưng cô ấy đổi đi đổi lại vẫn không thể nào sửa lại được, cuối cùng chỉ có thể gấp đến cào đầu. Nhìn chuyên viên trang điểm gấp đến vào đầu bứt tai trong gương, Tô Ngư ân cần an ủi bảo, thế này đi, tôi tự vẽ trước, sau đó cô giúp tôi chỉnh lại một chút nhé. Chuyên viên trang điểm nghe vậy kinh ngạc nhìn Tô Ngư, cô Tô cũng biết trang điểm hả? Tô Ngư nói có biết một chút. Trợ lý nói thầm trong bụng, kỹ thuật trang điểm đó của cô mà chỉ là biết một chút thôi sao? Rõ ràng vô cùng lợi hại mà vẫn cứ khiêm tốn như vậy. Không lâu sau, một khuôn mặt mỹ thiếu niên trong truyện tranh cứ thế xuất hiện, chuyên viên trang điểm nhìn thấy kỹ thuật hóa trang giống như ma pháp này, trực tiếp ngẩn người. Một giây sau cô ấy mặt đầy sùng bái bồ nhào lên người Tô Ngư, thậm chí còn cầu Tô Ngư nhận mình làm đồ đệ. Trợ lý thấy cảnh này âm thầm đắc ý, nữ nhi nhà chúng ta chính là ưu tú như vậy đó. Cùng lúc này, Tống Kiều cũng tới đoàn phim, người đại diện đang chia sẻ với cô ta tin tức tốt Nhiễm Tâm Giật trượt vai, đồng thời nói với cô ta lần này biểu hiện cho tốt, sau này liền không cần để ý Nhiễm Tâm Giật nữa. Tống Kiều thở dài một hơi, tôi có biểu hiện tốt cũng vô dụng, nữ chính của phim này là Tô Ngư, quá nửa là toang rồi. Vốn dĩ cô ấy nghĩ chỉ cần diễn cho tốt vai nữ thứ chính, liền có thể hút một đống fan.
Kết quả sau khi thử vai xong mới được biết nữ chính là Tô Ngư, nếu không phải đạo diễn hết lòng khuyên bảo, cô ấy cũng sẽ không nhận bộ phim này. Đột nhiên, cô ấy dường như phát hiện ra thứ gì đó rất là lợi hại. Chỉ thấy một vị mỹ thiếu nam cổ trang đứng dưới ánh mặt trời, đẹp trai đến nỗi không nói nên lời. Mà thứ Tống Kiều thích nhất chính là tiểu ca ca đẹp trai, các fan đều biết cô ấy thích đu idol, tuy rằng hai người cách nhau cả bức tường thành, vẫn ngăn không nổi cô ấy tiến tới bắt chuyện, tiểu ca ca diễn phim gì đó, có cần vai khách mời không? Rốt cuộc là mỹ nam thế nào, thế mà lại có thể khiến một người đường đường là ảnh hậu trong một giây biến thành fan nhỏ. Người đại diện thấy cảnh này lập tức kéo Tống Kiều lại, cô quên lần trước bắt chuyện với tiểu ca ca, trên mạng đã nói gì à? Thế mà vẫn còn dám làm, mau trở về cho tôi. Tống Kiều rầu môi nói biết rồi, thế nhưng lại không cam lòng, quay đầu liền nói với Tô Ngư, tiểu ca ca, tôi có thể chụp cho anh hai tấm ảnh được không? Sau khi Tô Ngư đồng ý, cô ấy hoàn toàn thả bay bản thân, mỗi một góc đều phải chụp một tấm, thậm chí đến chiếc mũi đôi môi cũng không bỏ qua. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người con trai đẹp tới như vậy, quả nhiên đu idol là chuyện vui nhất quả đất. Thế nhưng đúng vào lúc này, chuyên viên trang điểm Tiểu Nguyệt đứng một bên khác của tường thành hét lên bảo, cô Tô Ngư giữ nguyên tư thế vừa nãy chụp thêm hai tấm nữa. Tống Kiều vừa nghe thấy tên Tô Ngư thì lập tức sụ mặt, điều cô ấy không thể chịu đựng được nhất chính là Tô Ngư không có kỹ năng diễn xuất, lại vẫn làm nữ chính, không hề phát hiện ra tiểu ca ca ban nãy chính là Tô Ngư. Vừa nghĩ tới việc buổi tối đoàn làm phim cùng nhau tụ tập liên hoan sẽ có Tô Ngư, cô ấy liền cảm thấy mất khẩu vị. Người đại diện lại nhắc nhở cô ấy gần đây cô tăng thêm 3 cân rồi, đợi lát nữa gặp đạo diễn Triệu xem anh ta có mắng cô không. Tống Kiều xua xua tay, nói mình có béo hơn nữa thì cũng không béo bằng Tô Ngư. Tuy rằng gần đây có tin đồn Tô Ngư gầy đi rồi, thế nhưng Tống Kiều vẫn nhớ trước đây lúc gặp Tô Ngư, cô rất béo, đống ảnh lan truyền trên mạng có thể là Photoshop. Hai người dì dầm nói chuyện với nhau đều bị Tô Ngư nghe thấy hết, đối với chuyện này cô không tỏ thái độ gì cả, dù sao thì body và diễn xuất của nguyên chủ rất khó khiến người ta khen ngợi. Một bên khác sau khi Tiểu Nguyệt chụp xong liền bắt đầu chọn ảnh, vừa chọn vừa cảm thán, chất lượng của đống ảnh gốc này đã đánh bại được vô số ảnh đã qua chỉnh sửa. Sau khi nhìn thấy Tống Kiều đi tới, cô ấy nhiệt tình chào hỏi. Tống Kiều lúc này mới biết, hóa ra tiểu ca ca ban nãy là do Tống Kiều dẫn tới. Thế là bèn hỏi cô ấy, tiểu ca ca kia là đạo diễn Đào từ đâu ra vậy? Tiểu Nguyệt nghe vậy liền che miệng cười, Tống Kiều có chút khó hiểu, cô đang cười cái gì vậy? Thậm chí còn lấy gương ra, nghi ngờ rằng có phải trên mặt mình dính thứ gì rồi không? Sau đó Tiểu Nguyệt nói với cô ấy, vị bên cạnh này là người đại diện của Tô Ngư, Vu Lương Sách, mà vị trên lầu kia chính là nữ chính Tô Ngư của bộ phim này. Tống Kiều không dám tin chừng lớn hai mắt, cô là Tô Ngư. Mà lúc này Tô Ngư cũng đang định nhảy từ trên tường thành xuống. Trợ lý vội vàng hét lên, tiểu tổ tông ơi cô đừng có nhảy, đợi tôi đi lấy thang tới đã. Thế nhưng vừa mới dứt lời, Tô Ngư liền tung người nhảy phát một từ trên tường thành xuống. Sau khi đáp đất không có tiếng va đập như trong tưởng tượng, ngược lại còn nhẹ nhàng giống như một chú chim sẻ bay xuống. Dưới ánh nhìn đờ đẫn của Tống Kiều, Tô Như thân thiện vươn ta xin chào, hợp tác vui vẻ. Thiên kim tiểu thư xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhẹ nhàng tung người nhảy một cái liền từ tường thành cao 3m đáp xuống đất. Tống Kiều nhìn Tô Ngư vừa hạ cánh trước mặt mà ngây ngẩn cả người. Một giây sau liền bắt đầu điên cuồng sờ loạn trên người cô, miệng không ngừng lẩm bẩm không thể nào, cô biết bay sao. Khóe miệng Tô Như dần giật nói cũng có cao lắm đâu. Tống Kiều nắm chặt lấy tay cô, một lần nữa truy hỏi cô thật sự là con gái sao, cô nhất định đang lừa tôi, đẹp trai như vậy sao có thể là con gái được chứ. Cho dù mọi người xung quanh đều đã chứng nhận đây là Tô Ngư, thế nhưng Tống Kiều vẫn không tin, trừ khi cho cô ấy tự tay sờ thử một chút. Người đại diện vì ngăn cô ấy tiếp tục làm loạn, một phát cắp Tống Kiều về. Hiện giờ tôi coi như cũng đã hiểu vì sao đạo diễn Triệu lại chọn cô làm nữ chính rồi. Tô Ngư nghe vậy nở nụ cười đáp cảm ơn, dù sao mấy tháng này đều sẽ chạm mặt, có rất nhiều cơ hội giao lưu. Trong mắt người đại diện của Tống Kiều, Tô Ngư chính là kiểu người có tiềm lực vô cùng lớn, loại người này có thể làm thân thì nên tận lực làm thân. Mọi người hàn huyên một hồi, hẹn nhau sau khi tẩy trang thì cùng đi tham gia tiệc liên hoan của đoàn làm phim. Thế nhưng Tống Kiều lại âm thầm tính toán điều gì đó, nhất định phải tận mắt nhìn thấy Tô Ngư tẩy trang, nếu không cô ấy tuyệt đối sẽ không tin soái ca chính là Tô Ngư. Vào lúc Tô Ngư tẩy trang xong rồi bước ra từ phòng vệ sinh, phòng tuyến tâm lý của Tống Kiều đang canh sẵn ngoài cửa hoàn toàn sụp đổ rồi. Sao có thể có người giải trai lại đẹp đến mức ý cơ chứ? Sau đó liền nhìn về phía chuyên viên trang điểm Tiểu Nguyệt, có thời gian thì cô cũng hóa trang cho tôi thành tiểu ca ca nhé, nói không chừng cũng sẽ rất đẹp trai đấy. Tiểu Nguyệt lại xua tay nói rằng không phải do tôi làm đâu, là cô Tô tự mình hóa trang đấy. Sau khi Tống Kiều nghe vậy thì CPU cũng sắp bị đốt cháy luôn rồi, sao có thể có người toàn năng như vậy được. Thế là cô ấy từ anti-fan đầu bảng của Tô Ngư trực tiếp chuyển thành fan cứng của cô. Tiệc liên hoan buổi tối, đạo diễn đặc biệt mời ảnh đế Lâm Chỉ tới. Anh ta biết Tống Kiều luôn có thành kiến với Tô Ngư, hy vọng Lâm Chỉ có thể xoa dịu bầu không khí. Lâm Chỉ nói không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu, nhưng điều đạo diễn lo lắng là Tống Kiều ỷ vào thân phận ảnh hậu mà phát hỏa với Tô Ngư.
Cùng lúc này, người đại diện của Tống Kiều một mình bước tới, đạo diễn ngạc nhiên hỏi Tống Kiều đâu, người đại diện trả lời một lát nữa sẽ tới. Vốn dĩ bữa tiệc liên hoan này sẽ do trợ lý đi cùng với Tống Kiều, thế nhưng anh ta sợ Tống Kiều và Tô Ngư cãi nhau, thế nên mới theo tới đây. Kết quả phát hiện Tống Kiều giống như một cây nấm, trực tiếp mọc trên người Tô Ngư, thế này thì bản thân có thể yên tâm quay về công ty rồi. Đạo diễn thấy anh ta rời đi, thầm hô không ổn, đừng nói Tống Kiều muốn rời đi đấy nhé. Thế nhưng đợi sau khi đạo diễn sắp xếp xong xuôi mọi việc, anh ta lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy Tống Kiều thân thiết ôm lấy cánh tay Tô Ngư, không ngừng đề cử các món ngon ở đây cho cô, quả thật trông cứ giống như là bạn bè tốt thân thiết nhiều năm vậy. Trên đầu đạo diễn chậm chậm mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng, vô cùng khó hiểu. Thiên Kim tiểu thư phế vật trong mắt mọi người, trên thực tế bên trong cơ thể lại là linh hồn của một ảnh hậu đỉnh cấp. Đến ngay cả Tống Kiều luôn xem thường Tô Ngư, sau khi nhìn thấy thực lực của cô, lắc người biến thân trực tiếp trở thành fan cứng hàng đầu của cô. Và lúc mọi người cảm thấy hai người này sẽ đánh nhau trong bữa tiệc, Tống Kiều lại khoác tay Tô Ngư một cách vô cùng thân mật. Không những không cáu giận, còn trở thành người phụ trách khuấy động bầu không khí của bữa tiệc. Đạo diễn trước đây luôn nghe Tống Kiều phàn nàn về nữ chính Tô Ngư, hiện giờ thấy cảnh này anh ta đột nhiên cảm thấy có hơi không thích ứng. Chẳng qua cũng không xoắn xuýt quá lâu, dù sao thì chẳng có gì tốt hơn việc mọi người đều hòa thuận cả. Thời gian nháy mắt trôi qua, đoàn làm phim cuối cùng cũng đón chào buổi họp báo khai máy. Các phóng viên vừa lên đã nhắn thẳng ảnh đến Lâm Trì, anh đăng status nói bản thân bị bệnh, vậy anh có thể kiên trì quay xong bộ phim này không? Lâm Trì đầu tiên là cảm ơn đạo diễn, sau đó tỏ vẻ đồng ý chấp nhận rủi ro, cả quá trình trả lời vô cùng kín kẽ trôi chảy. Các phóng viên thấy không đào được tin hot gì, bèn lái chủ đề đến người mới Tô Như. Cô Tô, xin hỏi cô là một người mới vừa gia nhập giới giải trí không lâu, phiên vị lại áp được ảnh đế Lâm Trì và ảnh hậu Tống Kiều, cô cảm thấy bản thân mình có xứng không? Đạo diễn thầm hô không ổn, với tư lịch của Tô Ngư mà diễn nữ chính, nhất định sẽ bị nghi ngờ chất vấn, phóng viên này rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Thế nhưng vượt ra ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tô Ngư lạnh nhạt trả lời một chữ, đúng. Phóng viên nghe vậy thì ngẩn ra, không thể ngờ rằng sẽ có người dễ dàng dính bẫy như vậy. Bất giác nhếch khóe môi, xem ra hôm nay có cá lớn cắn câu rồi. Tô Ngư, ý của cô là, cô áp phiên ảnh đế Lâm Trì và ảnh hậu Tống Kiều là lẽ đương nhiên. Tô Ngư chỉ cảm thấy người này nhiều câu hỏi quá, hỏi nhiều đến mức cô đói luôn rồi. Thế là lạnh nhạt trả lời một câu đúng vậy. Phóng viên nghe vậy lập tức bùng nổ, nhao nhao hỏi cô dựa vào đâu mà có thể áp được ảnh đế ảnh hậu, là dựa vào công ty của cô đầu tư dùng tiền vào đoàn hay sao? Tô Ngư lần lượt trả lời bởi vì tôi là nữ chính, bộ phim là do một mình ông nội tôi đầu tư. Phóng viên hưng phấn hỏi, thế nên cô thừa nhận dùng tiền vào đoàn đúng không? Đạo diễn vội vàng giải thích nói Tiểu Ngư không phải dùng tiền vào đoàn mà là cô ấy chuẩn bị cho bộ phim này. Phóng viên tiếp tục mượn đề tài phát huy, Tô Ngư xin hỏi cô làm thế nào mà mời được đạo diễn Triệu vậy? Tô Ngư hời hợt trả lời đương nhiên là nhờ thực lực, dù sao có nói thế nào cũng sẽ bị đem ra xào nấu một lượt, đợi đến lúc phim chiếu mọi người sẽ tự ngậm miệng thôi. Câu trả lời này khiến phóng viên chẳng hiểu ra làm sao cả, nhất thời phân không rõ Tô Ngư là thật sự ngốc hay là đang giả ngốc. Thế là anh ta bèn chĩa mũi dùi về phía Tống Kiều, xin hỏi ảnh hậu Tống, vì sao cô nhận được cúp ảnh hậu mà vẫn tới diễn vai phụ trong phim truyền hình? Tống Kiều tức giận nói, không phải mấy người đều chê tôi nhận được cúp ảnh hậu là nhờ may mắn, có tiếng mà không có miếng sao. Vừa nghĩ tới chuyện này, cô ấy liền bực mình cảm thấy, được nêu tên trong nhiều tác phẩm ưu tú như vậy, bản thân chuyện này chính là một loại thực lực. Tô Ngư khẽ vỗ vai Tống Kiều, trả lời thay cô ấy có rất nhiều người thực lực rất mạnh thế nhưng bởi vì thiếu may mắn mà cuối cùng chẳng có gì cả. Người xưa coi trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, may mắn cũng là một phần của thực lực. Tống Kiều nghe vậy cảm động tới muốn khóc, Tiểu Ngư, cô chính là thần của tôi. Thiên Kim đại tiểu thư xuất thân từ dòng dõi thư hương, thế nhưng lại có thân thủ như đặc công, diễn phim có ảnh hậu tới làm nữ phụ. Mà ảnh hậu Tống Kiều chẳng những không có ý kiến, hơn nữa còn nói rằng Tô Ngư à nếu cô là đàn ông tôi nhất định sẽ gả cho cô. Phóng viên truy hỏi Tống Kiều, cô thân là một ảnh hậu lại lưu lạc tới mức đi làm nữ phụ cho một người mới, cô không cảm thấy mắt mặc sao? Tống Kiều thấy bọn họ xem thường một người mới như Tô Ngư, lập tức bốc hỏa, người mới thì sao, người mới thì không thể có thực lực à? Đạo diễn Triệu chọn chúng cô ấy trong số nhiều diễn viên như vậy, nhất định là có chỗ hơn người, tôi làm nữ phụ cho cô ấy thì sao? Tô Ngư đời trước cũng là ảnh hậu, cô không cảm thấy nhận được danh hiệu ảnh hậu là cao hơn người một bậc, ảnh hậu chỉ là sự khẳng định của khán giả đối với diễn xuất mà thôi. Không ai có thể diễn vai chính cả đời hết, tại sao diễn vai phụ lại mất mặt chứ? Bao nhiêu nghệ thuật gia lớn tuổi, sau khi nhận được giải thưởng thưởng lớn vẫn chăm chỉ yêu nghề, anh cảm thấy những nghệ thuật gia lớn tuổi vẫn yêu nghề tới vậy, bọn họ có mất mặt không? Phóng viên nghe vậy không biết phải phản bác thế nào, hổ thẹn cúi đầu. Đạo diễn DUG phát dậy vỗ tay, hô lớn nói hay lắm, đối với chuyện này anh ta có rất nhiều cảm xúc, kể từ khi bắt đầu quay phim anh ta đã gặp rất nhiều minh tinh lưu lượng, phần lớn đều cho rằng bản thân rất cao quý chỉ diễn vai chính, nhưng thân làm diễn viên, cố gắng diễn tốt mỗi vai diễn mới là điều nên làm, chứ không phải chỉ chăm chăm vào hư danh. Buổi họp báo vốn tràn đầy tính công kích, sau một loạt phát biểu của Tô Ngư và đạo diễn, ngược lại biến thành hiện trường diễn thuyết.
Chuyển cảnh, sau khi đoàn phim chính thức khai máy, đạo diễn dặn dò Lâm Trì, nếu thân thể có gì khó chịu thì nhất định phải nói ra. Lâm Trì bảo đạo diễn cứ yên tâm, sau mấy ngày vào đoàn sức khỏe của anh ta càng ngày càng tốt. Không biết có phải là vì chịu ảnh hưởng của Tô Ngư hay không, anh ta cảm thấy tâm thái của bản thân càng ngày càng thả lỏng, ăn cơm cũng ăn được nhiều hơn 2 bát. Sau khi đạo diễn xác định anh ta không có vấn đề gì, bắt đầu quay phim. Tô Ngư ở một bên quan sát, cảnh này là cảnh đối diễn giữa Tống Kiều và Lâm Trì. Trong phim Tống Kiều diễn vai Diệp Dữu, bởi vì thích vai thái tử do Tô Ngư diễn, không tiếc tìm người bắt cóc Tiêu Vân Mạch do Lâm Trì diễn. Sau khi Diệp Dữu phát hiện Tiêu Vân Mạch có ý đồ không nên có với thái tử, định diệt trừ hắn ta thay thái tử. Lâm Trì giống như thật sự hóa thân thành Tiêu Vân Mạch, dáng vẻ thảm hại nhưng ánh mắt lại kiên định, hắn ta nắm chắc Diệp Dữu không dám ra tay. Sau khi kết thúc cảnh này, đạo diễn liên tục khen hai người đều rất nhập tâm, chú ý thêm một chút chi tiết nhỏ nữa là tốt rồi. Nhân viên đoàn phim nhìn diễn xuất của ảnh đế ảnh hậu, nhao nhao nói bản thân xem tới mức nổi hết cả da gà lên rồi, thế mà đạo diễn Triệu vẫn có thể tìm ra vấn đề, đúng là biến thái. Mọi người cảm thấy, nếu như một lát nữa Tô Ngư lên diễn, so sánh với ảnh đế ảnh hậu, vậy thì chẳng phải sẽ lập tức biến thành cặn bã à, đạo diễn không phải là cố ý sỉ nhục cô đâu đúng không? Cảnh quay tiếp theo của Tô Ngư là cảnh đánh võ, mà cô đến ngay cả chỉ đạo võ thuật cũng còn chưa tìm được. Sau khi được biết chỉ đạo võ thuật đang ở đình nghỉ mát, cô nhanh chóng đi qua chào hỏi. Thế nhưng lời nói được một nửa cô mới phát hiện, người trước mặt chẳng phải là Lệ Cảnh Thừa sao, sao anh ấy lại ở đây? Thiếu gia khiến vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật ở nước ngoài, thế mà khi ở trong nước lại kiêm chức chỉ đạo võ thuật. Tô Ngư thấy Lệ Cảnh Thừa xuất hiện thì ngu người luôn, sao chỗ nào cũng có anh hết thế, đừng nói là lại tới đầu tư đấy nhé. Lệ Cảnh Thừa nở nụ cười, bảo cô ấy nghĩ xem tại sao lại tới đình nghỉ mát này. Tô Ngư khó tin hỏi anh là chỉ đạo võ thuật. Lệ Cảnh Thừa đẩy một tách trà tới tỏ vẻ sao nào, trông tôi không giống chỉ đạo võ thuật sao. Tô Ngư cũng không chơi trò đoán tới đoán lui với anh nữa, trực tiếp hỏi Lệ Cảnh Thừa anh theo tôi là có mục đích gì. Kể từ lúc chuyển nhà tới nay, Lệ Cảnh Thừa luôn theo đuôi cô, nếu như không có mục đích gì, vậy thì lại sao lại sẽ luôn xuất hiện bên cạnh mình chứ? Lệ Cảnh Thừa thần bí sờ túi, sau đó móc ra một tấm thẻ đen, mục đích của tôi chính là trả ơn. DLA thẻ khách VIP của khách sạn truyền thống, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý đặt món. Tô Ngư biết loại thẻ kim cương này, mỗi tấm trị giá 1 triệu tệ, số người sở hữu không vượt quá 5 người, thuộc về loại hình không bán ra. Nếu Lệ Cảnh Thừa đã nói là trả ơn, vậy thì cô để cho anh trả lại phần ân tình này là được đúng không? Tiếp sau đây để coi anh còn tìm ra được lý do gì nữa. Tô Ngư nhận lấy tấm thẻ nói nếu đã như vậy, chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Lệ Cảnh Thừa lại tỏ vẻ mạng của mình không rẻ mạt như vậy. Tô Ngư hỏi Nhậm Tỉnh nói chuyện công ty của Băng Băng muốn cấm sóng game show giải trí là do anh giải quyết, điều này đã đủ rồi. Lệ Cảnh Thừa vẻ mặt kiên định nói chưa đủ, đối với anh mà nói phần ân tình này tốt nhất là cả đời trả cũng không hết. Sau đó Lệ Cảnh Thừa hỏi ra phỏng đoán bấy lâu nay của mình, cô biết thân phận của tôi đúng không? Tô Ngư gật đầu, nhất thời giữa hai người rơi vào khoảng lặng, chỉ còn sót lại tiếng anh gõ tay vào tách trà. Lệ Cảnh Thừa dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc, tôi có thể bảo đảm không đem lại phiền phức cho cô. Anh biết Tô Ngư sợ mình thường hay gặp phải truy sát, những chuyện đó bản thân anh đã gần như giải quyết xong hết rồi. Tô Ngư cảm thấy không nói rõ được với tên này, ân tình anh đã sớm trả xong rồi, Lệ Cảnh Thừa lại vẫn cứ kiên định tỏ vẻ mạng của anh rất quý giá có trả thế nào cũng không hết. Tô Ngư thấy không thuyết phục được anh nên chỉ đành mặc kệ, dù sao lấy năng lực của Lệ Cảnh Thừa. Ngăn chặn ám sát là chuyện không thành vấn đề, mà bản thân cô cũng có thể lợi dụng một chút thân phận của anh để giải quyết vấn đề. Sau khi làm rõ những chuyện này, Tô Ngư cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, tháo buộc tóc ra nói, tới đây, tôi tới là để học động tác đánh võ. Thế nhưng Lệ Cảnh Thừa lại hẳng hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, một giây sau Thanh Sương liền xuất hiện sau lưng Tô Ngư, nói rằng mình đã thiết kế mấy chiêu thức dựa theo nội dung theo kịch bản yêu cầu, để tôi biểu diễn trước một lượt, cô xem rồi chọn tùy ý. Tô Ngư âm thầm trách cứ nhìn về phía Lệ Cảnh Thừa, trong lòng nghĩ dây dưa cả nửa ngày cuối cùng là Thanh Sương tới dạy mình, anh thì nhàn nhã rồi. Sau đó Thanh Sương lần lượt biểu diễn một lượt mấy chiêu thức võ thuật truyền thống, Tô Ngư âm thầm khen hay. Mỗi một chiêu thức Thanh Sương đánh ra đều mang theo tính công kích, đều là cung phu thật, không phải người bình thường có thể học được. Thiên kim phế vật không có năng lực tự lo liệu trong mắt mọi người, trên thực tế lại là người có thân thủ như đặc công, khi học võ thuật truyền thống càng giống như là mở ra bác vậy. Lệ Cảnh Thừa thấy mỗi một chiêu thức Tô Ngư đánh ra đều mang theo thần vận, bất giác cong khóe môi lên. Thanh Sương cũng không nhịn được khen Tô Ngư rất có thiên phú, nhìn một lần đã có thể luyện ra hình ra dạng rồi. Sau khi Tô Ngư học xong động tác liền tạm biệt Thanh Sương, chuẩn bị trở về quay phim. Sau khi Thanh Sương nhìn thấy cô đã đi xa, khó hiểu hỏi Lệ Cảnh Thừa, thiếu gia, những chiêu thức này đều do anh thiết kế, sao anh lại không cho tôi nói ra? Lệ Cảnh Thừa uy hiếp Thanh Sương bảo nói nhiều như vậy là muốn Thanh Phong trở về đúng không? Một bên khác cảnh đối diễn giữa ảnh đế và ảnh hậu, hiệu quả càng ngày càng tốt, mọi người chỉ mong rằng Tô Ngư phát huy đừng quá kém, nếu thế bộ kịch này về căn bản là ổn rồi. Cần phải biết vai diễn của Tô Ngư chính là trung tâm của cả bộ phim, không phải chỉ dựa vào sắc đẹp diễn một bình hoa di động là được. Điều mọi người lo lắng là Tô Ngư có thể phối hợp diễn được với ảnh đế không?
mà những nghi ngờ chất vấn bày đều bị Tô Ngư nghe thấy hết. Cô không vội vàng phản bác, chỉ gọi Tiểu Nguyệt đi chuẩn bị trang phục. Tiểu Nguyệt an ủi cô: Tô Ngư lão sư à, cô đừng để ý, mọi người không hiểu về cô, đợi đến khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ mặc nam trang của cô nhất định sẽ bị giật mình. Cùng lúc này, đạo diễn đang giới thiệu phân cảnh tiếp theo cho Lâm Trì. Tiếp sau đây là cảnh sau khi nam nữ chính xác định quan hệ, lần đầu tiên ra ngoài đi chơi. Anh ta vừa giới thiệu xong, liền nghe thấy tiếng Tô Ngư gọi tên mình. Quay người nhìn qua, chỉ thấy Tô Ngư mặc nam trang, tay trái cầm kiếm, hơi thở đại hiệp giang hồ đập thẳng vào mặt. Có thể nói chỉ dựa vào một thân ăn mặc khí chất này, hình tượng của nhân vật đã được dựng lên một cách hoàn hảo rồi. Đạo diễn cũng không trì hoãn, lập tức bảo người đi chuẩn bị trường quay, rèn sắt khi còn nóng. Giấu Tô Ngư lâu như vậy, mọi người đều cho rằng cô ấy diễn xuất kém, đợi lát nữa khiến mọi người chấn động một phen. Trước khi bắt đầu quay, Lâm Trì ân cần khuyên nhủ Tô Ngư không cần căng thẳng, cứ đi theo tiết tấu của anh ta là được. Anh ta cảm thấy tuy rằng diễn xuất của Tô Ngư khá ổn, nhưng dù sao cũng là người mới, lần đầu tiên quay phim khó tránh khỏi căng thẳng. Thế nhưng sau khi chính thức quay phim, Tô Ngư lập tức nhập vai, như thể là bị đoạt xá vậy, biểu tình động tác chân thật tự nhiên giống như cô chính là Tống Ôn Dư vậy. Rõ ràng là lần đầu tiên đóng phim, thế mà lại hoàn hảo diễn ra sự thân mật giữa hai người đang yêu nhau. Đối diện với sự khiêu khích của vai phụ, người sôi nổi hiếu chiến như nàng lập tức sảng khoái nhận lời. Mà Tiêu Vân Mạch xưa nay yếu đuối lại lo lắng tóm chặt lấy tay nàng. Tống Ôn Dư quay đầu tặng cho hắn một ánh mắt yên tâm. Lâm Trì nhìn ánh mắt hàm chứa ái ý của cô, nhất thời lại có chút ngẩn ngơ, người trước mắt này thật sự vẫn là Tô Ngư ư? Một giây sau anh ta nhận ra hình như mình thất thần rồi, vội vàng bổ sung một câu thoại, mà Tô Ngư thì thuận thế phối hợp, biến sự thất thần vừa nãy của anh ta thành trong lòng có điều lo lắng. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường bao gồm cả đạo diễn Triệu hiểu biết về kỹ năng diễn xuất của Tô Ngư, đều bị pha cứu cánh thần kỳ này làm cho kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ. Thiên kim phế vật có tiếng trong giới giải trí, thực chất bên trong lại có linh hồn của một ảnh hậu đỉnh cấp. Lần đầu đóng phim lại chặt chém ảnh đế thành mảnh vụn. Nhân viên đoàn làm phim càng là bị diễn xuất của cô khiến cho chấn động đến không thốt nên lời. Ngay đến cả đạo diễn chấp hành trước giờ thích soi mói diễn xuất của diễn viên cũng không thể không thừa nhận Tô Ngư diễn còn đỉnh hơn ảnh đế. Chỉ có đạo diễn Triệu trước tiên phản ứng lại được, nói Tiểu Ngư quả nhiên phát huy rất ổn định, không có chút vấn đề nào. Mọi người nghe vậy thì nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Đạo diễn Triệu xưa nay luôn nghiêm khắc thế mà cũng biết khen người, đến ảnh đế cũng đều có thể biến thành phong mền. Ảnh hậu Tống Kiều đứng một bên, nhịn không được ôm lấy trợ lý kích động hét lên, cô gái bảo tàng mà mình thần tượng cuối cùng cũng được công nhận rồi. Đạo diễn Triệu hiện giờ cũng đang hết sức cố gắng đè lại sự kích động trong lòng, đã sớm phát hiện kỹ năng diễn xuất của Tô Ngư, anh ta vô cùng hy vọng cô có thể chứng minh được bản thân. Đạo diễn vỗ bả vai Lâm Trì nói ảnh đế Lâm, cậu có được không đó, hoàn toàn bị chặt chém rồi này. Lâm Trì vốn còn lo lắng Tô Ngư không phối hợp được với tiết tấu của mình, tận lực kiềm chế lại một chút, không ngờ lại hoàn toàn bị cô ấy áp đảo. Đạo diễn Triệu cũng nhìn ra tâm tư của anh ta, bảo anh ta cứ yên tâm thoải mái mà diễn không phải lan tăn. Từ trước tới giờ Lâm Trì đều coi Tô Ngư là một người mới có tiềm lực, thẳng tới hôm nay diễn chung với cô. Anh ta mới biết một Tô Ngư nhìn thì vô hại, trên thực tế lại hàm chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Có lẽ trước giờ bản thân đã xem thường cô rồi. Sau khi điều chỉnh xong tâm trạng, Lâm Trì lập tức tiến vào trạng thái của vai diễn Tiêu Vân Mạch. Hắn lo lắng kéo lấy Tống Ôn Du khuyên nhủ, hay là bỏ qua đi. Tống Ôn Du lại cười một cách thoải mái nói, yên tâm, đợi ta thắng được bạc rồi sẽ mời huynh uống rượu. Tiêu Vân Mạch yêu chiều xoa đầu nàng cẩn thận một chút. Tống Ôn Du nghịch ngợm nháy mắt một cái nói ta nhất định có thể thắng. Mọi người thấy cảnh này thì không khỏi kinh hô. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tiêu Vân Mạch liền hoàn toàn thoát khỏi kiếp làm nền, trở thành người có thể sóng vai cùng với Tống Ôn Du. Sau khi kết thúc cảnh quay, Tô Ngư vô cùng hào phóng khen ngợi Lâm Trì. Lâm Trì quay qua nói với chị Triệu đã từng nghi ngờ Tô Ngư, hiện giờ chị đã biết tại sao lúc đó đạo diễn Triệu lại chọn Tô Ngư chưa? Chị Triệu thầm thở dài một tiếng, chị ta vốn còn nghĩ nếu như Tô Ngư làm ảnh hưởng tới sự phát huy của Lâm Trì, bản thân sẽ khuyên Lâm Trì từ bỏ bộ phim này, không ngờ người xảy ra vấn đề lại là nghệ sĩ nhà mình. Điều càng khiến chị ta ngạc nhiên là cả hai lần quay Tô Ngư đều không có bất cứ vấn đề gì, đến ngay cả Lâm Trì cũng bị khơi lên ý chí chiến đấu, giống như là quay về dáng vẻ của quá khứ vậy. Chị Triệu tỏ vẻ đợi sau khi quay xong, tôi sẽ đi tìm Tô Ngư để xin lỗi, cơ thể của cậu còn chịu nổi không? Lâm Trì chỉ cảm thấy kể từ khi mình bị bệnh tới nay, chưa từng có giờ phút nào có trạng thái tốt như hiện giờ. Trong cảnh quay tiếp theo, mọi người được trải nghiệm cảm giác xem phim điện ảnh ngay tại hiện trường, các cô gái trong đoàn làm phim còn đương trường ship couple. Mọi người thấy Lâm Trì sau khi kết thúc cảnh quay vẫn ở một bên đợi Tô Ngư, trực tiếp hô lên couple của tôi phát đường rồi, hiện trường ship couple đúng là ngọt chết người mất thôi. Thiên kim vô dụng mà cả giới giải trí đều công nhận, lần đầu tiên đóng phim đã chặt chém diễn xuất của ảnh đế thành mảnh vụn. Lâm Trì trước giờ ốm yếu, càng là bị cô một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu. Lâm Trì không ngờ tới bản thân bệnh nặng sắp chết, thế mà vẫn có thể hồi phục về trạng thái lúc từng nhận được giải thưởng. Tô Ngư cũng phát hiện Lâm Trì trước đây ốm yếu bệnh tật, sau khi vào đoàn làm phim quả thực giống như biến thành một người khác vậy. Hy vọng rằng anh ta có thể khỏe mạnh quay xong bộ phim này. Cùng lúc này, người quản lý của Lâm Trì là chị Triệu ngượng ngùng đi qua, chị ta trịnh trọng xin lỗi Tô Ngư vì trước đó đã nghi ngờ chất vấn cô.
Tô Ngư căn bản là không để bụng chuyện này, nói rằng không sao, tôi còn có việc xin phép đi trước. Chị Triệu không ngờ Tô Ngư sẽ bình tĩnh đến như vậy, không có chế giễu như trong tưởng tượng, thậm chí còn không có mấy lời qua loa khách sáo. Thật ra đối diện với chất vấn nghi ngờ của người khác, Tô Ngư trước giờ đều không để bụng, cô có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Huống hồ trợ lý nói đã đặt sẵn bữa khuya rồi, trong trời đất này chuyện ăn uống là lớn nhất. Lúc này fan cứng hàng đầu của Tô Ngư là ảnh hậu Tống Kiều tìm tới cô, "Tiểu Ngư đêm này cùng ăn bữa khuya đi." Tô Ngư nói trợ lý đã đặt sẵn rồi, "Tối nay cùng ăn nhé." Tống Kiều nghe vậy nụ cười sắp kéo tới tận mang tai luôn rồi, lập tức nhận lời. Thế nhưng trợ lý có khổ mà không nói ra được, Bộ Sơ Minh và Nhiễm Băng Băng cùng ăn cơm với Tiểu Ngư là chuyện rất bình thường, cơ mà Lệ Cảnh Thừa và Thanh Xương tại sao cũng ở đây? Cái tên này đã bắt đầu trắng trợn tiếp cận với Tiểu Ngư của cậu ta rồi hay sao? Lệ Cảnh Thừa đã sớm chuẩn bị xong lý do rồi, Thanh Xương nói chúng tôi vừa khéo ở bên cạnh khách sạn, thế là đặc biệt chuẩn bị món bánh bao mà cô Tô thích nhất mang tới đây. Tô Ngư nhìn thấy bánh bao nhân thịt băm xào dưa chua, hai mắt lập tức phát sáng, bánh bao có sức hấp dẫn quá lớn đối với một kẻ ăn hàng như cô. Trợ lý há to miệng gặm bánh bao, trong lòng thầm mắng Lệ Cảnh Thừa lòng lang dạ sói, theo tới tận đoàn làm phim thì cũng thôi đi, còn tặng điểm tâm hồng thu phục Tiểu Ngư. Bộ Sơ Minh và Nhiễm Băng Băng cũng chú ý tới Lệ Cảnh Thừa, chẳng qua trong ấn tượng của bọn họ, Lệ Cảnh Thừa là kim chủ ba ba. Sao lại tới ngồi ăn cùng bàn với chúng ta chứ? Lúc đại lão đầu tư quả thật chính là giàu đến mất nhân tính, đối diện với người có khí thế mạnh mẽ như vậy, chân của bọn họ đều đang run lên rồi đây này. Tô Ngư lại không hề khách sáo cầm lên một cái bánh bao đưa cho Tống Kiều, nói rằng không cần phải ngại, ăn nhiều một chút. Tống Kiều cũng chú ý tới Lệ Cảnh Thừa phía đối diện, lấy kinh nghiệm làm ảnh hậu của cô ấy. Khí chất này diện mạo này của đối phương, nếu như gia nhập vào giới giải trí nhất định có thể trở thành đỉnh lưu. Mà soái ca cấp bậc này lại ở cạnh nhà Tiểu Ngư, tối đến còn tặng điểm tâm ngồi đợi không đi, cô ấy cảm thấy mình hóng được một tin chấn động rồi. Thiếu gia hào môn có khối tài sản cả nghìn tỷ, không những đi làm chỉ đạo võ thuật, hơn nữa còn trực tiếp kiêm luôn việc ship đồ ăn. Sau khi Tô Ngư vừa hoàn thành cảnh quay, Lệ Cảnh Thừa trực tiếp chặn ở cửa, tặng cho cô một lồng bánh bao mà cô thích ăn nhất. Buổi tối cô đang cảm thấy hơi đói, anh liền mua bữa khuya mang tới, trợ lý thầy đồ mình mua bị đẩy qua một bên, lập tức giận phồng mang trợn mắt. Sau khi Lệ Cảnh Thừa ăn xong rồi rời đi, trợ lý hỏi ra nghi vấn của mình, đoàn làm phim chẳng phải là không có vốn đầu tư của Lệ tiên sinh ư, sao anh ta lại ở đây? Tô Ngư đánh game, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nói anh ta là chỉ đạo võ thuật. Trợ lý nghĩ thầm lừa quỷ à, anh ta đường đường là một kim chủ tới đây làm chỉ đạo võ thuật làm khỉ gì. Lập tức cảnh cáo Tô Ngư, ngày mai đừng chạy bộ với anh ta nữa, nếu không hai người sẽ lại lên hot search đấy. Còn nữa cô cũng phải nhớ giữ khoảng cách với Lâm Trì, hai người diễn một đôi tình lữ vốn đã dễ dàng truyền ra scandal rồi. Tô Ngư ngoan ngoãn trả lời được thôi, trợ lý lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều, xem ra cô gái nhà chúng ta không bị lay động bởi đàn ông, đúng là khiến người ta yên tâm mà. Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tô Ngư ngân nga một bài ca bước ra từ nhà Lệ Cảnh Thừa, dáng vẻ như là vừa đánh chén no nê một bữa. Trợ lý mua bữa sáng trở về, thấy cảnh này cái cằm suýt chút nữa thì rơi xuống đất, sao cô lại từ ra từ nhà của Lệ Cảnh Thừa. Tô Ngư vui vẻ nói ăn sáng chứ sao, từ ngày mai trở đi tôi sẽ ăn sáng ở căn hộ bên cạnh, cậu có thể ngủ thêm một lát rồi. Trợ lý nghe vậy vô cùng sầu não, không phải hôm qua cô đã đồng ý với tôi rằng sẽ cách xa anh ta một chút, không để bị chụp được rồi hay sao? Tô Ngư cam đoan nói đúng vậy, sẽ không có ai chụp được đâu, bởi vì lúc chạy bộ, cô quả thật đã bảo Lệ Cảnh Thừa chia ra mà chạy. Lệ Cảnh Thừa cũng làm theo rồi, chỉ là sau khi chạy xong, hai người vẫn gặp được nhau ở dưới lầu, hơn nữa Lệ Cảnh Thừa còn đưa bình nước cho cô. Nói rằng đầu bếp nhà anh đã làm bữa sáng rồi, phóng viên và người ngoài không lên được tầng mà chúng ta đang ở, hay là cùng ăn một bữa đi. Tô Ngư nghe bảo có đầu bếp làm cơm, hai mắt lập tức tỏa sáng, miệng không nghe lời cứ thế đồng ý luôn rồi. Trợ lý cũng biết Tô Ngư nhìn thấy ăn là đi không nổi, vì để bảo hộ gái yêu không bị cuỗng đi mất, cậu ta dự định ngày mai cũng cùng đến nhà Lệ Cảnh Thừa ăn cơm với cô. Tô Ngư nghe cậu ta nói muốn đi cùng, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải cậu cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc của đồ ăn ngon hay sao. Sau đó trợ lý lại một lần nữa nhắc nhở, trên trường quay cô nhất định phải cách anh ta xa một chút, người quá nhiều rất dễ bị chụp được. Tô Ngư chỉ cảm thấy bên cạnh giống như có thêm một người mẹ. Cùng lúc này, Thanh Xương gọi Tô Ngư cùng đi tới trường quay, luyện tập động tác hôm nay cần quay. Tô Ngư trả lời tôi ra ngay đây, trợ lý kiên định tỏ vẻ, lát nữa muốn cùng đi tới đoàn làm phim với Tô Ngư, cậu ta phải triệt để tiến hành trận chiến bảo vệ nữ nhi nhà mình. Thiên Kim tiểu thư yếu đuối không biết tự lo liệu trong mắt mọi người, trên thực tế lại là người có thể thủ như đặc công, học võ thuật truyền thống càng thêm vô cùng dũng mãnh. Trong lúc cô đang chăm chỉ luyện tập, chỉ đạo võ thuật lại ngồi một bên uống trà, trợ lý thì dự định trông chừng Lệ Cảnh Thừa, tuyệt đối không được để cho tên này cũng nữ nhi nhà mình đi mất. Lệ Cảnh Thừa chẳng hề để ý, thậm chí còn cố ý mời vị trợ lý đang canh chừng bản thân một ly trà. Sau khi trợ lý bưng ly trà lên, đột nhiên nghĩ tên này sẽ không hạ độc mình đấy chứ, độc chết mình sau đó cũng con gái nhà mình đi mất. Tục ngữ nói thua người không thể thua trận, để biểu thị quyết tâm đấu tranh đến cùng, trợ lý nhắm mắt một hơi uống cạn.
Một giây sau cậu ta kinh ngạc phát hiện trà này uống rất ngon, thế là lập tức tự vả mặt xin thêm một ly nữa. Lệ Cảnh Thừa không nhịn được oán thầm, tôi vẫn thích dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu lúc nãy của cậu hơn. Cuối cùng sau khi trợ lý uống hết 10 ly trà, Tô Ngư người đầy mồ hôi rốt cuộc cũng đã luyện xong động tác đánh võ. Lệ Cảnh Thừa đúng lúc đưa cho cô một ly trà, Tô Ngư cảm thấy quái quái, sao hai người họ một trợ lý một chỉ đạo võ thuật lại thành thơi thoải mái như vậy. Chẳng qua sau khi thưởng thức xong một ly trà ngon, cô cũng nhịn không được cảm thán trà này quả thực không tồi. Khóe môi Lệ Cảnh Thừa khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiếm thấy, nói rằng ngày mai sẽ còn ngon hơn. Trợ lý thấy hai người càng nói càng hăng say, không nhịn được cắt ngang bảo, Tiểu Ngư cũng không còn sớm nữa rồi, nên quay về hóa trang thôi. Lúc này Lệ Cảnh Thừa lại ngăn bọn họ lại, trợ lý còn cho rằng anh ta lại muốn làm gì với gái yêu nhà mình, giở trò bịp bợm. Kết quả Lệ Cảnh Thừa lại nói với cô, hình như trợ lý của cô rất thích loại trà này thì phải, điều này khiến trợ lý trực tiếp ngẩn ra. Sau đó Thanh Sương lấy ra một hộp trà to đưa cho trợ lý, nói rằng loại trà này chỉ có chỗ chúng tôi mới có, không đáng mấy đồng đâu, cứ lấy mà uống. Lần này tới quá vội, rất nhiều thứ còn không kịp mang theo, ngày mai sẽ mang cho tiểu thư loại tốt hơn. Trở về phòng trang điểm, trợ lý bắt đầu nghiên cứu về lá trà, định chụp ảnh gửi cho chủ tiệm trà, hỏi xem có loại giống như thế này không, sau này cậu ta có thể mua để uống. Kết quả sau khi ông chủ nhìn thấy thì lại nói đây là loại trà có sản lượng cực kỳ thấp, bên ngoài căn bản là không mua được, có người dùng mấy triệu tệ cũng không mua nổi một hộp. Trợ lý nhìn hộp trà trị giá cả triệu tệ trước mặt, tôi dành dụng cả nửa đời mới được 1 triệu, kết quả người ta chỉ tùy tiện tặng một hộp trà cũng trị giá vài triệu. Khi trợ lý đưa đoạn tin nhắn giữa mình và ông chủ tiệm trà cho Tô Ngư xem, phản ứng của cô lại vô cùng bình tĩnh. Dù sao với thân phận của Lệ Cảnh Thừa, uống loại trà có giá này là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng trợ lý lại ôm chặt lấy hộp trà không dám tin, hỏi cô điều ông chủ tiệm trà nói là thật hay giả vậy. Tô Ngư nói Lệ Cảnh Thừa không để ý chút tiền này, dù sao nếu là giả thì anh ấy cũng sẽ không lấy ra tặng người đâu. Trợ lý đột nhiên phát hiện, trước đây Tô Ngư và Lệ Cảnh Thừa không quen biết, hai người cũng không quá thân quen, thế là kỳ quái hỏi Tô Ngư, sao cô hiểu rõ về anh ta thế? Thiên Kim tiểu thư phế vật trong mắt mọi người, trên thực tế lại là một đại lão trong làng hacker, thậm chí đến thiếu gia Lệ Cảnh Thừa có thân phận thần bí cũng không thoát khỏi sự điều tra của cô. Lúc trợ lý chất vấn Tô Ngư tại sao lại hiểu biết về Lệ Cảnh Thừa như vậy, Tô Ngư vội vàng đứng bật dậy nói cũng chỉ biết một qua loa một chút mà thôi, sau đó mượn cơ đi tới trường quay. Sau khi Tô Ngư rời đi, trợ lý định đem hộp trà trị giá cả triệu tệ mà Lệ Cảnh Thừa tặng trả lại cho anh, cậu ta không thể vì tiền tài mà để cho con gái nhà mình bị cuỗng đi mất. Thế nhưng sau khi trợ lý đi tới đình nghỉ mát, lại phát hiện chỉ còn lại một mình Thanh Sương, thế là bèn hỏi Lệ tiên sinh đâu rồi. Thanh Sương còn cho rằng trợ lý có việc gấp gì, kết quả trợ lý đem hộp trà vừa nhận được ban nãy ném lại cho anh ta, nói rằng thứ này quá quý tôi không thể nhận được. Thanh Sương cũng vội vàng đẩy về, nói rằng thứ này đối với thiếu gia mà nói không đáng mấy đồng. Nếu không phải nhị thiếu gia kiên trì muốn đem đi bán, phu nhân đã sớm chặt hết cây chè đi để trồng lúa rồi. Tiểu trợ lý nghe nhắc tới nhị thiếu gia, lập tức tưởng tượng ra một màn tranh đoạt gia sản, linh hồn yêu hóng hớt lập tức trỗi dậy. Vội vàng dò hỏi Lệ Cảnh Thừa đứng hàng thứ mấy, thế nhưng đáp án của Thanh Sương lại vượt ngoài dự liệu của mọi người. Lệ Cảnh Thừa đứng hàng thứ ba, năm đó nhị thiếu gia nhà bọn họ vì không muốn kế thừa gia chủ, còn cố ý giả què mấy năm. Đợi sau khi Lệ Cảnh Thừa ngồi lên vị trí gia chủ, anh ta mới nói bản thân khỏe rồi, quả là một người tàn nhẫn. Trợ lý nghe vậy lập tức như sét đánh bên tai, tình hình nhà Lệ Cảnh Thừa hình như có gì đó sai sai, không phải là nên vì tranh đoạt vị trí người thừa kế mà đấm đá lẫn nhau sao? Càng khó tin chính là, nhị thiếu gia từ nhỏ đã cho rằng mình là kỳ tài thương nghiệp, kết quả đầu tư cái gì là lỗ sặc máu cái đó. Nếu không phải Lệ Cảnh Thừa trả nợ hộ anh ta, nhị thiếu gia khéo vẫn còn bị người ta truy sát ấy chứ. Hơn nữa, theo như Thanh Sương tiết lộ, nhị thiếu gia vừa mới đầu tư vào một bộ phim ở trong nước, trợ lý âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có là bộ Hồng Trang Thái Tử này của Tiểu Ngư. Hiện thực cũng giống như ước nguyện của cậu ta, bộ mà nhị thiếu gia đầu tư là Mạn Thiên Yên Hà của Thì Tuyết Nhi. Vào lúc trợ lý cảm thấy Mạn Thiên Yên Hà sắp toi đời rồi, Thì Tuyết Nhi lại leo lên hot search vì kỹ năng diễn xuất của cô ta. Khu vực bình luận nếu không phải khen cô ta diễn xuất có tiến bộ thì cũng là dẫm đạp Tô Ngư. Vốn dĩ buổi họp báo phim mới của Tô Ngư cũng lên hot search, nhưng phần bình luận toàn là mắng cô không có diễn xuất, còn dựa vào tiền của ông nội để đổi lấy vai diễn. Cùng lúc này, Tạ Hân dự định tung toàn bộ video ra nhanh chóng làm công tác quan hệ công chúng, đạo diễn lại nói rằng muộn rồi. Hiện giờ Giang Cư Mận đã bị dẫn dắt, với tình hình trước mắt có nói đến cạn nước bọt cũng vô dụng, chỉ có thể chờ sau khi phim được chiếu có đợt quay xe lớn thôi. Cùng lúc đó, trung tâm dư luận là Tô Ngư vừa mới thay xong trang phục thái tử bước tới trường quay. Mọi người lập tức bị vị soái ca mới xuất hiện này hấp dẫn tầm mắt, thái tử chẳng phải là Tô Ngư à, sao lại đổi người rồi? Với lại người này sao càng nhìn càng giống Tô Ngư lão sư thế? Thiên Kim tiểu thư phế vật được cả giới giải trí công nhận, lại là idol số 1 của ảnh hậu, thậm chí ảnh hậu Tống Kiều còn nói thẳng nếu Tô Ngư là đàn ông, cô ấy nhất định sẽ gả cho Tô Ngư. Mỗi lần Tô Ngư tới trường quay, Tống Kiều đều sẽ là người đầu tiên chạy đến chỗ cô. Thế nhưng hôm nay chẳng may lại vướng chân lảo đảo một cái, vừa hay ngã vào trong lòng Tô Ngư.
Tống Kiều nhịn không được cảm thán nói Tiểu Ngưu mặc nam trang đẹp trai như vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao trong phim Diệp Dữ rõ ràng biết thái tử là con gái, thế mà vẫn yêu đến chết đi sống lại rồi. Mọi người trong đoàn làm phim nghe thấy đây là Tô Như thì đều không dám tin, trước đó khi cô vừa mặc nam trang xuất hiện, gần như không ai nhận ra người này là Tô Ngư. Cùng lúc này, ảnh đế Lâm Chí cũng tới trường quay, mặt đầy ý cười chủ động chào hỏi với Tô Ngư. Thấy dáng vẻ thân thuộc của hai người, mọi người cuối cùng cũng tin người trước mặt này chính là Tô Ngư. Có người đề nghị nếu Tô Ngư mặc nam trang cho hiệu quả tốt như vậy, chi bằng tung ra một đoạn video, như vậy những lời mắng mỏ diễn xuất của Tô Ngư trên mạng nhất định sẽ bớt đi rất nhiều. Đạo diễn Triệu lại kiên quyết phản đối, Tô Ngư mặc nam trang là át chủ bài của đoàn phim, bắt buộc phải giữ lại đến cuối cùng mới tung ra. Đợi trước khi bộ phim được chiếu thì công khai, nhất định sẽ đưa tới một lượng thảo luận lớn. Tô Ngư nghe bọn họ cứ nhắc tới lời mắng mỏ gì đó, lập tức tò mò mở miệng hỏi. Đạo diễn Triệu nói chuyện lũ nhà báo bất lương ác ý cắt ghép video về cô, hơn nữa còn mua setting bôi đen cô cho Tô Ngư nghe. Tô Ngư cả ngày bận quay phim không có thời gian lên mạng, nghe nói trên mạng toàn là bình luận mắng nhiếc bản thân, lập tức phát cáu lấy điện thoại ra lên mạng xem. Sau khi xem xong thì đưa lại điện thoại cho trợ lý, bảo cậu ta liên hệ với luật sư khởi tố đám blogger cầm tiền làm điều xấu kia. Mọi người thấy Tô Ngư trực tiếp khởi tố, một lần nữa có cái nhìn mới về cô, cần phải biết, phần lớn nghệ sĩ đều chỉ phát văn bản luật sư cảnh cáo một chút. Trên thực tế thì chẳng có tác dụng gì, rất hiếm có người giống như Tô Ngư trực tiếp sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Trợ lý cũng đã sớm tích đầy một bụng lửa giận, lập tức liên hệ nhóm luật sư, thế rằng nhất định sẽ phải trừng trị thích đáng cái đám phóng viên bất lương này. Sau đó trực tiếp công bố trên mạng xã hội, Tô Ngư đã khởi tố các đơn vị truyền thông tung tin bịa đặt, mà bên phía Lâm Chí cũng cùng lúc đăng thông báo giúp Tô Ngư làm rõ sự thật. Đương nhiên Tống Kiều cũng không ngồi yên. Chỉ là sau khi trợ lý nhìn thấy bài đăng của hai người, hai hàng lông mày đều sắp dính lại với nhau rồi. Bài đăng của Lâm Chí thật ra khá ổn, công bố video gốc, đồng thời khuyên bảo mọi người đừng để bị video cắt ghép ác ý lừa gạt. Bên phía Tống Kiều lại hoàn toàn là một phong cách khác, người không biết còn cho rằng đây là một fan sai nào đó. Trực tiếp tuyên bố với fan rằng mình đã trở thành fan cứng của Tô Ngư, còn trịnh trọng tỏ vẻ vĩnh viễn sẽ không trèo tường. Các fan đều biết, đối với người dăm bữa lại đổi idol một lần như Tống Kiều mà nói, trọng lượng của mấy chữ vĩnh viễn không trèo tường này rất là nặng. Cuối cùng Tống Kiều còn viết sau này ai dám bôi đen idol của mình, cô ấy sẽ cắn chết người đó. Thiên kim tiểu thư phế vật được cả giới giải trí công nhận lại là thần tượng của ảnh hậu Tống Kiều. Thậm chí ảnh hậu còn đề cử Tô Ngư cho các fan của mình. Trước khi tiến vào giới giải trí, Tống Kiều chính là một thiếu nữ thích đu idol, sau khi thành danh cũng thường hay chia sẻ các thần tượng mà mình yêu thích. Thời gian trôi đi, fan của cô ấy cũng trở thành tồn tại thần kỳ trong vòng fan. Chỉ cần là idol mà Tống Kiều thích, fan sẽ coi người đó thành người nhà mình. Thế là ngay sau đó fan Tống Kiều tung ra tin, sở dĩ Tô Ngư bị toàn mạng bôi đen đều là do Thủy Tuyết Nhi đứng đằng sau lửa cháy đổ thêm dầu. Dưới sự giúp sức của fan Tống Kiều, chưa đầy một tiếng, tin tức này đã truyền khắp toàn cõi mạng. Cùng lúc này, thì Tuyết Nhi nhìn dư luận xoay chiều, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì một loạt thao tác này của cô ta, hiện giờ phía đầu tư đang vô cùng tức giận, người đại diện cũng vội vàng làm công tác quan hệ công chúng, bận tới sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng sau khi liên tục cúp mười mấy cuộc điện thoại, cô ta hét lên với Thì Tuyết Nhi, rốt cuộc cô đã nghỉ ngơi xong chưa, cảnh này cô đã quay mười mấy lần rồi. Đạo diễn bên này cũng tức giận tới trực tiếp vào đầu, vốn dĩ cứ quay một bộ phim là được rồi. Kết quả bên đầu tư và Thì Tuyết Nhi lại cứ tạo ra rắc rối, bên đầu tư hoa tay múa chân loạn cả lên, chặn người cũng thôi đi, marketing lại còn lật xe. Thì Tuyết Nhi cái thùng rác diễn xuất đó, một đoạn quay đầu mười mấy giây, đều con mẹ nó có thể phải quay cả một ngày. Anh ta không kiên nhẫn quay về phía Thì Tuyết Nhi hét lớn, cô có thể quay hay không, không thể quay thì cút xéo. Thì Tuyết Nhi chỉ có thể mặt đầy ủy khuất lau nước mắt, không ngừng hướng đạo diễn xin lỗi. Mà một bên khác, đoàn diễn của Tô Ngư giải quyết dư luận xong, khả năng diễn xuất của tất cả diễn viên đều rất khả quan, tiến hành vô cùng thuận lợi. Bước đầu Minh Sức diễn là vai phản diện nhị hoàng tử. Lần đầu tiên có vai diễn quan trọng như vậy, anh ấy rất sợ diễn không tốt. Gặp phải vấn đề đều sẽ đi thỉnh giáo Tô Ngư trước tiên, tận sức làm tới hoàn mỹ. Mà thông qua chỉ dạy và khuyên bảo của Tô Ngư, trạng thái của anh ấy cũng càng ngày càng tốt. Lúc này em trai của cổ đông Hề Nguyên Gia đã đến hiện trường. Lần này anh ta có thể đến được diễn xuất, có thể nói đều là sự giúp đỡ của Tô Ngư mà tranh thủ được, tự nhiên cũng muốn có thể cùng nhị tiểu thư giao hảo. Tiếp đó là màn đánh võ của anh ta cùng Tô Ngư, sau đoạn giới thiệu ngắn về bản thân, Tô Ngư hỏi anh ta chiêu thức đều luyện tốt rồi chứ. Anh ta đáp thanh lão sư đã dạy qua cho tôi, còn nói tôi có thể yên tâm mạnh dạn ra tay không cần lưu tình. Tô Ngư cũng tỏ ý anh nghe lời của ông ta là được, không cần lo lắng tôi. Hai người bố trí xong vị trí đứng, đạo diễn chính thức hô bắt đầu. Nhưng mà lúc Hề Nguyên Gia xuất thủ lại yếu mềm vô lực, đạo diễn nhắc anh ta điều chỉnh một chút. Tô Ngư cũng khiến anh ta không cần tất cả băn khoăn, anh không làm thương đến tôi được. Tiếp đó anh ta đem Tô Ngư tưởng tượng thành kẻ thù của Kaka, đối phương muốn đem Kaka đá khỏi tập đoàn lưu lạc đầu đường xó chợ, vì Kaka chỉ có thể liều.
Sau đó anh ấy hô đạo diễn bắt đầu, ánh mắt lập tức trở lên ác liệt. Sau đó mạnh mẽ xuất một đao xông thẳng về phía đầu Tô Ngư. Đạo diễn thấy vậy thầm kêu không ổn, Tô Ngư căn bản là né không kịp, đây là sắp xảy ra chuyện à. Thiên Kim tiểu thư xuất thân thư hương môn đệ, sau lưng ngầm dùng vũ lực đè áp thẳng oát con. Thậm chí lúc diễn xuất thẳng thắn tuyên bố để đối phương tùy tiện ra tay. Kết quả đối phương cũng không hàm hồ, một đao trực tiếp bổ về phía đầu của Tô Ngư. Mắt nhìn thấy đao cụ sắp đụng tới tóc của Tô Ngư, đạo diễn càng là trực tiếp hô xong rồi, khả năng cao là xảy ra chuyện rồi. Một giây sau, Tô Ngư nhìn giống như là chậm rãi né tránh sang một bên, thế mà lại càng hiểm của hiểm, sực qua bên thân trốn đi. Hề Nguyên Gia thấy vậy cũng tin lời Tô Ngư nói, mạnh dạn ra tay. Thuận thế lật tay một đao trực tiếp hướng về phía cổ Tô Ngư. Mà Tô Ngư giống như có thể dự đoán được hành động tiếp theo vậy, cúi người tránh trước. Nhất thời anh ta thậm chí quên mất là đang đóng phim, chỉ cầu có thể đánh trúng đối phương một chút. Kết quả mỗi lần đều bị Tô Ngư nhẹ nhàng né tránh. Đạo diễn thấy vậy cũng yên tâm liên tục kêu tốt, lưu luyến không muốn rời mà kết thúc một cảnh phim này. Sau đó không tiếc lời khen ngợi Hề Nguyên Gia có tiền đồ, cảnh đầu tiên hai lần đã qua rồi, dẫu sao lúc lần đầu chọn anh ta chỉ là cho Tô Ngư một cái mặt mũi, thật không ngờ còn có kinh hỉ. Mà Hề Nguyên Gia lại có chút sững sờ, biểu thị bản thân đều là tùy tiện ra tay, thật không ngờ nhị tiểu thư đều có thể tiếp được. Đạo diễn nhịn không được xác nhận một lần, cậu vừa rồi thật sự là đánh loạn sao? Anh ta gật đầu một cái, chiêu thức Thanh lão sư dạy tôi đều quên hết thứ tự rồi, anh cũng hồ dừng tôi liền trực tiếp tấn công thôi. Đạo diễn nghe vậy nhất thời lửa giận đầy đầu, tiểu tử cậu mẹ nó thế mà lại dám chơi thật, như vậy nếu như thương đến Tô Ngư thì phải làm sao? Vẫn may Tô Ngư kéo lại Triệu đạo diễn bên bờ vực bạo phát, bằng không đầu tiểu tử này nhất định là bị gõ. Hề Nguyên Gia vừa trốn được khỏi đạo diễn ma chảo, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình sao lại kỳ kỳ quái quái. Một giây sau ảnh hậu Tống Kiều đột nhiên xuất hiện, chỉ vào mũi anh ta nói, nếu không phải anh cuối cùng thay thái tử ca ca ngăn một đao, tôi không đánh anh một trận không được. Hề Nguyên Gia nhất thời hiểu ra người tham gia đoàn phim đều là fan của Tô Ngư A, kỳ thực anh ấy còn tính là tốt. Còn có hai vị phản diện xấu từ đầu tới đuôi đều đã run run rẩy rẩy trốn ở một góc. Sau khi đùa giỡn phản diện xong, Tống Kiều tìm thái tử ca ca của bản thân cùng đi ăn cơm hẹn, thậm chí còn muốn tự tay xuống bếp làm lẩu cay cho Tô Ngư. Đáng tiếc đạo diễn biểu thị hôm nay có người tới thăm đoàn, muốn mời tất cả người của đoàn phim cùng ăn cơm, hôm nay mọi người đều phải đi. Tống Kiều lập tức hóa định mục tiêu, ngoại trừ Lệ Cảnh Thừa ra, đoán chừng cũng không ai có thể làm ra chuyện ngang tàng như vậy được. Tuy nói thủ nghệ nấu ăn của hắn cũng rất tốt nhưng mà không dễ gì mới có cơ hội riêng với Tô Ngư. Thế là cô ta liền âm dương quái khí hỏi là ai mà tốt bụng như vậy, có tiền như vậy sao lại không đi làm từ thiện đi. Mà đáp án của đạo diễn lại nằm ngoài dự liệu của cô ta, là người quản lý của bộ Sơ Minh. Tô Ngư cũng nhất thời cảm thấy ngoài ý, hình như đều chưa nghe qua bộ Sơ Minh nhắc qua, người này có lai lịch gì. Phế tài Thiên Kim được giới giải trí công nhận lại là thần tượng ruột của ảnh hậu Tống Kiều. Thậm chí Tống Kiều còn định tự tay xuống bếp làm cơm cho cô ấy. Nhưng lời của đạo diễn lại làm loạn ý định của cô ấy. Thì ra người quản lý của bộ Sơ Minh muốn mời cả đoàn phim cùng ăn cơm. Tống Kiều không dễ gì mới có cơ hội ở riêng với Tô Ngư, cứ như vậy mất rồi. Hơn nữa theo đạo diễn tiết lộ, cùng tới còn có một nghệ nhân của công ty bọn họ, danh khí rất lớn, nói là tới thăm đoàn phim, đạo diễn vừa mới hỏi qua bộ Sơ Minh, anh ấy đối với tất thảy không hề biết sự tình. Tô Ngư lập tức cảnh giác không đúng, bộ Sơ Minh trực tiếp tới nam ba của bộ phim, đều không có một trợ lý nào, sao lại đột nhiên nhảy ra một cái người quản lý, còn muốn mời cả tổ đi ăn cơm. Đạo diễn lại mở bao phiếu, yên tâm đi, đoàn phim nhất định sẽ đứng bên đó của hắn. Tống Kiều cũng cảm thấy công ty bọn họ không yên tâm nổi, hơn nữa là giống như công ty của Nhiễm Băng Băng vậy, thấy phim hot liền thay người. Bất quá cũng may hợp đồng của cô ấy sắp tới hạn rồi, bằng không giải ước đi Tiểu Ngư công ty các ngươi xong rồi, thật ngưỡng mộ hắn, hợp đồng của tôi vẫn còn 8 năm, lúc nào có thể đầu quân cho chị A. Tô Ngư lại biểu thị 8 năm sau, cô lại cầm một cái ảnh hậu chứng minh bản thân, tôi liền ký với cô. Dù sao công ty của Tống Kiều vẫn rất xem trọng cô ấy, trên người cô ấy vẫn còn rất nhiều tài nguyên. Đi giải trí Tô Thị không nhất định có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn, huống hồ còn có đối thủ của cô ấy Nhiễm Tâm Giật ở đó. Giải trí Tô Thị hiện tại nắm giữ trong tay Tô Thải Vi, Tô Ngư không hề muốn nhúng tay vào chuyện Tô gia, nhưng cô ấy sẽ dùng cách thức của bản thân bảo vệ ông nội và mẹ. Tống Kiều hắng giọng trêu chọc nói, thái tử điện hạ, nếu như ta lấy không được ảnh hậu, ngươi liền không cần thần thiếp nữa sao? Ngàn vạn đừng bị thứ yêu diễm thấp kém bên ngoài che mắt. Lúc này ảnh đế Lâm Trì đột nhiên tiếp lời, thái tử phi là đang nói ta sao? Tống Kiều thấy hắn xuất hiện giống như chú hổ nhỏ bảo vệ đồ ăn, biết ngươi vẫn sán vào đây, cách xa thái tử ca ca của ta một chút. Lâm Trì biết đấu không lại cô ta, liền nói chính sự. Lần này người quản lý không lộ tên mang tới là Tả Phong Vũ, xuất thân thần tượng, danh tiếng luôn rất cao. Hơn nữa hắn cùng bộ Sơ Minh bằng tuổi, cũng tới giai đoạn chuyển đổi, khả năng là nhìn trúng vai diễn của anh ta rồi. Tô Ngư khách khí đáp câu cảm ơn, mà Lâm Trì lại bị đến trường quay một lát. Tống Kiều lại cảm thấy kỳ quái, Tiểu Ngư cô sao lại khách khí với hắn như thế, cô không phải là không thích ảnh đế Lâm Trì sao? Tô Ngư biểu thị không có, chính là tiểu trợ lý không muốn để tôi có tai tiếng, nếu như là cùng hắn đi gần thêm một chút khẳng định là bị viết linh tinh.
Chuyển cảnh, Tô Ngư đến trường quay phim, đạo diễn lúc này bận tới vui không nổi, khắp nơi điều chỉnh động tác của đám diễn viên, Lệ Cảnh Thừa ở một bên đang nhìn về phía cô ấy bên này. Đợi tới lúc Tô Cảnh lên sàn diễn, cô ấy vừa được treo bay lên cao, dây thừng vốn bền chắc lại đột nhiên bị đứt. Đám NGF thấy vậy hút một ngụm khí lạnh, cao như vậy rơi xuống thật sự không phải chuyện đùa. Hơn nữa Tô Ngư mất đi trọng tâm, lúc này vẫn là trước mắt hướng xuống. Thiên Kim tiểu thư phế nhu nhược vô năng trong mắt đám người, sau lưng lại có thân thủ giống như đặc công. Mà lần này trong lúc quay phim lại xuất hiện sự cố ngoài ý, Tô Ngư treo lên cao cảnh đánh nhau lại đột nhiên đứt dây thừng. Mà cô ấy mất trọng tâm vẫn đầu hướng xuống mà rơi. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lệ Cảnh Thừa kịp thời xuất hiện, vươn tay trầm ổn đón lấy Tô Ngư. Kỳ thực với cự ly của anh ấy mà tính, người bình thường là không thể nào đỡ kịp, nhưng anh ấy lại làm được. Thanh Sương ở một bên trực tiếp đến Lệ Cảnh Thừa đón lấy Tô Ngư mới phát hiện thiếu chủ bên cạnh không thấy đâu, hoảng hốt gọi hắn. Sau đó vội vàng chạy tới kiểm tra xem hai tình hình hai người thế nào. Lệ Cảnh Thừa cầm lên dây thừng bị đứt, lẩm bẩm một mình, quay võ thuật, sao có thể đứt được, dây thừng kiên cố như vậy. Thanh Sương lại nhìn không được trong lòng chửi thề, thiếu chủ thế mà lại không hỏi Tô tiểu thư có bị thương hay không, mà là hỏi dây thừng sao lại đứt, quả nhiên luôn mãi độc thân không phải là không có nguyên nhân. Mà Tô Ngư cũng cùng anh ấy bắt đầu nghiên cứu dây thừng, biểu thị lúc trước đeo lên còn đặc biệt kiểm tra qua, không vấn đề. Lệ Cảnh Thừa nhận lấy dây thừng biểu thị tôi tới xử lý. Cùng lúc này đám người trong đoàn phim cũng vội vàng chạy tới. Ảnh hậu Tống Kiều càng là không để ý hình tượng chạy tới đầu tiên, hoang mang kiểm tra trên dưới Tô Ngư, lo sợ chỗ nào bị chảy ra. Cho đến lúc Tô Ngư nói không sao, cô ấy mới yên tâm được. Kỳ thực Tô Ngư không nói là vừa rồi Lệ Cảnh Thừa cho dù không tới, cô ấy cũng có thể tự mình ứng phó. Đạo diễn cũng biểu thị không sao là tốt, vừa rồi tim của anh ấy đều nhảy lên tận cổ rồi. Tô Ngư nếu như xảy ra ngoài ý muốn, anh ấy thật sự là không dám tưởng tượng. Vẫn may có Lệ tiên sinh ra tay, bằng không sợ là phải xuất hiện sự cố nghiêm trọng rồi. Đồng thời vỗ vỗ vai Tô Ngư, Tiểu Ngư, lần này cô nhất định phải cảm ơn người ta thật tốt đó. Tô Ngư lại đầu đầy hỏi chấm, thầm nghĩ tôi tự mình rơi xuống cũng không có bị thương, cảm ơn anh ta làm gì. Lệ Cảnh Thừa lại lặng lẽ đem dây thừng thu lại, tỏ ý thứ này tôi mang về trước đi kiểm tra một chút. Tô Ngư cũng đồng ý, vừa hay bản thân không cần bộc lộ quá nhiều. Quần chúng ăn dưa nhìn hai người lại cảm thấy không đúng lắm. Tô Ngư được người này cứu một chút phản ứng đều không có, khẳng định là quá quen thuộc rồi, không cần thiết phải những lời khách sáo bên trên này. Sau khi trải qua sự kiện kinh hiểm lần này, đạo diễn cũng không dám tiếp tục quay phim nữa, biểu thị đã báo cảnh sát xử lý, hôm nay mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Mãi cho đến khi nghe nói báo cảnh sát, mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, sôi nổi đoán có phải là có người tính kế Tô Ngư hay không. Dù sao dây thừng bị đứt, thật sự quá trùng hợp rồi, hơn nữa vừa rồi Lệ tiên sinh đó thật sự quá xoái. Thanh lão sư đều gọi anh ấy là thiếu chủ, đây không phải là thiếu chủ thanh lãnh tuyệt mỹ thêm thái tử bá khí lãnh ngạo của Thỏa Thỏa sao? Quả thật so với Tiêu Vân Mặc do Lâm Chỉ sắm vai còn ngầu hơn. Lê Cảnh Thừa vốn dĩ đã rời đi, nghe thấy Lâm Chỉ kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ hắn cũng xứng. Thiên Kim phế tài được giới giải trí công nhận, lại có thân thủ đặc công, mà lúc quay phim lại gặp phải chuyện ngoài ý, dây thừng vốn kiên cố lại đột nhiên bị đứt. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lệ Cảnh Thừa kịp thời cứu được cô ấy. Chuyện xong, Thanh Sương không hiểu hướng thiếu chủ hỏi, cậu cứu Tô tiểu thư, sao lại không hỏi một chút cô ấy có bị thương hay không? Lệ Cảnh Thừa cũng bị hỏi ngốc luôn, tôi rõ ràng biết cô ấy thân thể không vấn đề, vì sao phải biết rõ mà vẫn hỏi? Thanh Sương giải thích đây là một phương thức biểu thị quan tâm. Nhìn xem người khác đều hỏi rồi mà Lệ Cảnh Thừa lại sắt son biểu thị, tôi nhìn ra được mới không hỏi, đám người đó sao có thể so với tôi chứ? Thanh Sương nghe vậy nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, thầm nghĩ, thiếu chủ nếu thật sự hiểu sao, như thế nào dỗ con gái vui vẻ, cũng không ế đến 26 năm rồi. Đồng thời lúc này, ba người Tô Ngư tìm Bộ Sơ Minh, đem tin tức người quản lý của anh ta đột nhiên mời mọi người ăn cơm nói với anh ta. Bộ Sơ Minh đối với tất thảy lại hoàn toàn biết gì, người quản lý căn bản không có thông báo với mình. Tô Ngư biểu thị anh ấy còn mang Tả Phong Vũ một khối, mà Bộ Sơ Minh hoàn toàn không ý thức được nguy cơ áp sát, vẫn đang đau lòng một chút xiên thịt bò của mình lãng phí rồi. Tô Ngư lại nước miếng chảy ròng ròng, biểu thị buổi tối ăn đồ nướng cũng được. Bộ Sơ Minh lặng lẽ đặt xiên thịt xuống, miễn cưỡng nở ra một cười, mọi người mời ăn cơm, không đi không vô ích, kỳ thực anh ấy biết loại nghệ sĩ nhỏ như mình nào có quyền lợi lựa chọn. Tả Phong Vũ chính là bộ mặt của công ty. Liêu Văn Văn lại bất bình thay anh ấy, nhắc nhở anh cẩn thận Tả Phong Vũ tới cướp vị trí. Bộ Sơ Minh lại biểu thị tôi chính là người Triệu đạo diễn chọn ra, Tả Phong Vũ ca hát nhảy múa còn được, đóng phim hoàn toàn không được, Triệu đạo diễn không với tới hắn. Ảnh hậu Tống Kiều cũng hào hứng nói đúng vậy, sợ cái gì binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Tối nay xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuyển cảnh, bốn người cùng tới quán rượu Tả Phong Vũ đã đặt. Tả Phong Vũ thấy bốn người đến liền vội chào hỏi, Tô Ngư và Tống Kiều. Tống Kiều nhịn không được thầm tức giận, rõ ràng là bốn người cùng nhau đến, trong mắt hắn lại chỉ có hai người. Sau đó cố ý hỏi, các anh không phải là thăm tiến độ công việc lão bộ sao, không quen biết. Người quản lý vì tránh sự ngượng ngùng, làm ra bộ dạng cùng Bộ Sơ Minh rất quen thuộc, chúng tôi cố ý không nói cho anh, chính là muốn cho anh một cái kinh hỉ.
mà Bộ Sơ Minh lại ngây ngốc biểu thị các anh đáng lẽ nên nói trước một tiếng, như vậy tôi cũng không cần chuẩn bị đồ nướng rồi. Người quản lý mặt lộ vẻ ngại ngùng, cứng đầu nói, chúng tôi đặc biệt cho cậu một cái kinh hỉ, tiểu tử cậu thế mà lại không lãnh tình, lần sau lại không có nữa. Tống Kiều thấy một màn như vậy, thật sự không thể nhịn nổi, nấp sau lưng Tô Ngư điên cuồng cười trộm. Đợi đến lúc bàn ăn đông đủ, Tả Phong Vũ không ngừng nịnh hót Triệu đạo diễn, hận không thể đem ông ta khen lên tận trời. Mà sau đó lại đột nhiên tìm Tô Ngư, nâng cốc rượu liền muốn kính cô ấy một ly. Tô Ngư cũng đáp ứng, cô ấy ngược lại muốn xem tên tiểu tử định chơi trò gì. Tiểu thư phế tài được giới giải trí công nhận lại là thần tượng đỏ, đều phải nịnh hót tồn tại. Tả Phong Vũ không những chủ động kính rượu Tô Ngư, còn phải kính nhờ cô ấy vị người đầu tư này trong đoàn phim chiếu cố Bộ Sơ Minh nhiều hơn. Tô Ngư biết người này không có lòng tốt đẹp gì, cố ý nghe ngóng một chút, xác định trong rượu không có vấn đề. Cô ấy vốn tưởng rằng đối phương là tới cướp tài nguyên của Bộ Sơ Minh, hiện tại xem ra không phải như vậy, hắn rốt cuộc là đang đánh chủ ý gì. Sau khi buổi uống rượu kết thúc, Tống Kiều cũng cảm thấy rất kỳ quái, Tả Phong Vũ từ đầu đến cuối không có nhắc tới vai diễn, lẽ nào thật sự là đơn giản tới thăm đoàn phim. Mà Tô Ngư lại có một loại cảm giác mãnh liệt, đối phương không phải là tới chọc vào Bộ Sơ Minh mà là nhằm vào bản thân. Chuyển cảnh, Lê Cảnh Thừa đang xách túi, gõ cửa phòng Tô Ngư. Sau đó cửa phòng mở ra, Tô Ngư toàn thân mặc một chiếc áo choàng tắm xuất hiện, trên người vẫn còn những giọt nước ướt nhét, một bức tranh mỹ nhân sống động. Lê Cảnh Thừa thấy vậy sững sờ, anh ấy không phải là chưa từng nhìn qua mỹ nữ, nhưng cự ly gần như vậy đứng sát một cô gái vừa mới tắm xong, anh ấy vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa ánh mắt của anh ấy không tự giác mà nhìn về phía thân hình ấn tượng đó của Tô Ngư. Sau khi phản ứng lại, hai má đỏ ngại ngùng vô cùng hiếm thấy, ánh mắt cũng trở nên né tránh, không dám lại nhìn thẳng ánh mắt của Tô Ngư. Sau đó vội vàng đem túi trong tay đưa cho Tô Ngư, biểu thị đây là thứ cô muốn. Tô Ngư không ngờ anh ấy làm được nhanh như vậy, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Lúc trước tiểu trợ lý luôn kêu hói đầu, cô ấy liền định điều phối một phần dầu gội đầu mọc tóc dưỡng tóc, có mấy loại nguyên liệu đặc thù trên thị trường không có, liền nhờ vả Lê Cảnh Thừa. Mà sau đó Lê Cảnh Thừa nói cho cô ấy, sự tình dây thường bị đứt cha ra rồi, là chỉ đạo võ thuật họ Tiền làm. Tô Ngư thuận thế hỏi, người sau lưng là ai? Đáng tiếc đối phương là liên hệ qua mạng với chỉ đạo võ thuật làm, không hề biết là ai. Tô Ngư suy nghĩ một chút, bản thân cùng chỉ đạo võ thuật không thù không oán, nguyên chủ cũng không hề có kẻ thù gì. Mà thân phận thực sự của bản thân cũng không ai biết, rốt cuộc là dò gì ở chỗ nào. Nhất thời cũng không thể làm rõ, liền hướng Lệ Cảnh Thừa biểu đạt ý cảm ơn. Nhưng Lệ Cảnh Thừa lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thì ra anh ấy là nhớ tới lúc trưa sau khi cứu Tô Ngư xuống, Thanh Sương nói với anh ấy hỏi thăm người khác có bị thương hay không là một loại quan tâm. Sau đó anh ấy lấy dũng khí hỏi, hôm nay cô có bị thương không? Tô Ngư nghe vậy trên đầu chầm chậm xuất hiện một cái dấu hỏi chấm, nhàn nhạt đáp một câu không có. Lệ Cảnh Thừa lại ngượng ngùng hắng giọng, vội vàng nói ngủ ngon. Tô Ngư ầm một tiếng liền đóng cửa phòng lại, chỉ để lại một mình anh ấy suy tư. Xem ra Thanh Sương nói không đúng rồi, anh ấy ngại ngùng gãi gãi đầu. Thầm nghĩ có phải là nên đem thanh phòng đổi quay lại hay không? Thiên Kim phế tài được giới giải trí công nhận lại chứa đựng một linh hồn của ảnh hậu, thậm chí còn có thân thủ đặc công. Mà lần này lúc quay phim dây thừng lại đột nhiên bị đứt, may mà Lệ Cảnh Thừa kịp thời cứu được cô ấy. Chuyện sau đó nhân viên chấp pháp tới hiện trường, cha ra và chỉ đạo võ thuật họ Tiền sau khi nghỉ việc, bị ẩn người không rõ danh tính trên mạng cướp công việc. Có người liên hệ hắn, chỉ cần dạy dỗ Tô Ngư liền có thể lấy một khoản tiền lớn. Hơn nữa căn cứ thông tin tài khoản chuyển tiền, chủ nhân tài khoản một tháng trước đã mất. Bất quá nhân viên chấp pháp biểu thị vẫn sẽ tiếp tục điều tra tiếp, Tô tiểu thư xin yên tâm. Tô Ngư nghe vậy hướng bọn họ trịnh trọng biểu đạt ý cảm ơn. Sau khi tiễn hai nhân viên chấp pháp xong, Tô Ngư lâm vào trầm tư, chuyện này phần lớn là không tra tiếp được. Nếu như có thể tra ra, với năng lực của Lệ Cảnh Thừa tối qua đã có kết quả rồi. Lúc này đạo diễn nêu ra một suy đoán, cô thân là diễn viên chính, một khi bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng tiến độ quay phim, có phải là đối thủ, làm cho quỷ răng đầy mây mù đoàn phim. Tô Ngư lại lắc lắc đầu biểu thị quan hệ không lớn, thật sự đơn giản như vậy, Lệ Cảnh Thừa sớm đã tra ra. Tuy người sau lưng không thể tra ra, bất quá Thanh Sương hôm qua chủ động tìm Tô Ngư, hôm nay bắt đầu trở thành bảo tiêu riêng của cô ấy rồi, tiếp tục quay phim cũng không thành vấn đề. Đồng thời lúc này, Tả Phong Vũ đột nhiên mang theo người quản lý cáo biệt, thỉnh cầu đạo diễn chiếu cô nhiều hơn cho Bộ Sơ Minh của công ty mình. Đạo diễn cũng không tránh khỏi một trận hàn thuyên. Hiện tại anh ấy tưởng rằng lúc hai người phải rời đi, Tả Phong Vũ lại thần thần bí bí tìm Tô Ngư, mời cô ấy mượn một nói chuyện. Tô Ngư lại đối với anh ta không có hảo cảm gì, bảo anh ta có lời gì cứ trực tiếp nói. Anh ta lại kiên trì biểu thị nơi này không tiện nói, cô có thể mang theo người quản lý đi cùng. Tô Ngư cũng muốn xem, anh ta rốt cuộc có chủ ý gì liền gật đầu đáp ứng. Sau đó trực tiếp theo anh ta đến chỗ có ngăn cách, bất quá ở trong tầm mắt của tiểu trợ lý. Thực ra nếu như đơn độc gặp mặt tiểu trợ lý nhất định không đồng ý, nếu như bị chụp lại viết linh tinh thành cái gì. Cũng người quản lý của Tả Phong Vũ cũng ở đây, cho dù bị chụp cũng có thể giải thích. Một bên khác, Tả Phong Vũ nhắc lại một đoạn chuyện cũ. Ban đầu Tô tiểu thư trong tin tức nói là thích tôi, cô cũng không cần phải dở vừa nữa, tôi lần này là đến vì cô. Tô Ngư cũng nghĩ ra nguyên chủ lúc trước xác thực là cái mê trai. Sao nam đẹp trai cơ bản đều đã từng bị cô ấy tỏ tình.
Ban đầu khi Tả Phong Vũ mới vào nghề cũng khá ưa nhìn, nguyên chủ xác thực rất thích anh ta. Tô Ngư nói với anh ta đó đều là chiêu tăng nhiệt mà công ty an bài, đồng thời vì chuyện này biểu đạt ý xin lỗi. Nhưng Tả Phong Vũ lại nắm chặt lấy tay cô ấy một cái, sắt son tin tưởng nói tiểu cô nương các cô thật ngại quá. Tôi không hiểu, tôi lần này tới chính là vì muốn rõ ràng với cô, tâm ý của cô tôi tiếp nhận. Lời của anh ta còn chưa nói xong, Tô Ngư trực tiếp cho anh ta một cái bạt tai. Đến không khí xung quanh cô ấy cũng đột nhiên tăng thêm mấy phần áp bách, ai cho anh lá gan dám động với tôi. Thần tượng đang hot muốn cùng tiểu thư phế tài ở bên nhau, nhưng cô ấy lại trực tiếp cự tuyệt, còn ngay lập tức cho đối phương một bạt tai. Tả Phong Vũ ôm nửa bên mặt bị đánh, như thế nào cũng không ngờ đối phương lại ra tay hung ác như vậy. Đồng thời lúc này, tiểu trợ lý thấy Tô Ngư cũng Tả Phong Vũ phát sinh xung đột vội vàng chạy qua. Trên miệng quan tâm hỏi Tô Ngư có sao không, tay cũng không ngừng lại lần nữa cho Tả Phong Vũ thêm mấy cái bạt tai. Anh ta không ngờ Tả Phong Vũ lại phát dồ mất trí như vậy, thế mà lại trước mắt anh ấy chiếm tiện nghi của chị gái nhà mình. Càng nghĩ anh ấy càng tức giận, trực tiếp cho tên tiểu tử mấy đạp, hung hăng bổ sung thêm mấy cước, cũng không quản anh ta là idol đang hot cái gì nữa. Người quản lý của Tả Phong Vũ thấy vậy vội vàng ngăn cản anh ấy, đồng thời cảnh cáo bọn họ các người sẽ phải trả giá cho việc này. Tôi sẽ báo cảnh sát, tiểu trợ lý lúc này mới phản ứng lại, trong tay mình không có chứng cứ Tả Phong Vũ động tay động chân. Nếu như bị cắn ngược một miếng, hậu quả thật sự không dám nghĩ a. Hơn nữa Tô Ngư còn là nhân vật công chúng, bất luận kết quả như thế nào, sau khi bị lật tẩy ảnh hưởng đối với cô ấy đều sẽ quá tốt. Nhưng Tô Ngư lại thần sắc điềm định bảo tiểu trợ lý trực tiếp báo cảnh sát. Hai người Tả Phong Vũ không ngờ cô ấy cương như vậy, nhìn nhau một cái, không thể để bọn họ phá hoại kế hoạch. Người quản lý uy hiếp với kế sách, cô biết sau khi báo cảnh sát có hậu quả gì không, lẽ nào cô muốn để hai người bọn họ náo loạn lên hot search sao? Tiểu trợ lý cũng cảm thấy không đúng, vừa rồi đối phương còn nói báo cảnh sát, thật không ngờ bản thân lại sợ hãi trước. Bất quá anh ấy cũng không có biện pháp gì. Cứ như vậy bốn người bởi vì chuyện lần này mà không vui rời đi. Trước khi đi, Tả Phong Vũ còn hung hăng chừng Tô Ngư một cái. Sau chuyện, tiểu trợ lý khuyên Tô Ngư bình tĩnh, chúng ta tuy có lý nhưng lại không có chứng cứ gì. Mà Tô Ngư lại nhạy bén cảnh giác được, sự tình không đơn giản như vậy, sắp xếp tiểu trợ lý sau này lưu ý một chút. Dẫu sao Tả Phong Vũ thân là thân tượng đang hot, cho dù nổi lên sắc tâm, cũng không đến nỗi để xuất hiện loại nguy hiểm đến tiền đồ bản thân như vậy. Cùng lúc này, Tả Phong Vũ rời khỏi đoàn kịch hung ác nói, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện nhân này. Người quản lý lại biểu thị cô ta ra tay như vậy càng tốt, tôi còn sợ cô ta không ra tay nữa. Tả Phong Vũ nghe vậy mỉm cười, đều chụp lại rồi chứ. Người quản lý mở điện thoại, ghi chép, toàn bộ đều chụp hết lại. Tiếp theo đây chỉ cần gửi cho vị đó, chúng ta liền như diều gặp gió rồi. Đã lấy được cho cậu VIN AM3 của bộ phim đó rồi. Tuần sau sắp xếp cậu ra nước ngoài, thử vai cũng chỉ là hình thức. Tả Phong Vũ nhất thời cảm thấy cái tát này thật đáng giá. Vị đó chính là nhân vật thủ nhãn Thông Thiên. Sau lưng thì Tuyết Nhi có phải cũng là hắn? Người quản lý biểu thị, gần đây thì Tuyết Nhi đang ở trong đoàn phim rất thảm. Người sau lưng cô ta có chống eo cho cô ta, rất có thể là lúc trước gây sức ép cho Tô Ngư không tốt bị vứt bỏ rồi. Anh ta liếm liếm môi, trầm giọng nói lần này chúng ta tuyệt đối thể bỏ qua cho Tô Ngư, nhất định phải khiến cô ta vạn kiếp bất phục, không thể bỏ lên được nữa. Lần này quay phim lại cần cô ấy làm thành long một lần. Cô ấy phải từ độ cao 20m nhảy xuống. Trong cảnh quay này, nữ chính bởi trúng tên sau đó rơi xuống vách núi, nam chính cũng không quản tính mạng bản thân vì cứu nữ chính mà nhảy xuống. Mà ảnh đế Lâm Trì vai nam chính bởi mắc trọng bệnh, không cách nào tham dự cảnh quay lần này. Đạo diễn tuy trên miệng nói không sao, nhưng bởi vì diễn viên đóng thế nguyên bản bị thương, trong nhất thời vẫn thật sự không biết đi đâu tìm diễn viên không sợ độ cao 20m. Lúc này anh ta đột nhiên chú ý tới Lệ Cảnh Thừa ở một bên. Tuy anh ấy không phải là diễn viên, nhưng từ lần cứu Tô Ngư lần trước có thể nhìn ra, thực lực của anh ấy thâm tàng bất lộ. Duy nhất lo lắng chính là Lệ Cảnh Thừa thân phận thần bí, anh ấy sẽ đáp ứng quay phim sao? Lúc này Lệ Cảnh Thừa thấy bọn họ chậm chạp không khai máy, liền tiến lên xem xét có vấn đề gì. Anh ấy kỳ thực cũng rất lo lắng Tô Ngư làm động tác nguy hiểm. Tô Ngư lại bởi vì chuyện tối qua vẫn đang khó chịu, nhịn không được trong lòng thầm mắng, người này gần đây rất nhàn rỗi sao, không có chuyện gì luôn chạy loạn ở phim trường. Bất quá cô ấy ngược lại chú ý tới Thanh Sương ở một bên, có lẽ anh có thể đóng thay diễn viên đóng thế. Lúc này đạo diễn lại hướng Lệ Cảnh Thừa cầu xin, Lệ tiên sinh có thể phiền anh phối hợp với Tiểu Ngư diễn một cảnh không? Lệ Cảnh Thừa không ngờ tới liền đáp ứng luôn. Mà Tô Ngư lại biểu thị, người tôi nói đổi là tìm Thanh Sương. Mà Lệ Cảnh Thừa lại cho Thanh Sương một cái ánh mắt, biểu thị tôi so với Thanh Sương càng hợp hơn. Thanh Sương cũng vội vàng phụ họa, đúng tôi hôm nay thân thể không thoải mái. Tô Ngư nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, lòng nghĩ ngược lại ai cũng như nhau. Dù sao thân thủ anh ta cũng vượt xa Thanh Sương, phối hợp càng thuận tiện. Vì để có thể đạt hiệu quả cao nhất, Tô Ngư chỉ vào động tác, đề xuất mấy điểm ý kiến. Đạo diễn nghe xong mắt liền phát sáng, dựa theo cô ấy nói quả thật hiệu quả càng tốt. Lúc này tổ đạo cụ thông báo mọi người bố trí hoàn tất, có thể bắt đầu quay phim rồi. Đồng thời lúc này, Lệ Cảnh Thừa cũng hóa trang xong, anh khí chất vốn đã thanh lãnh, thay lên một thân cổ trang, liền tăng thêm ý vị công tử hào hoa. Chuyển cảnh hai người lên được trên đài cao 20m.
Tô Ngư lại an ủi Lệ Cảnh Thừa yên tâm, đợi một lúc anh nhảy theo tôi một cái là được. Vì để có thể đem hiệu quả tốt nhất lộ ra, cô ấy đặc biệt sắp xếp tổ quay phim một cái gương đến nấy. Khi đạo diễn biết được lại bị dọa nhảy dựng như vậy bao quát quay phim, nhảy xuống quả thật quá mạo hiểm. Bất quá chỗ tốt đó là cảnh quay sẽ càng tốt hơn. Thanh Sương cũng biểu thị đợi một lát có thể giúp bắn tên. Sau khi Thanh Sương kéo dây cung, đạo diễn chính thức thông báo mọi người bắt đầu diễn. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, đạo cụ và mũi tên trúng vào vai Tô Ngư, trong nháy mắt cô ấy mất trọng tâm rơi xuống này. Mà sau khi Lệ Cảnh Thừa trong không trung vội ổn trọng ôm lấy eo của cô ấy, một khắc này hai trái tim dường như thân mật sát lại một chỗ. Lúc quay phim càng là to gan vứt bỏ dây thừng, trực tiếp từ đài cao 20 mét rơi xuống. Đám người trong đoàn phim nhìn thấy một màn này không nhịn được siết chặt ngón tay. Toàn bộ quá trình mắt đều không chớp một cái, lo sợ bỏ qua một màn ngoạn mục. Đạo diễn càng là quan sát tỉ mỉ từng chi tiết một. Một màn sau chính là Lệ Cảnh Thừa buông móc sắt ra nắm chặt đài nhảy. Một khi có sai sót, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Kết quả không phụ kỳ vọng mọi người, sát lúc đó Lệ Cảnh Thừa vai nam chính ôm lấy Tô Ngư vững vàng bắt lấy đài nhảy. Anh ấy ôm Tô Ngư trong lòng không dám một chút sơ ý, mắt thấy cự ly rơi xuống không còn xa, anh ấy cũng yên tâm bỏ dây thừng ra. Hai người trong không trung bồng bềnh rơi xuống giống như hai vị trích tiên nhân hạ phàm. Đám con gái trong đoàn phim thấy vậy, trực tiếp hô tuyệt mỹ. Đến ảnh hậu Tống Kiều cũng nhịn không được ship cổ phiếu này. Chỉ có tiểu trợ lý không tình nguyện mà khen ngợi, Lệ tiên sinh vẫn thật là lợi hại, cao như vậy rơi xuống đều không chịu một chút ảnh hưởng nào. Thanh Sương lại đắc ý biểu thị, thiếu chủ nhà tôi cung phu xác thực rất tốt. Tiểu trợ lý quay đầy hướng anh ta hỏi, nếu như đổi lại là anh làm thì sao? Thanh Sương lắc lắc đầu biểu thị đảm bảo không chết được nhưng không thể đảm bảo không bị thương. Đồng thời, Lệ Cảnh Thừa ôm Tô Ngư nhẹ nhàng rơi xuống đất, âm thanh phát ra cơ hồ không thể nghe. Tuy quay phim kết thúc nhưng hai người vẫn là ôm chặt lấy đối phương dường như quên mất xung quanh. Mãi cho đến lúc đạo diễn chạy tới không ngừng khen ngợi, Lệ Cảnh Thừa mới phản ứng lại, hoang mang buông tay ôm Tô Ngư ra. Tô Ngư vừa nghĩ khen anh ấy biểu hiện không tồi, anh ấy lại đột nhiên xoay người biểu thị tôi vẫn còn chuyện, tôi đi trước. Không hề có chút cảm giác bình tĩnh như mọi khi, chỉ để lại hai người Tô Ngư và đạo diễn một mặt sững sờ, chỉ là anh ấy thật sự có chuyện gì gấp cần xử lý. Chuyển cảnh, Lệ Cảnh Thừa trốn cũng rời khỏi trường quay, đồng thời bảo Thanh Sương sắp xếp máy bay rời đi. Thanh Sương lại nghi hoặc, trên lộ trình mấy ngày này không phải là không có việc gì sao? Đột nhiên anh ấy chú ý tới bên tai đỏ ửng đó của thiếu chủ, đột nhiên trong lòng hiểu ra, thầm nghĩ không phải chỉ là ôm Tô tiểu thư thôi sao, có cái gì đáng xấu hổ. Hơn nữa Tô tiểu thư người ta cũng là đi làm việc, lúc này chỉ có tiểu trợ lý vui vẻ nhất. Vốn dĩ anh ấy còn lo lắng Lệ Cảnh Thừa cùng Tiểu Ngư truyền ra tai tiếng, kết quả cứ như vậy vội vàng chạy mất. Tô Ngư lại hoài nghi có phải là vấn đề của bản thân, lẽ nào là mình quá nặng rồi, anh ta ôm không nổi, bằng không sao lại đỏ tai, anh ta đáng lẽ không yếu như vậy chứ. Tiểu trợ lý nghe vậy là vui càng thêm vui, lòng nghĩ nữ Nga chính là nên tiếp tục giữ suy nghĩ này. Sau khi rời khỏi phòng hóa trang, hai người đột nhiên trở thành tiêu điểm của đoàn phim. Tiểu trợ lý nhất thời cảm thấy không đúng, ánh mắt của mọi người sao lại kỳ quái. Lúc này Tống Kiều dẫn theo đạo diễn vội vàng chạy tới trước mặt, Tiểu Ngư cô đánh Tả Phong Vũ bị chụp lén rồi. Đối mặt với khinh bạc của thần tượng đang nổi, Tô Ngư trực tiếp cho một bạt tai, mà tất thảy lại là cạm bẫy Tả Phong Vũ thiết kế. Ngày hôm sau video Tô Ngư đánh người liền lên hot search, còn bị bóp méo thành Tô Ngư theo đuổi không thành thẹn quá hóa giận đánh người. Đạo diễn vạn vạn không ngờ, Tả Phong Vũ là một thần tượng đang hot, thế mà lại làm ra sự tình không cần mặt mũi như thế. Ảnh hậu Tống Kiều cũng tức giận nhíu mày liễu, Tả Phong Vũ hắn cũng dám tung ảnh chuyện xấu của chính mình. Tiểu Ngư nhà ta cũng có thể nhìn vừa mắt hắn sao? Mà Tô Ngư lại rất bình tĩnh cho tôi thời gian một ngày giải quyết, mọi người đều không cần can dự. Tống Kiều lại biểu thị không được, tôi nhất định phải đi chửi hắn. Tô Ngư thấy vậy ôm lấy Tống Kiều vỗ về cô ấy, tin tưởng tôi có thể xử lý tốt, tôi đi cùng Vu Ca thương lượng. Tống Kiều cũng miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng nghĩ tôi dùng Tiểu Hào đi mắng. Chuyển cảnh, tiểu trợ lý hỏi Tiểu Ngư nên xử lý như thế nào, Tô Ngư lại biểu thị không gấp, trước tiên để nhiệt độ tăng lên một chút. Kỳ thực giải quyết chuyện này không khó, cô ấy là muốn xem người sau lưng đối phương là ai. Cùng lúc này, Tả Phong Vũ và người quản lý đang bày mưu tính kế, làm sao đem Tô Ngư triệt để kéo xuống. Hắn đang xã giao dư luận xác nhận thật sự là bản thân bị đánh, xây dựng hình tượng người bị hại. Chỉ là hắn ta không ngờ tới sự tình nháo tới mức lớn như vậy, Tô Ngư vẫn còn chưa xóa bài, đến giải thích đều không có. Người quản lý biểu thị đã nhận được tin tức của tập đoàn Tô Thị rồi. Vừa rồi tập đoàn Tô Thị cảnh cáo bọn họ nếu như tiếp tục nháo lên sẽ phong sát Tả Phong Vũ. Mà có vị đó chống lưng bọn họ căn bản không sợ, thậm chí còn định đem uy hiếp công bố ra. Cùng lúc này, tiểu trợ lý đang sốt ruột đi qua đi lại, anh ấy không ngờ công ty sẽ tự ý chủ động phong sát Tả Phong Vũ làm tới hiện tại bi toàn mạng phẫn nộ. Lúc này Tô Ngư nhận được điện thoại của bố. Tô Tấn trong điện thoại quát lớn Tô Ngư, đừng tưởng rằng ông nội ngươi chống lưng cho, ngươi có thể thích gì làm lấy, hiện tại lập tức cút về cho ta. Sau khi ngắt điện thoại trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng, tiểu trợ lý lo lắng Tô Ngư, lúc này thủ trong giặc ngoài, tình cảnh của Tô Ngư càng thêm không ổn.
Kỳ thực đây là lần đầu tiên từ khi Tô Ngư trọng sinh nhận được điện thoại của cha nguyên chủ, thật không ngờ sẽ là như vậy. Ba của Tô Ngư đời trước tuy rất nhiều lúc đang tìm kiếm người mẹ mất tích nhưng mỗi tháng đều sẽ ở cô ấy vài ngày. Mà ba của Tô Ngư vẫn nói cô ấy lớn lên trông thật giống mẹ, là tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới. Hồi tưởng lại đây là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của cô ấy. Vốn tưởng cứ mãi vui vẻ như thế mà lớn lên. Mãi đến khi ba lại rời đi một lần nữa tìm mẹ, cô ấy trông chờ lại là tin ba đã bỏ mạng. Kỳ thực ban đầu cô ấy làm diễn viên cũng là hy vọng sau khi nổi tiếng, mẹ có thể tìm thấy cô ấy. Chỉ là hai đời đều không hề có chút tin tức nào, lẽ nào bà ấy đã không còn nữa. Ngày hôm sau Tô Ngư trở thành đối tượng bị toàn mạng ghét bỏ. Bởi vì sắc là thần tượng Tả Phong Vũ đang hot, ba của Tô Ngư sau khi biết oán trách đều là lão gia tử Triều Hư. Lại không hề biết vì ông ta tự ý phong sát đối phương bị lộ, Tô Ngư mới rơi vào bị toàn mạng căm phẫn. Kỳ thực ông ấy cũng không phải là lo lắng cho Tô Ngư, mà chỉ là sợ công ty bị liên lụy. Lão gia tử lại hỏi ngược lại ông ta, ngươi từ lúc Tiểu Ngư ra đời đã từng làm tốt trách nhiệm của một người cha sao? Nếu không phải là ta che chở thật không biết bị ức hiếp thành như thế nào rồi. Tô Tấn lại phản bác ai có thể ức hiếp nó chứ? Nó mới bao lớn, thế mà lại đi cướp nam nhân. Lão gia tử nghe vậy nhất thời bạo nộ, tức giận trực tiếp đem bút lông ném lên người ông ta. Loại xấu xí đó nào xứng với Tiểu Ngư, Tô Tấn lại hét lên, cha đừng có nhúng tay vào, chuyện này con sẽ xử lý. Sau khi anh ấy đóng cửa đi ra, vừa đúng lúc lại gặp được thê tử Ngô Linh Ngọc. Lập tức chỉ trích bà ấy, cô là quản con gái như thế nào, xem chuyện ngu xuẩn nó làm. Ông ta cùng Ngô Linh Ngọc chỉ có một lần đó đêm tân hôn, từ đó liền đạt được thỏa thuận ngầm không can thiệp lẫn nhau. Thật không ngờ một đêm đó liền có Tô Ngư. Đối mặt với sự chất vấn của Tô Tấn, Ngô Linh Ngọc nhàn nhạt đáp một câu anh vượt giới hạn rồi. Tô Tấn chỉ cảm thấy ngữ khí của cô ấy lạnh lùng đáng sợ, cô tốt nhất bảo nó giải quyết nhanh chóng một chút, đừng để ảnh hưởng công ty. Ngô Linh Ngọc nghe vậy thầm thở dài một tiếng, có một phụ thân thế này thật là khổ cho Tiểu Ngư rồi. Sau đó bà ấy liền gọi điện cho con gái định bảo con gái quay về bảo hộ. Tô Ngư lại biểu thị đợi sự tình giải quyết xong sẽ quay về. Kỳ thực cô ấy luôn rất thích mẹ của nguyên chủ, chỉ là cô ấy từ nhỏ không có mẹ, không biết nên đối diện như thế nào với Ngô Linh Ngọc. Nghe được sự quan tâm từ đầu bên kia điện thoại, trong lòng Tô Ngư ấm áp. Chỉ là chuyện này càng kéo dài đối với ông nội càng bất lợi, vẫn là nên sớm giải quyết một chút. Người sau lưng đối phương sớm muộn gì đều phải lộ diện ra thôi. Lúc này thủy tinh trên cửa sổ đột nhiên bị đập vỡ, tiểu trợ lý nhất thời bị dọa nhảy dựng. Thân thế theo quán tính ngăn trước người Tô Ngư. Thì ra là fan của Tả Phong Vũ tìm đến, tuyên bố hôm nay phải thay ca ca báo thù. Đồng thời lúc này, tiểu trợ lý vừa đúng lúc nhận được điện thoại của Triệu đạo diễn, anh ấy lập tức hướng Triệu đạo diễn cầu cứu, nhờ ông ấy mau sắp xếp vài bảo an qua đây. Mà bên này của đạo diễn cũng không dễ thở. Đoàn phim đã bị những fan này bao vây 3 tầng, chỉ có thể để anh ấy và Tô Ngư trốn ra ngoài trước. Kỳ thực chuyện này đối với Tô Ngư mà nói giải quyết cũng đơn giản. Chỉ cần hack máy tính của đối phương đem video nguyên gốc phát lên là được. Chỉ là bên cạnh không có máy tính ra ngoài cũng là vấn đề. Chính lúc cô ấy đang suy nghĩ, đám fan cuồng nhiệt đã phá cửa xông vào. Tiểu trợ lý thấy vậy chỉ có thể dùng thân thể ngăn chặn ngoài cửa. Kết quả vẫn có một fan xông được vào, giơ cao gậy sắt nhắm vào đầu Tô Ngư đánh tới. Chỉ thấy ầm một tiếng, gậy sắt bị một bàn tay lớn nắm chặt. Bất kể người đó dãy dụa như thế nào, gậy sắt đều không chút động đậy. Chỉ thấy Lệ Cảnh Thừa mặt lộ sát khí, lạnh giọng nói, lập tức cút ra ngoài. Cho dù Tô Ngư vũ lực siêu nhiên, nhiều fan điên cuồng như vậy đồng thời ra tay, sợ là cũng khó trốn thoát. Kỳ thực những fan này cũng không phải là căn nguyên của vấn đề. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là giải quyết video ác ý của Tả Phong Vũ. Cô ấy nhìn Lệ Cảnh Thừa đột nhiên xuất hiện liền hỏi Thanh Sương, không phải nói anh bay rồi sao? Lệ Cảnh Thừa ánh mắt có chút trốn tránh, sự tình giải quyết xong liền quay về. Thanh Sương nghe vậy chỉ cảm thấy thiếu chủ thật là có thể nói dóc, rõ ràng là nghe thấy bên này xảy ra chuyện, máy bay còn chưa hạ cánh lại phải bay trở lại. Đồng thời lúc này, Lệ Cảnh Thừa móc điện thoại ra biểu thị video nguyên gốc đã gửi tới. Tô Ngư cầm lấy điện thoại hỏi, anh không sợ tôi xem tin tức của anh sao? Lệ Cảnh Thừa lại nhàn nhạt biểu thị cô có thể xem. Tiểu trợ lý nhất thời cảm thấy không đúng, thầm nghĩ như thế nào lại giống như kiểm tra điện thoại vậy. Đồng thời không quên nói với bọn họ, sở dĩ đánh thần tượng Tả Phong Vũ là bởi vì hắn ta động tay động chân với Tiểu Ngư trước. Thanh Sương nghe vậy sắc khí trong mắt ẩn hiện, Tô tiểu thư, cô yên tâm, quay về tôi liền đem hắn xử tốt. Hiện tại không được, tôi vẫn có thể nhân lúc trời tối cho anh ta một trận. Tiểu trợ lý lại yếu đuối khuyên bảo, đây là xã hội pháp luật trị vì, anh đừng làm loạn à. Tô Ngư cũng biểu thị người xấu vẫn là giao cho pháp luật trừng trị, chúng ta phụ trách cung cấp chứng cứ là được rồi. Lệ Cảnh Thừa bổ sung nói, Tả Phong Vũ thông qua người sau lưng lấy được cơ hội thử vai một bộ phim điện ảnh nước ngoài. Tô Ngư biết bộ phim điện ảnh mà hắn thử vai đó, người làm phim chính là người quản lý đời trước của cô ấy. Cô cảm thấy người đó không thể hại bản thân. Lúc này điện thoại Lệ Cảnh Thừa đột nhiên xuất hiện một dòng thông báo, chỉ thấy Tiểu Phong Phong của anh gửi tin nhắn tới. Thiếu chủ xem bói nói mệnh tôi thiếu hỏa, họ của ngài họ thuộc tính hỏa, hai chúng ta cực kỳ hợp. Ngài xem khi nào tôi đi tìm ngài. Tiểu trợ lý sau khi lén nhìn thấy dòng tin nhắn này sắc mặt bắt đầu trở lên khó coi. Lệ Cảnh Thừa này sau lưng chơi hay như vậy, sao lại còn trêu chọc nữ Nga nhà ta?
Tô Ngư lại cảm thấy cách nói ngũ hành này cũng rất thú vị, đồng thời hướng Lệ Cảnh Thừa xin lỗi. Tôi không phải là cố ý xem tin nhắn riêng tư của anh, nó tự xuất hiện. Lệ Cảnh Thừa sau khi đọc tin nhắn xong biểu thị đây không phải tin nhắn riêng tư, hắn là Thanh Phong, cũng giống như Thanh Sương. Thanh Sương nghe thấy là tin nhắn của Thanh Phong tới rồi, nhất thời cảnh giác hơn. Tên tiểu tử này rất muốn thay thế mình lại không dám cạnh tranh công bằng, thế mà lại lén lút gửi tin nhắn cho thiếu chủ. Anh ấy cảm thấy vừa hay mượn cơ hội này đạp cho cậu ta một cước. Tô tiểu thư nghe nói Thanh Phong rất loại, giam 3 ngày lại thay một bạn gái, ngài nhìn thấy hắn nhất định phải cách xa hắn một chút. Mà Tô Ngư lại nghĩ lệch đi, thì ra nam nhân mới là đầu quả tim của Lệ Cảnh Thừa, chẳng trách anh ta không gần nữ sắc. Lệ Cảnh Thừa chỉ cảm thấy ánh mắt của cô ấy sao lại xứ kỳ quái. Thiếu chủ Lệ Cảnh Thừa nhìn giống như khí chất thanh lãnh lại che giấu tình thoại thổ vị của một nam nhân khác. Tô Ngư sau khi không cẩn thận nhìn thấy, nhất thời dáng vẻ ngây ngốc, chẳng trách Lệ Cảnh Thừa lại không nữ sắc. Lệ Cảnh Thừa nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của cô ấy, nhất thời hiểu ra đây sợ là khó lòng giải thích. Quả quyết đem Thanh Phong kéo vào danh sách đen. Nếu như không phải là anh ấy hôm nay phạm phải một kiếm này, Tô Ngư cũng sẽ không hiểu nhầm. Thanh Sương lại không quên bỏ đá xuống giếng đối với Thanh Phong. Tô tiểu thư, Thanh Phong cái người này thích tự do, nhất định là không muốn tới bên cạnh thiếu chủ mới phát tin nhắn ác ý đối thiếu chủ, như vậy liền đến Lệ Cảnh Thừa cũng tin rồi. Hỏi Thanh Phong có phải là thật sự không muốn tới. Thanh Sương bắt lấy cơ hội lập tức phụ họa, Thanh Sương ở bên cạnh ngài khó tìm được bạn gái. Sau một đoạn tiết mục xem giữa, tiểu trợ lý cảm thấy giờ là lúc xử lý một chút chuyện hot search. Tiếp theo đó chỉ cần đem video nguyên gốc đăng lên mạng, liền có thể trả cho Tô Ngư một cái trong sạch. Mà đối với một số fan cuồng nhiệt trong đoàn phim, Tô Ngư quyết định đem bọn họ nhốt lại trước. Những người này tuy không thể giữ lại trong đoàn phim nhưng cũng không thể dễ dàng rời đi như thế. Bọn họ đập căn phòng này tất nhiên phải bồi thường xong mới có thể đi. Sau đó Thanh Sương tịch thu tất cả điện thoại của bọn liền phát hiện những người này sở dĩ ra tay với Tô Ngư là nhận được dụ dỗ mê hoặc của một vài người trong nhóm. Tô Ngư tỉ mỉ xem một chút phát hiện những người này ngữ khí tương tự, rất có khả năng là xuất phát từ một người. Thanh Sương lại biểu thị, một lát tôi tìm bạn tra một chút IP của chúng, khả năng là Tả Phong Vũ tự biên tự diễn. Kỳ thật Thanh Sương tích cực như vậy cũng có ý định của bản thân, đợi lát nữa có thể để Thanh Phong giúp đỡ, sau đó bản thân tranh công. Nhưng khi anh ấy gửi cho Thanh Phong một cái tin nhắn, một dấu chấm than màu đỏ đột nhiên hiện ra mà Thanh Phong đang ở ngoại quốc xa xôi. Nghĩ chắc chắn là Thanh Sương ở sau lưng hại mình, quyết định nắm chặt cơ hội về nước, không thể lại cho tiểu tiện nhân đó cơ hội tranh sủng nữa. Trong lúc này, Tả Phong Vũ và người quản lý vu hại Tô Ngư đang ở nước ngoài hưởng thụ ánh mặt trời, mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp. Sau khi chuyện này cáo thành, vị đại nhân đó sẽ khiến hắn ta lên một tầng cao, hắn hối tiếc đó là không thể nhìn thấy Tô Ngư bị đánh răng rơi đầy đất. Nhưng mà sau khi mở điện thoại ra lại phát hiện, dòng tiêu đề chân tướng Tô Ngư đánh Tả Phong Vũ được leo lên đầu bảng. Ý cười vốn đắc ý trên mặt hắn ta đột nhiên cứng đơ, sắc mặt trở lên ngày càng khó coi. Hơn nữa hắn lướt tới phần bình luận toàn là những lời phản bác thay cho Tô Ngư. Gió dư luận hướng tới bản thân đã hoàn toàn biến đổi. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả sau đó, thân thể khống chế không nổi bắt đầu run rẩy. Sau đó một cỗ lửa giận tuôn trào, ngay lập tức đập vỡ điện thoại. Cắn răng nghiến lợi nói Tô Ngư cô được lắm. Tô Ngư vì đánh thần tượng đang nổi mà lên hot search. Mà lúc này, tiểu trợ lý của Tô Ngư lại không hề mảy may lo lắng còn hứng chí bừng bừng lướt bình luận. Đương sự Tô Ngư vừa mới tiến hành chạy buổi sáng, hỏi chuyện hot search, dân mạng đối với tập đoàn Tô Thị phản ứng như thế nào rồi. Tiểu trợ lý nói đúng sự thật, lúc trước mắng chiêu marketing của tập đoàn Tô Thị, hiện tại toàn là xin lỗi, đến cổ phiếu cũng một lát đã tăng lên. Cùng lúc này, Tô Tấn hướng Tô Lão Gia Tử hỏi, ba, người có phải là sớm biết Tô Ngư là bị hãm hại rồi không? Lão Gia Tử biểu thị không hề biết sự tình, ta chỉ là tin tưởng Tô Ngư. Chuyện này giúp công ty phát triển, ngươi liền tặng con bé một căn biệt thự làm bồi thường, ngươi gọi cho Tiểu Ngư một cuộc điện thoại xin lỗi. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi lúc trước đã gọi điện mắng nó. Đám người đó của tập đoàn cũng tới lúc thanh lý một chút. Lúc Tô Tấn sắp rời đi, vợ đến hỏi tội, anh biết đứa chuyện con gái riêng Tô Thải Vi đó của anh cho Tiểu Ngư ăn sô-cô-la tăng cân chứ? Lúc trước tôi nể mặt Lão Gia Tử không tìm nó gây phiền phức, nếu như lại có lần sau, đừng trách tôi không khách khí. Tô Tấn nghe xong sững sờ. Ông ta trước giờ chưa từng nhìn thấy thê tử tức giận như vậy, cho dù biết bản thân bên ngoài có gia đình, cô ấy cũng chưa từng nổi giận. Sau khi quay trở lại công ty, Tô Thải Vi vừa gặp được ông ấy liền lập tức cười nghênh đón, còn không quên trước mặt phụ thân khen Tiểu Ngư, thực tế trong lòng lại hận muội muội chết đi được. Tô Tấn sắc mặt âm trầm hỏi, sô-cô-la tăng cân là chuyện gì? Tô Thải Vi lại ủy khuất biểu thị, con cũng không biết đó là sô-cô-la tăng cân. Tô Tấn nghe vậy nhăn mày, xua xua tay biểu thị bỏ đi, nói chung lần sau không cần lại xảy ra loại chuyện này nữa. Cô ta thấy bản thân làm nũng đều không có tác dụng, nhất thời hiểu ra Tô Tấn nhất định là đã cảnh giác cái gì. Nếu như lại không làm chút gì đó, công ty sợ là sẽ bị Tô Ngư cướp mất. Đồng thời lúc này, công ty Tả Phong Vũ lên tiếng thanh minh, video truyền trên mạng Tả Phong Vũ khinh bạc Tô Ngư, kỳ thực là đoạn phim quay thử. Nhưng mà lần này dân mạng lại không tin nữa. Lúc trước Tả Phong Vũ còn nói bản thân là bị đánh, bất cứ người nào cũng đều hiểu rõ trong lòng. Tiểu trợ lý sau khi nhìn thấy lời thanh minh, chửi mắng Tả Phong Vũ thật không có liêm sỉ, loại lý do này đều có thể soạn ra.
Tô Ngư lại nhàn nhạt nói để bọn họ tiếp tục tẩy trắng, chúng ta tiếp tục phát chứng cứ. Thanh Sương vừa rồi cung cấp tài khoản của mấy fan xúi dục đó đều là cùng một IP, còn có mấy người đó chính là Tả Phong Vũ. Những thứ này bùng nổ hắn muốn trở mình cũng khó. Lúc này, tiểu trợ lý nhận được một cái tin tức, ba khách mời của game show cuối tuần bởi vì Tô Ngư không chắc chắn đến. Hiện tại sự việc giải quyết rồi, đạo diễn Nhậm không muốn bọn họ nữa, hỏi có khách mời để cử hay không. Tô Ngư nghĩ cũng không thèm nghĩ liền biểu thị đã tìm được rồi, tiểu trợ lý hiếu kỳ hỏi là ai. Tô Ngư khóe miệng hơi cong lên đáp, đoàn phim Hồng Trang Thái Tử. Thiên Kim tài phế được giới giải trí công nhận lại là thần tượng số 1 của ảnh hậu Tống Kiều. Thậm chí về để cùng Tô Ngư lên một game show, cô ấy liền tuyên bố phí đều có thể không cần. Vốn dĩ tiểu trợ lý còn lo lắng bên đó game show gần như là 3 người, nhất thời cũng không biết đi đâu tìm mới tốt. Kết quả sau khi Tống Kiều biết vội vàng tiến cử thân phận ảnh hậu của bản thân, lo sợ cấp bậc của bản thân không đủ. Bất quá Tô Ngư suy nghĩ là đoàn phim vốn có 3 người tham gia game show, lại đi 3 người e là ảnh hưởng đến quay phim. Thế là liền dỗ cô ấy ở lại đoàn phim quay phim. Kết quả Tống Kiều lại thi triển đại pháp làm nũng đối với đạo diễn, nhất định phải đi cùng. Ảnh đế Lâm Chỉ ở một bên cũng biểu thị nếu đã là cứu trường, tôi cũng có thể đi. Đạo diễn lần này triệt để bị hạ gục rồi, không tình nguyện biểu thị Tiểu Ngư đồng ý là được, dù sao cô ấy cũng là người đầu tư. Sau đó Tô Ngư trực tiếp cho toàn bộ đoàn phim nghỉ 2 ngày. Đạo diễn hắng giọng biểu thị các ngươi không phải nói thiếu 3 người sao, không bằng tôi cùng các người đi. Kết quả đổi lại 3 người một trận kinh thường. Tiểu trợ lý sau khi nhận được tin tức vui mừng khôn xiết. Có 3 vị khách mời cực kỳ trọng lượng, hiệu suất xem cuối tuần nhất định rất cao. Chuyển cảnh, mấy người cùng tổ kịch game show đến vùng quê, phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu, bình luận trước màn lại lũ lượt hướng Tô Ngư xin lỗi, lúc trước là bởi vì chuyện sớt, mọi người đều hiểu lầm cô ấy. Không ít người biểu thị đã thành fan của Tô Ngư. Sau đó phát sóng trực tiếp bắt đầu, Tô Ngư dẫn theo ảnh đế ảnh hậu cùng với đạo diễn Triệu Minh Lãng nổi tiếng, hướng mọi người chào hỏi. Dân mạng thấy vậy liền hô lên đội hình thần tiên. Triệu Minh Lãng cơ bản không lên tiết mục, không ngờ lại gặp được ở đây. Lúc này, Triệu Minh Lãng cùng là đạo diễn đang nói chuyện với đạo diễn Nhậm, mà đạo diễn Nhậm căn bản không có nghe rõ anh ta đang nói cái gì, nhìn đôi mắt của anh ta giống như chân bảo vậy. Thì ra từ khi vào nghề, đạo diễn Nhậm liền coi Triệu Minh Lãng như thần tượng, anh ta không thể tin được thần tượng của bản thân thế mà lại tới tham gia tiết mục của mình. Triệu đạo diễn không ngờ bản thân còn có fan, biểu thị quay về có thể giúp tuyên truyền tiết mục trên app, bất quá không so được với đám tiểu thịt tươi đó. Đạo diễn Nhậm nghe vậy trực tiếp hoan hô Triệu Minh Lãng, biểu thị Triệu đạo diễn chắc chắn có người xem, nhất định có người xem. Tống Kiều lập tức bắt lấy cơ hội bắt đầu gây sự, Triệu đạo diễn nghe thấy chưa có thể có người xem nhưng thân hình không cần xem. Triệu đạo diễn liền phản kích, tôi nghe nói chương trình này có tiết mục xương cân nặng, đám fan khẳng định muốn nhìn ai đó cân nặng đang bạo phát. Tống Kiều trực tiếp bị chọc vào chỗ đau, liền chạy tới Tô Ngư cần an ủi, đột xuất một cái vừa đặc sắc vừa vui vẻ. Dân mạng nhìn thấy những cảnh thường ngày này vui mừng không thôi, không ngờ đoàn phim Hồng Trang Thái Tử thú vị như thế. Cùng lúc này, Tô Ngư chú ý tới Sầm Thu và Thôi Hân Nhiên luôn không nói chuyện, ngầm ra hiệu nói, gần đây Triệu đạo diễn có vai diễn khá thích hợp với hai người, hôm nay phải biểu hiện thật tốt. Hai người nhất thời được khơi dậy ý chí chiến đấu, đối với loại diễn viên nhỏ nhoi như bọn họ mà nói, loại cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu. Lúc này, đạo diễn Nhậm đánh ngắt cuộc nói chuyện của mọi người, giới thiệu Đầm Sen sau lưng, mà nhiệm vụ tiếp theo đây chính là 3 người một đội hái ngó sen. Sau khi nhiệm vụ truyền xuống, mấy người vội vàng xông về phía Tô Ngư, tất cả đều muốn cùng đội với cô ấy. Tống Kiều thậm chí vì có thể cùng lên game show với thần tượng, cô ấy cam nguyện tự mình xuống ruộng hái ngó sen, còn không cần thủ lao. Kết quả Tống Kiều như ý nguyện cùng Tô Ngư phân thành một nhóm, mà một nhóm khách mời khác lai là sấm chớp giữa trời quang. Thực lực của Tô Ngư bọn họ đều đã nhận thức qua. Tiếp đó chỉ những khách mời còn lại tạo thành hai nhóm, thi đấu cùng đội Tô Ngư. Hái ngó sen, đội thua bị nghiêm khắc trừng phạt. Tống Kiều tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lúc thực sự xuống ruộng mới trải nghiệm được các bác nông dân thật sự không dễ dàng. Hai chân lún sâu dưới bùn, mỗi bước đều tốn rất nhiều sức để di chuyển. Vỏn vẹn 20 phút đồng hồ, cô ấy đã mệt tới thở hồng hộc, ngồi bệt bên bờ ruộng. Mà Tô Ngư lại như cũ vô cùng hăng hái, hai cánh tay đều nhanh ném những thứ dư thừa, không ngừng bới bùn đất trong ruộng, giống như đang tìm kiếm chân bảo quý hiếm gì vậy. Kết quả công sức không phụ người có lòng, một gốc ngó sen cao bằng nửa người đang lớn bị cô ấy dùng tay bê bới ra. Bộ Sơ Minh thấy thế áp lực tăng gấp bội, ngó sen này cũng to quá đi. Tống Kiều thấy vậy lại hô to Tiểu Ngư cố lên, giống như đã nhìn thấy được ánh sáng chiến thắng. Sau đó mặt đầy sùng bái mà nhìn Tô Ngư, chỉ thiếu chút viết lên mặt Tiểu Ngư nhà ta là lợi hại nhất. Lúc này ảnh đế Lâm Trì nhắc nhở cô ấy, khí lực cô không phải cũng rất lớn sao. Tống Kiều lập tức đổi một bộ dáng yếu đuối, biểu thị cái eo nhỏ chân nhỏ này của tôi nào có khí lực. Kỳ thực cô ấy cũng không phải là không muốn cố gắng, chỉ là hôm nay kỳ sinh lý quá khó chịu rồi. Liêu Văn Văn lại nghĩ ra Tống Kiều từng trên một tiết mục còn biểu diễn tay không chặt gạch. Tống Kiều cũng hồi tưởng lại lúc đó bản thân mới vào nghề còn khá ngốc. Tổ tiết mục bảo cô ấy chặt gạch, cô ấy thật sự chặt. Sau đó tay trực tiếp đau một tuần mới khỏi. Tô Ngư nghe vậy nhất thời có hứng thú, vui vẻ hỏi, cô còn biết chặt gạch sao? Tống Kiều lập tức biểu thị đương nhiên biết, Tiểu Ngư cô muốn xem sao.
Đám người nghe vậy trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi cô chẳng phải bộ dạng yếu nhược sao? Thôi Hân nhỏ giọng nói với Tô Ngư, ban đầu Tống Kiều chật gạch bị dân mạng làm thành biểu tình bạo phong truyền. Sau đó mỗi lần nhắc lại cô ấy đều không vui. Tô Ngư sau đó lấy ra một đoạn ngó sen, biểu thị bổ cái này là được. Tống Kiều thấy vậy liền cảm động muốn khóc. Dân mạng cũng ào ào cảm thán Tô Ngư khéo léo hóa giải ngượng ngùng, thật là quá tinh tế rồi, chả trách Tống Kiều lại thích Tô Ngư. Càng có không ít người biểu thị bị một nữ nhân thả thính rồi, cổ phiếu Song Ngư bạn đáng có. Đồng thời lúc này, Lệ Cảnh Thừa ngồi trong chiếc xe thương nhân xa hoa lại khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm oán Tô Ngư, cô ấy lại tạo CP với ai nữa. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên Tô Ngư tạo cổ phiếu. Theo thống kê của Thanh Sương, Tô Ngư mỗi lần lên một tiết mục đều có một chính phủ mới, cũng may lần này không phải là ảnh đế Lâm Chỉ. Tiểu trợ lý ở một bên bổ sung nói, Lâm Chỉ hình như có rồi, phim mới của bọn họ tự các nhân vật, tên của chính phủ Tống Ôn Du và Tiêu Vân Mạch gọi là Mây Nhiệt Độ. Hơn nữa anh ấy nhớ Lệ Cảnh Thừa tên cầu nam nhân này, lần trước diễn vai thế thân không phải là cũng thu hút tiểu cô nương cổ phiếu của thái tử thiếu chủ sao? Thanh Sương lại âm thầm gấp gáp thay thiếu chủ. Không yêu thì thôi đi, cũng không đi đến bên cạnh Tô Tiểu Thư, khẳng định không có cổ phiếu. Lệ Cảnh Thừa đang nhìn Tô Ngư phát sóng trực tiếp vừa ngẩng đầu một cái liền đối mặt với hai người, ánh mắt yêu thương đó nhất thời làm anh ấy đầu đầy sương mù. Đồng thời lúc này, đạo diễn trong tiết mục đẩy ra phần thưởng, đội về nhất một phần cơm lớn phong phú thịnh soạn của quán cơm truyền thống, thứ hai là 4 món một canh. Mà trừng phạt đội cuối cùng là món anh ấy làm. Ba người Triệu Minh Lãng nghe vậy nhất thời mặt như cho tàn, có loại cảm giác sắp chạy lên pháp trường. Mà sau khi mở đĩa ra lại nhận được bình luận tốt nhất trí của dân mạng, ao ao biểu thị loại trừng phạt này cũng quá nhẹ nhàng rồi. Tống Kiều cũng biểu thị món này bán đi xem ra cũng không tồi, hương vị có lẽ cũng không tệ nhỉ. Triệu Minh Lãng lúc trước xem qua chương trình, anh ấy vốn tưởng rằng đội cuối cùng ăn không nổi cơm. Thật không ngờ đoàn phim đãi ngộ lại khá tốt. Kỳ thực đây cũng là bởi vì đạo diễn Nhậm là fan của anh ấy. Đạo diễn Nhậm nằm mơ cũng muốn làm một bữa cho thần tượng, hôm nay cũng tính là hoàn thành tâm nguyện. Sau đó Triệu Minh Lãng cũng không khách khí, gắp lên một miếng xương cắn một miếng lớn nếm thử. Một giây sau mấy người khuôn mặt đột nhiên trở nên cực độ cong vẹo, sắc mặt đều nhanh chóng biến xanh, dân mạng lại cười bò Triệu Minh Lãng liền uống một ngụm nước lớn mới đỡ mặn. Đạo diễn Nhậm lại biểu thị tôi cũng không có thêm quá nhiều muối, ăn thử không có vị tôi liền thêm hai thìa. Trợ lý ở một bên nhắc nhở, lúc anh cho một thìa muối lần đầu còn đang đun xương, hai thìa đó là sau khi múc ra thêm vào. Cùng lúc này, Liêu Văn Văn cũng bê cá ra khiếu nại với đạo diễn, bán giấm có phải là đắc tội gì anh rồi không? Đạo diễn lại giải thích là trên video nói thêm nhiều giấm mới có vị chua. Lúc này Tô Ngư cũng được khơi dậy hứng thú. Một bàn lớn đặc sắc, sự hấp dẫn đối với một người ăn uống quả thật không cần quá lớn. Bởi vì gương trước xe, cô ấy lựa chọn một miếng củ sen theo mùa. Sau khi đồ ăn vào miệng, đám người không hẹn mà cùng nín thở. Một miếng củ sen chung quy cũng không thể lật xe chứ. Tô Ngư sau khi ăn xong khẽ ho nhẹ một tiếng, nhíu mày nói hơi ngọt một chút. Căn phòng vốn có mười mấy người nhất thời lâm vào chết lặng. Không tự chủ đối với câu nói hơi một chút của Tô Ngư sinh ra hoài nghi mãnh liệt. Thiên Kim Hào Môn thân giá 100 tỷ, xuống ruộng hái ngó sen lại vô cùng dũng mãnh, thậm chí với sức lực của một mình, giành chiến thắng trong đám đàn ông. Tô Ngư sở dĩ nỗ lực như vậy chỉ bởi vì trừng phạt của đạo diễn thật sự quá đáng sợ, anh ta thế mà lại tự mình xuống bếp nấu cơm. Đạo diễn lại không tin cơm mình làm tinh mỹ như vậy, mọi người như thế nào lại né tránh không kịp. Anh ấy trực tiếp tự mình nếm một miếng, anh ấy mới hiểu cái gì gọi là bên ngoài kim ngọc bên trong thối nát, đến dạ dày đều suýt chút nữa nôn ra ngoài, hơn nữa ăn còn là rau xào theo mùa. Vì sinh mệnh mà nghĩ, anh ấy chỉ có thể mặt dày tới bàn của Tô Ngư. Chuyển cảnh, Tô Ngư kết thúc chuyến du lịch của game show mùa đầu tiên, dân mạng lũ nhao nhao đòi ra tiếp mùa 2. Lúc này cô ấy đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Thì ra là sắp đến mùa xuân, mẹ chuẩn bị cùng cô ấy đến đoàn phim đón năm mới. Tô Ngư cũng suy nghĩ mọi người đều ở đoàn phim đón năm mới, bản thân quay về xác thực không thích hợp, cũng liền đồng ý với đề nghị của mẹ. Tiểu trợ lý lại hỏi Thanh Sương, anh và Lệ tiên sinh không về đón năm mới sao? Thanh Sương lại biểu thị, tôi cùng thiếu chủ luôn sống ở nước ngoài, không có khái niệm đón Tết, hơn nữa thiếu chủ phải quay về thăm mẹ nuôi, năm sau nữa mới có thể quay lại. Tiểu trợ lý nghe vậy vui mừng, vội vàng biểu thị phải đi tiễn Lệ Cảnh Thừa. Vừa rồi anh ấy còn lo lắng, Tô lão gia tử nhìn thấy một đại nam nhân ở bên cạnh Tô Ngư hiểu lầm thì phải làm thế nào, hiện tại đều được giải quyết rồi. Sau khi quay về, tiểu trợ lý đem tin tức tốt cho Tô Ngư. Tô Ngư lại hỏi, Lệ Cảnh Thừa bao giờ quay lại nói là có chút chuyện tìm anh ấy, không ngờ anh ấy đi nhanh như vậy. Tiểu trợ lý lại biểu thị có thể tìm Thanh Sương à, Thanh Sương vẫn ở đây làm bảo tiêu cho chị. Nhưng Tô Ngư lại lắc lắc đầu, nói chuyện này chỉ anh ấy có thể mới giúp được. Tiểu trợ lý sợ nữ Nga là đối với anh ta sinh ra sự dựa dẫm, thế là liền thăm dò, tôi cảm thấy Lệ tiên sinh đi rồi cũng khá tốt. Tô Ngư hỏi ngược, cậu không thích anh ấy sao? Đồng thời cô ấy trong điện thoại gửi cho Lệ Cảnh Thừa một tin nhắn muốn học một chút công phu anh ấy sử dụng dây thừng lần trước. Tiểu trợ lý giải thích nói, cũng không phải không thích anh ta, tôi chỉ sợ lão gia tử thấy Lệ tiên sinh ở ngay kế bên không thích hợp lắm. Mà Tô Ngư lại không cảm thấy chỗ này là quán rượu tốt nhất địa phương, anh ấy không ở chỗ này còn có thể ở chỗ nào.
tiểu trợ lý không nhịn được kinh ngạc thầm cảm thán, đầu óc của con gái thật là không giống người thường, Lệ Cảnh Thừa e là cả đời này cũng không có cơ hội này đâu. Đồng thời cùng lúc này, Lệ Cảnh Thừa sau khi nhận được tin nhắn của Tô Ngư, trên mặt không tự giác xuất hiện ý cười, sau đó đồng ý dạy Tô Ngư công phu, hơn nữa ngày mai bắt đầu. Tô Ngư lại hỏi anh không phải là ngày mai quay về đón năm mới hay sao? Sau trả lời tin nhắn xong, Lệ Cảnh Thừa liền thông báo tài xế quay lại sân bay, tài xế lại đầu đầy sương mù, thiếu chủ không phải là vừa đi từ sân bay ra hay sao? Mà Lệ Cảnh Thừa lại nói với Tô Ngư là buổi tối thăm mẹ nuôi một chút liền quay về. Lúc này Tô Ngư lắc lắc điện thoại, biểu thị Lệ Cảnh Thừa nói anh ấy tối nay quay về. Tiểu trợ lý nghe vậy ý cười trên mặt dần biến mất, không phải đã nói năm sau sao? Năm mới sắp đến, mẹ của Tô Ngư mang theo ông nội đến đoàn phim chuẩn bị cùng nhau đón năm mới. Trên một đường, tiểu trợ lý không ngừng khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Tô Ngư, đến Triệu đạo diễn nghiêm khắc nhất trong giới giải trí cũng bị cô ấy thu phục. Lão gia tử tuy vui mừng cháu gái tiến bộ không ít, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lẽ Tô Ngư là người đầu tư nên được khen lên. Cùng lúc này, Tô Ngư đang hóa thân thành hoàng đế ngồi trên đại điện, toàn bộ tâm trí đều đặt trong bộ phim. Trước mắt quốc khố xuất ra 100 vạn lượng tiền lương, chưa tới Kinh Châu liền thiếu mất một nửa, mà quan viên quản giám lại tuyệt nhiên không biết. Cô ấy tức giận đem tấu chương ném lên đầu quan viên, đến nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột lạnh thêm mấy phần, phẫn nộ quát một nửa ngân lượng còn lại đi đâu rồi. Quan viên đó thấy vậy toàn thân run rẩy như cầy sấy, lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Lão gia tử thấy vậy không nhịn được tán thưởng, thằng nhóc này không tồi, còn thật sự có mấy phần khí trường đế vương, Tiểu Ngư là diễn vai hoàng hậu của cậu ta sao? Tiểu trợ lý lại biểu thị Tô tổng ngài lại hay rồi, mau nhìn kỹ xem, không cảm thấy hoàng đế này có chút quen mắt sao? Ngô Linh Ngọc sau khi nhìn thấy không nhìn được há to miệng. Đôi mắt này, lông mày này, không phải chính là Tiểu Ngư sao? Lão gia tử sau khi tỉ mỉ quan sát, nhịn không được kinh hô, vẫn thật là Tiểu Ngư của chúng ta, hóa trang này cũng thật lợi hại. Vừa hay lúc này đoạn phim đã quay xong, Tô Ngư mặc một thân long bào, dùng giọng điệu bất đồng ngọt ngào hô lên, ra ra. Lão gia tử lại lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Còn nói như vậy, bản thân cũng tính là cùng hoàng đế chụp ảnh qua rồi. Sau đó Tô Ngư cũng gọi mẹ cùng nhau chụp một tấm, mẹ lại lau lau nước khóe mắt. Con gái nhiều năm luôn trách móc bà ấy, bà không ngờ con gái lại chuyển biến lớn như vậy. Bà ấy đã không còn nhớ là bao lâu chưa cùng con gái chụp một tấm ảnh rồi. Bất quá con giá nguyện ý cùng bản thân thân cận, bà đã rất mãn nguyện rồi. Lúc này đạo diễn thân thiết chào hỏi lão gia tử, hai người không tránh khỏi một trận hàn huyên. Đồng thời ảnh đế ảnh hậu cũng lần lượt hướng lão gia tử chào hỏi. Tống Kiều chính là cùng theo Tô Ngư gọi một tiếng ra ra, lão gia tử lại vui vẻ không thôi. Những người này bình thường đều nhìn thấy trên TV, thật không ngờ Tiểu Ngư quan hệ tốt như vậy. Sau đó ảnh đế Lâm Trì chủ động đề nghị giúp mẹ con hai người chụp ảnh. Lão gia tử nhớ người này Tiểu Ngư từng nói trong phỏng vấn là thích cậu ta. Mà Tống Kiều yêu người yêu cả đường đi, kéo Ngô Linh Ngọc cùng nhau chụp ảnh. Ngô Linh Ngọc lại gọi Lâm Trì chụp cùng, còn đặc biệt để anh ấy đứng cùng Tô Ngư, chọc Tống Kiều ăn dấm bay đầy. Chuyển cảnh mấy người quay về quán rượu nghỉ ngơi. Mà vừa ngồi không bao lâu, nhưng lão gia đột nhiên hỏi Tiểu Ngư, con thích Tiểu Trì à? Trợ lý vừa uống nước đã sợ đến mức phun ra, anh nhìn ra lão gia muốn hỏi cái gì, nhưng lại không nghĩ tới sẽ thẳng thừng như vậy. Ông nội lập tức buôn chuyện hỏi Tô Ngư có thích Lâm Trì không. Tô Ngư cũng lập tức hiểu ra, ông nội nhất định đã đọc qua bài phỏng vấn của nguyên chủ lần trước. Cô từng công khai bày tỏ tình cảm với Lâm Trì, nhưng cô lắc đầu nói không thích, chỉ là đồng nghiệp, công ty từng sắp xếp để câu view. Trợ lý nghe vậy vui mừng khôn xiết, cô không hổ là người phụ nữ của sự nghiệp, nhưng mẹ cô nói rằng bà nghĩ Tiểu Trì cũng rất tốt. Tô Ngư trả lời rằng anh ấy rất tốt, nếu không phải sức khỏe không tốt hạn chế khả năng diễn xuất của anh ấy thì thành tích sau này của anh ấy còn phải cao hơn nữa. Sau bữa tối, mẹ nhìn thấy Tô Ngư mặc áo khoác, lo lắng hỏi Tiểu Ngư sao lại ra ngoài muộn như vậy. Tô Ngư nói tối nay quay cảnh đêm không cần đợi cô về, mẹ vuốt ve mặt cô trách sao quay muộn thế, gần đây cô gầy đi rất nhiều. Cô cảm nhận được hơi ấm trên mặt, trái tim cũng ấm lên đôi chút, an ủi mẹ, không sao đâu, con có thể nghỉ ngơi vào buổi sáng. Mẹ quay sang ôm cô ấy và xúc động nói rằng cá con của chúng ta đã thực sự trưởng thành và trở thành một người có thể dựa vào. Tô Ngư tái sinh lần đầu tiên cảm nhận được cái ôm của mẹ, tuy có chút xa lạ nhưng thực sự rất ấm áp. Khung cảnh thay đổi, sau khi đạo diễn tuyên bố cảnh quay cuối cùng đã kết thúc, các nhân viên đều vô cùng mệt mỏi, trên mặt ai cũng hiện lên dòng chữ cuối cùng cũng được tan làm. Tô Ngư cũng đứng dậy rời đi, ánh mặt trời mới mọc chiếu vào người cô ấm áp như vòng tay của mẹ. Cô vừa trở lại phòng hóa trang, Lệ Cảnh Thừa đã vội vàng chạy tới. Tô Ngư vui vẻ hỏi, anh tới dạy ta công phu sao? Lệ Cảnh Thừa nói không cần vội, cô cầm quyển tuyệt kỹ công phu này về đọc trước đi, có chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ dạy cô. Sau khi nhận được, cô nhanh chóng lật xem ra cuốn sách này còn hấp dẫn hơn cả anh chàng đẹp trai trước mặt. Lệ Cảnh Thừa giả vờ bình thản nói, lát nữa tôi sẽ đi chạy bộ, tụi mình cùng chạy nhé. Đầu óc Tô Ngư hoàn toàn bị những chiêu thức trong sách hấp dẫn, không ngẩng đầu lên đáp, được, đợi tôi về khách sạn thay quần áo đã. Suốt quãng đường đến thang máy của khách sạn, Tô Ngư một mực luyện các động tác trong sách, không thèm để ý đến chiếc váy xẻ cao đang mặc. Sau khi thang máy lên đến tầng 16, Tô Ngư vẫn còn miên man đặt câu hỏi, hai người giống như một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.
Cảnh này tình cờ bị ông nội chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy, Tô Ngư ngọt ngào chào hỏi ông nội, nhưng toàn bộ sự chú ý lão gia đều đổ dồn vào Lệ Cảnh Thừa. Khí chất cao quý này rõ ràng không phải người bình thường, ông quay đầu lại hỏi Tô Ngư đây là ai. Tô Ngư tự giới thiệu anh là người chỉ đạo võ thuật của đoàn phim của cô, anh ấy ở phòng bên cạnh. Lệ Cảnh Thừa chủ động vươn tay tự giới thiệu, xin chào, cháu là Lệ Cảnh Thừa, là bạn của Tô Ngư. Nhưng lão gia chỉ cần nhìn thoáng qua khí chất của anh đã biết người này nhất định không phải người thường, hơn nữa sao ông có thể không biết tí gì về bạn bè của Tô Ngư được. Nhưng Tô Ngư thì đang nghĩ chúng ta trở thành bạn bè hồi nào, nể tình anh dạy võ công cho cô nên mới miễn cưỡng xem là bạn thôi. Vậy mà lão gia lại rất thích Lệ Cảnh Thừa, kêu Tô Ngư về trước, muốn cùng Lệ Cảnh Thừa nói chuyện một mình. Lệ Cảnh Thừa nghe vậy khẽ gật đầu với Tô Ngư, chỉ có Tô Ngư vẫn còn ngơ ngác. Cô thực sự không thể hiểu được hai người họ thì có gì để nói. Khi về đến phòng khách sạn, mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, bà còn đặc biệt xem lịch trình của cô và bảo cô tranh thủ nghỉ ngơi. Vào bàn ăn, mẹ cô vừa gắp đồ ăn vừa hỏi cô ấy có không thích ăn gì không một cách vô cùng ân cần. Tô Ngư nói không có gì không thích ngoại trừ bánh ngô của đạo diễn Nhâm. Ngô Linh Ngọc ngay lập tức bị cô nàng chọc cười, thậm chí còn nói không có chuyện đó. Tô Ngư đẩy đĩa tôm đến trước mặt mẹ, lần trước về nhà con thấy mẹ thích tôm, ăn thêm đi. Ngô Linh Ngọc hốc mắt có chút đỏ lên, nàng chưa từng nói sở thích của mình với ai, ngay cả Trương phu nhân phụ trách chế độ ăn hơn 10 năm cũng không biết. Tô Ngư vừa nhìn thấy đã ghi nhớ, bà lập tức cảm thấy bao nhiêu uất ức mình gánh chịu bao năm qua đều xứng đáng. Tô Ngư lúc này mới bối rối vội xin lỗi mẹ, lúc trước là con sai. Ngô Linh Ngọc nức nở nói không phải lỗi của con, đều là lỗi của mẹ, nhưng mẹ cũng có nỗi khổ. Tô Ngư nhẹ giọng đáp, khi nào mẹ muốn nói hẵng nói, không muốn nói thì con sẽ không hỏi. Ngô Linh Ngọc nghe đến đây những giọt nước mắt vừa ngừng rơi lại tuôn trào. Tô Ngư cảm thấy Ngô Linh Ngọc không chịu ly hôn ở lại Tô gia nhất định là có lý do của cô ấy. Cô ấy không có ý định tọc mạch đời tư của người khác. Ngô Linh Ngọc rất yêu cô ấy, đối với cô ấy như vậy là đủ rồi. Cô nắm lấy tay Ngô Linh Ngọc, chân thành nói, con vẫn chưa biết làm sao để hòa hợp với mẹ, xin mẹ hãy cho con chút thời gian. Ngô Linh Ngọc nghe vậy mỉm cười, nhẹ gật đầu nói, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Cùng lúc đó lão gia bưng một sọt bánh bao trở về. Tô Ngư ngạc nhiên hỏi ông nội, sao ông biết cháu thích ăn bánh bao của quán này? Lão gia nói không phải ông mua, là tiểu thừa mua cho cô, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Tô Ngư nghe thấy ông gọi anh là tiểu thừa thì thấy kỳ quái, từ khi nào mà hai người lại quen thân như vậy? Từ khi Tô lão gia bắt gặp Tô Ngư đi với Lệ Cảnh Thừa, ông thường khen ngợi kiến thức của Lệ Cảnh Thừa trước mặt cháu gái. Thậm chí ông còn xấu hổ vì bản thân không bằng, chưa hết ông còn mới học quyền thuật từ tiểu thừa, sau khi luyện tập xong cơ thể rõ ràng nhẹ đi rất nhiều. Tô Ngư có chút kỳ quái, sao cô lại không biết Lệ Cảnh Thừa còn biết tán gẫu nữa nhỉ? Lúc này lão gia đột nhiên hỏi Tiểu Ngư, ngày 30 hàng năm có được nghỉ không? Tô Ngư nói chắc là sẽ được nghỉ một ngày, sao vậy ạ? Hóa ra lão gia biết cả đoàn sẽ không thể về nhà trong dịp Tết Nguyên đán nên quyết định mời tất cả bạn bè đến ăn một bữa tối giao thừa sôi động. Tô Ngư nghe xong, trong đầu toàn là bữa ăn thịnh soạn, lập tức mong chờ đến Tết Nguyên đán. Chớp mắt đã sang năm mới, đạo diễn Triệu và nữ diễn viên Tống Kiều đến nhà Tô Ngư chúc Tết, không quên mang theo đủ loại đồ mừng năm mới. Lão gia thấy vậy rất vui mừng, vội vàng mời bọn họ vào nhà ngồi xuống. Tống Kiều vừa vào đã thấy trợ lý và Thanh Sương đang làm sủi cảo, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Lệ Cảnh Thừa thu dọn đĩa, lão gia gọi người viết câu đối, sau đó Tô Ngư cầm bút lông lên cho mọi người mở mang tầm mắt. Thấy vậy, đạo diễn Nhâm không tin nói, Tiểu Ngư, thư pháp của cô không tệ đấy. Tôi nhớ thư pháp của cô trong các chương trình tạp kỹ không được tốt lắm, bây giờ nét chữ trôi chảy ổn định, rõ ràng là đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lão gia nghe được lời này thầm tự hào, gần đây Tiểu Ngư đã học ông viết, ông có thể nói rằng cô ấy rất có tài trong lĩnh vực này. Tống Kiều khâm phục nói Tiểu Ngư tài giỏi thật, đáng tiếc viết chữ của tôi không được đẹp, có lẽ là do không được thừa hưởng từ cha mẹ. Lúc này Triệu Minh Lãng mới chợt nhớ ra, tôi nhớ chữ viết của ảnh Đế Lâm cũng rất đẹp, sao cậu không thử xem, nhưng anh ấy chỉ khiêm tốn nói rằng cha mẹ anh đều là giáo sư. Anh cũng học được một số điều nhờ vào sự ảnh hưởng họ, nhưng đến lúc anh viết thì lại như mây bay nước chảy, vô cùng mượt mà trơn tru. Lão ra xem xong vỗ tay liên tục, thậm chí mơ hồ cảm thấy có chút phong thái phi phàm. Tô Ngư cũng thấy không tệ, nhưng nét chữ của mẹ vẫn đẹp hơn. Tống Kiều nói thật đáng tiếc, nếu như nét chữ của anh có thêm khí chất của hoàng đế thì bộ phim của chúng ta đã có người viết chiếu chỉ rồi. Lão gia để ý đến Lệ Cảnh Thừa đang im lặng thì nói Tiểu Thừa, cháu cũng thử xem. Lệ Cảnh Thừa nói mình cũng chỉ biết đôi chút, Triệu Minh Lãng chỉ Tống Kiều nói không sao, chúng ta đã có một người đội sổ rồi. Anh nhìn câu đối của Tô Ngư, quanh năm may mắn, bốn phương đến nhà, rồi ngẫu hứng viết, bốn mùa phú quý như ý, ngày xuân hạnh phúc bình an đến. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, thầm nghĩ nét chữ này chẳng kém gì nét chữ của bậc thầy thư pháp, ngay cả Tô Ngư cũng không khỏi khen anh viết đẹp thật đấy. Tô Ngư nhìn thấy dòng chữ này thầm kinh ngạc, công việc của Lệ Cảnh Thừa chẳng liên quan gì đến chữ viết, nhưng chữ viết của anh còn đẹp hơn mình, lẽ nào là do anh có thiên phú hơn? Tuy nhiên, lúc này Lệ Cảnh Thừa lại nói ông nội nói tôi chỉ có thể coi là biết viết. Mọi người không khỏi thầm nghĩ, gì chứ, đây mà chỉ gọi là biết viết thì chúng tôi đều là vẽ bậy à. Lúc này Tô lão gia chợt phát hiện cặp câu đối do Lệ Cảnh Thừa và Tô Ngư viết hình như đáp ứng với nhau, ông quyết định dán hai câu này lên cửa.
Ảnh hậu Tống Kiều thầm hét lên trong lòng O'Brien quá, đây chính là thần giao cách cảm, tình sâu ý đậm đồ đó. Tô Ngư nghĩ chắc sẽ không trùng hợp như vậy đâu, cô chỉ đọc trên mạng rồi viết ra thôi. Đạo diễn Triệu thấy chữ viết của Lệ Cảnh Thừa thì sửng sốt, ông vẫn luôn muốn tìm một nét chữ có khí chất của hoàng đế cho đoàn phim. Lần này cuối cùng cũng có người viết chiếu chỉ, ông vội vàng tóm lấy Lệ Cảnh Thừa, nhờ anh viết cho đoàn phim vài câu, bao nhiêu tiền cũng được. Lệ Cảnh Thừa nói anh sẽ tặng miễn phí, nhưng Thanh Sương ở bên kia đang dán câu đối mùa xuân lại cảm thấy không đúng. Anh nhớ là chữ viết của thiếu gia đâu có đẹp như vậy, hơn nữa thiếu gia còn rất ghét viết. Sau đó, khi đã chén rượu no nê, nhóm người nằm trên giường sôi nổi chúc tụng nhau cho đến ngày Tết, còn Tô Ngư một mình ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ. Lúc này, Lệ Cảnh Thừa chậm rãi đi tới, đưa ly rượu cho Tô Ngư, hai người yên lặng nhìn nhau, cũng ly rượu đầu tiên trong năm mới, cùng nói lời chúc mừng năm mới. Khung cảnh thay đổi, đạo diễn Triệu đang chăm chú nhìn vào màn hình, trong màn hình là Tô Ngư và ảnh đế Lâm Chỉ. Trong vở kịch, nam nữ chính cuối cùng ở bên nhau làm quân vương và thần, thề cùng nhau bảo vệ thiên hạ. Quay xong cảnh quay cuối cùng, đạo diễn Triệu cũng chính thức thông báo đoàn phim Hồng Trang Thái Tử đóng máy. Lâm Chỉ nhìn Tô Ngư rời đi như còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi. Ở bên nhau lâu như vậy, không hiểu sao anh cũng cảm thấy có hơi không nỡ. Tống Kiều nắm chặt tay Tô Ngư, hốc mắt có chút đỏ, vô cùng không nỡ. Tô Ngư chỉ có thể an ủi nàng, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Cùng lúc đó, đạo diễn mời mọi người chụp chung một tấm ảnh tập thể, sắc mặt Cửa Thành Xương bên cạnh có chút buồn phiền. Anh cũng rất muốn chụp chung với mọi người, nhưng như vậy thiếu gia sẽ bị vạch trần và thiếu gia cũng không thích chụp ảnh. Lệ Cảnh Thừa lúc này nhìn đám người từ xa, có chút đố kỵ, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến một người nào đó. Lúc này Tô Ngư nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có Lệ Cảnh Thừa và Thanh Xương, quay đầu hướng về phía hai người bọn họ hét lớn, hai người không đến chụp chung à? Hôm nay là ngày đoàn phim đóng máy, Tô Ngư gọi Lệ Cảnh Thừa và Thanh Sương cùng chụp ảnh chung, nhưng Thanh Sương lúc này có chút khó xử, anh là fan cứng của Tô Ngư. Cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng tại phim trường không nhiều, nhưng anh ta chỉ có thể nói với Tô Ngư rằng thiếu gia có thân phận đặc biệt và anh ấy không thích chụp ảnh, vì vậy họ không chụp thì hơn. Tô Ngư cũng biết thân phận của Lệ Cảnh Thừa không tiện, nhưng vẫn vẫy tay nói không sao, chúng ta chụp riêng làm kỷ niệm. Thanh Sương nghe vậy mừng rỡ, đứng dậy chạy về phía Tô Ngư, anh có thể chụp ảnh với cô Tô rồi, anh đứng sau lưng Tô Ngư ngây ngẩn cả người, cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng rồi. Lúc này nhiếp ảnh gia mới nhắc hai người tạo dáng, như thế này cứng nhắc quá. Nhưng mà, Tô Ngư vừa lùi lại tạo dáng liền đụng phải một bờ vai rộng như bức tường tỏa hơi nóng, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Lệ Cảnh Thừa không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng. Cô bối rối hỏi, không phải anh không thích chụp ảnh sao? Lệ Cảnh Thừa nhàn nhạt đáp không có, Thanh Sương nhớ nhầm rồi. Thanh Sương chỉ biết thở dài trong lòng, hôm nay anh lại bị ụp nồi rồi. Đến lúc chụp ảnh, trong mắt Lệ Cảnh Thừa chỉ toàn là Tô Ngư, nhiếp ảnh gia nhắc anh đẹp trai đằng kia nhìn vào máy ảnh. Chụp xong, Lệ Cảnh Thừa nhìn điện thoại rất lâu, dường như có hơi không hài lòng. Người chưa từng chụp ảnh cũng chưa từng chỉnh sửa ảnh là anh hôm nay lần đầu tiên mở chức năng chỉnh sửa ảnh, âm thầm cắt xén Thanh Sương ở bên cạnh. Nhìn thấy chỉ còn lại hai người, trên mặt anh cuối cùng cũng nở nụ cười, thầm nghĩ thế này mới đúng. Tô Ngư đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất lâu sau khi đoàn phim đóng máy. Hôm nay trợ lý đã thảo luận về công việc gần đây với cô ấy. Chúng ta đã lên kế hoạch cho một lộ trình phát triển lâu dài. Mặc dù không đồng ý với việc cô dành thời gian cho các hoạt động mỗi ngày, nhưng không ai nghỉ ngơi nhiều như cô vậy hết. Cô xem các hoạt động nền tảng của thương hiệu này, giá cả và thương hiệu đều rất tốt. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, hay là tôi nhận giúp cô nhé. Cô vươn vai nói đã đến lúc ra ngoài làm việc rồi, cô sẽ tự chuẩn bị quần áo. Trợ lý thấy kỳ lạ hỏi cô có quần áo của hãng A không, Tô Ngư cười thần bí, anh đi với tôi, sau đó trợ lý đi theo cô vào một căn phòng riêng. Căn phòng mở ra, tất cả các thương hiệu xa xỉ lớn hiện ra trước mắt anh, một cảnh tượng vô cùng rửa mắt. Trợ lý nhìn thấy không khỏi trợn tròn mắt, không thể tin nói, cô lấy đâu ra nhiều quần áo như vậy. Mà đây chỉ mới là những thứ mẹ Tô Ngư mua cho cô để mặc hàng ngày, trợ lý như lọt vào hang kho báu, hơn nữa còn phát hiện chúng đều là phiên bản giới hạn của nhiều hãng khác nhau. Sau khi xem giá, trợ lý còn nói, Tiểu Ngư, mẹ cô có muốn có con trai không? Tô Ngư siết chặt nắm tay, giả vờ tức giận uy hiếp, anh định tranh sủng với tôi đấy à? Sau khi nói đùa, trợ lý chọn một vài bộ quần áo cho sự kiện, nhưng Tô Ngư để ý thấy trợ lý quanh năm suốt tháng chỉ mặc mấy bộ quần áo giống nhau nên quyết định mua cho anh ta vài bộ. Trợ lý cảm kích rơi nước mắt, nếu Tô Ngư không bảo anh dừng lại, có lẽ anh đã quỳ xuống gọi mẹ ngay tại chỗ rồi. Màn hình thay đổi, hai mẹ con đang đi ở phía trước trò chuyện, trợ lý xách một chiếc túi lớn đi như bay, anh nhớ tới hai mẹ con quan hệ luôn không tốt, từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy. Cùng lúc đó, Ngô Linh Ngọc cầm một bộ vest nam, nói bộ vest này rất hợp với ông nội, tháng sau ông ấy sẽ ra nước ngoài dự một cuộc họp. Đột nhiên bà như nhận ra điều gì đó, lập tức quay sang hàng vest nam dành cho thanh niên. Tô Ngư tò mò hỏi bà muốn mua bộ này cho ai, Ngô Linh Ngọc cố ý hỏi con thấy bộ này hợp với ai. Trợ lý nghĩ thầm, bộ này rõ ràng không hợp với mình, lẽ nào là cho cha Tô Ngư ư? Nhưng đây là kiểu dáng dành cho nam thanh niên nên cũng không hợp. Tô Ngư nhìn quần áo trước mặt một hồi, trong lòng chậm rãi hiện lên một bóng người, sau đó cô ấy không chắc chắn nói rằng Lệ Cảnh Thừa.
Ngô Linh Ngọc nghe vậy phụ họa, mẹ cũng nghĩ vậy đấy, vừa bước vào cửa hàng nhìn thấy bộ vest này là bà đã nghĩ nó rất hợp với tiểu thư rồi. Tiểu thư còn trẻ mà đã toát ra vẻ già dặn, con tặng cái này cho cậu ấy nhất định sẽ mặc. Tô Ngư lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, đầu đầy dấu chấm hỏi, nghĩ mình đưa quần áo cho anh ta làm gì. Trợ lý nghe vậy lập tức cảm thấy khủng hoảng, Lệ Cảnh Thừa, tên đàn ông mưu mô này dám dùng kế vây ngụy cứu Triệu, gì còn chủ động mua quần áo cho hắn nữa. Ngô Linh Ngọc nói mình rất thích kiểu đặng cửa bộ đồ này, nhưng mua xong không biết tặng cho ai nên hai người có thể tặng cho tiểu thừa. Tô Ngư ngẫm nghĩ một chút nói dáng người Lệ Cảnh Thừa đúng là rất tuyệt, có nên tặng cho anh thêm mấy bộ không? Sau đó lập tức chọn thêm mấy bộ, biết Lệ Cảnh Thừa thích chạy bộ nên cô còn đặc biệt chọn cho anh vài bộ dành cho thể thao. Mẹ cô lúc này cười tủm tỉm, cho rằng con gái cuối cùng cũng hiểu rồi, nhưng Tô Ngư hoàn toàn coi bản thân là stylist. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lệ Cảnh Thừa phối đồ, thầm nghĩ anh mặc lên chắc là sẽ rất đẹp trai. Trong khi đó, Lệ Cảnh Thừa đang tham dự một hội nghị quốc tế quan trọng. Thanh Sương chợt nhận được tin nhắn của trợ lý Tô Ngư, nói gần đây không gặp được bọn họ, muốn xin địa chỉ. Thanh Sương vốn tưởng rằng Tô Ngư gặp phải chuyện gì, hóa ra là định gửi mấy bộ quần áo cho thiếu gia, không ghi địa chỉ thì không thể chuyển được. Thanh Sương vừa xem tin liền đưa cho Lệ Cảnh Thừa xem, Lệ Cảnh Thừa nói địa chỉ ở ngay cạnh nhà nàng, tuy giọng điệu anh bình tĩnh nhưng Thanh Sương vẫn bắt gặp được nụ cười không thể kìm được của anh. Về đến nhà, Tô Ngư và trợ lý mất cả buổi trời mới sắp xếp xong quần áo mới. Trợ lý nhìn những bộ quần áo trị giá mấy chục triệu đô la này, lo lắng hỏi, ba cô sẽ không tức giận chứ? Tô Ngư nói với anh ta, mẹ tôi tự bỏ tiền ra mua, không liên quan gì đến ông ta. Trợ lý lập tức tò mò, gì làm nghề gì vậy? Tô Ngư nói, nhà họ Ngô ở Nam Thành. Trợ lý không ngờ rằng Ngô Linh Ngọc lại là người nhà họ Ngô ở Nam Thành, một gia tộc giàu có sánh ngang với nhà họ Tô, thậm chí là còn ngầm ngầm vượt qua cả nhà họ Tô. Nhưng Tô Ngư không định tiêu tiền của mẹ, cô nói với trợ lý sau này có thể tiếp nhận nhiều bộ phim hơn. Trước đây cô không có hứng thú với việc kiếm tiền, nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng đã có động lực để kiếm tiền. Cô dự định sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền lo cho mẹ và ông nội phòng khi nhà họ Tô xảy ra chuyện. Khung cảnh thay đổi, trợ lý đưa Tô Ngư đến bữa tiệc sự kiện của nhãn hiệu, ngay cả bãi đậu xe cũng toàn những chiếc xe sang triệu đô. Theo điều tra của trợ lý, những người đến đây lần này đều là ông chủ của các công ty và các công ty đa quốc gia. Chỉ cần có thể thiết lập quan hệ với người phụ trách, làm người đại diện sẽ không thành vấn đề. Tô Ngư rất ít khi tham gia những buổi họp mặt như vậy, dù sao cô cũng không thiếu lời mời làm đại diện khi còn là nữ hoàng điện ảnh quốc tế. Bây giờ cô cũng không ngại tham gia để kiếm tiền cho Ngô Linh Ngọc. Lúc này mấy đại diện quản lý chào đón cô, khen Tô Ngư càng ngày càng xinh đẹp. Cô thấy người này hình như có ý đồ xấu nên trốn tránh nói xin lỗi, quản lý gọi tôi rồi, tôi xin phép đi trước. Vài người sau lưng hắn cười nhạo báng, đã đến tham gia sự kiện này rồi mà còn kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ là đến để kiếm được miếng mồi ngon, các ông chủ trên lầu đều đang đợi cô uống rượu cùng đó. Cùng lúc đó, người phục vụ nhìn thấy dung mạo nổi bật của cô, liền đi đến chào mời, trên lầu đang có tiệc, cô có muốn lên cùng dùng bữa không ạ? Tô Ngư nghe nói có đồ ăn, lập tức có hứng thú. Tuy nhiên, khi đi lên lầu, cô nhận ra rằng ai cũng đều có đôi có cặp, rõ ràng đây không phải là một bữa tiệc bình thường. Rồi cô chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc, tại sao Lệ Cảnh Thừa lại ở đây? Tô Ngư lập tức cảm thấy đây không phải là bữa ăn tử tế gì, cô đi thẳng về phía Lệ Cảnh Thừa, không khách sáo nói nhích vào trong. Thấy vậy, các ông chủ xung quanh đều đổ mồ hôi lạnh, Tô Ngư cũng không cảm thấy có gì sai, một mình anh chiếm nhiều không gian như vậy, lại còn phải ngồi ở giữa làm tốn diện tích. Các ông chủ xung quanh chỉ cho rằng Tô Ngư bị điên rồi, đó là ông chủ của các ông chủ, đại gia hàng đầu còn phải kính nể, cho dù có bao nhiêu nghệ sĩ muốn sủng ái cũng bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lệ Cảnh Thừa trực tiếp đứng dậy nhường chỗ cho Tô Ngư. Thấy vậy, các ông chủ như gặp phải ma, không hiểu Tô Ngư đã dùng yêu thuật gì để có thể đường hoàng ngồi bên cạnh người đàn ông đó. Chỉ có khả năng là hai người họ quen biết nhau, nếu thật là như vậy thì họ thì có thể ra tay với Tô Ngư nếu lấy lòng Lệ Cảnh Thừa không được. Sau đó, một ông chủ thân hình cao to đến bên Tô Ngư, mời cô Tô rót rượu, Lệ Cảnh Thừa lạnh lùng nhìn ông ta một cái. Thật ra Tô Ngư rất muốn thử, trước đây vì vấn đề sức khỏe nên cô chưa bao giờ uống rượu, đối phương cũng không ngờ Tô Ngư lại nể mặt mà uống thật. Người xung quanh không ngớt lời khen cô Tô uống rượu giỏi, Lệ Cảnh Thừa thấy cô vui vẻ uống rượu cũng không ngăn cản. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy hai người có lẽ không quen biết nhau, nếu là vậy thì nói không chừng bản thân cũng có cơ hội với một mỹ nhân như Tô Ngư. Lệ Cảnh Thừa chú ý thấy họ càng ngày càng lại gần, sắc mặt càng âm trầm. Bọn họ rõ ràng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và vẫn chúc cô uống từng ly một, nói rằng uống ly này rồi họ sẽ có cơ hội hợp tác. Tô Ngư uống hết ly này đến ly khác cho đến khi ngà ngà say, nghe nói có thể hợp tác thì lập tức có hứng thú. Một ông chủ giả vờ cầm điện thoại giới thiệu sản phẩm của mình, nhưng thực ra là tính toán, nhân lúc cô xem điện thoại để lợi dụng quấy rối. Tuy nhiên, Tô Ngư chỉ liếc qua rồi đẩy lại, ông chủ lập tức nổi giận, sản phẩm này do chính công ty chúng tôi phát triển đã được 2 năm, Tô Ngư rõ ràng là không tôn trọng người khác. Không đợi ông ta nói tiếp, Tô Ngư đã nhận xét rằng 90% các chức năng đều là mánh lới quảng cáo. Trải nghiệm của người tiêu dùng sẽ không tốt và chỉ có vài chức năng là đáng để đầu tư vào khiến ông chủ cả kinh. Tô Ngư phân tích rất đúng, ông lập tức xin ý kiến của cô.
Tô Ngư nói muốn nói chuyện hợp tác thì ở lại, còn người không liên quan thì rời đi. Không ngờ câu nói này lại trực tiếp khiến những người khác phẫn nộ, thậm chí có người còn nói cô chỉ là tiếp rượu, có tư cách gì mà đuổi họ ra ngoài. Lúc này Lệ Cảnh Thừa nhàn nhạt nói, đi ra ngoài. Người đàn ông sợ đến toát mồ hôi lạnh, liên tục nói vâng. Lúc này, mấy đại gia kinh doanh ngồi thành hàng xung quanh Tô Ngư và Lệ Cảnh Thừa như học sinh tiểu học đang mong đợi được nghe giáo viên giảng bài. Tô Ngư lúc này đã hơi say, khi chất nữ vương từ trong xương cũng bất giác biến mất, nhẹ giọng hỏi các người có đề nghị hợp tác gì. Lúc này một ông chủ trẻ tuổi khí phách hừ lạnh một tiếng, hắn đã điều tra xong lý lịch của Tô Ngư. Cô đã bỏ học năm thứ 2 cấp 3 và thậm chí còn không được nhận bằng tốt nghiệp, giả vờ cái gì chứ. Anh ta muốn đục thủng con hổ giấy này và yêu cầu cô hãy nói chi tiết nên triển khai kế hoạch marketing cho sản phẩm như thế nào. Nhưng mà, điều hắn không ngờ chính là Tô Ngư lại không thèm trả lời, một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng hỏi cho được. Người đàn ông nghe vậy liền vô cùng tức giận, anh Lệ, chúng ta có nên đổi địa điểm không? Ai mà rảnh chơi với một người say rượu chứ? Lệ Cảnh Thừa không nói gì, chỉ nghe thấy Tô Ngư nói ra câu mệnh lệnh không thể cãi lại, ngồi xuống. Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Lệ Cảnh Thừa thì đột nhiên im bặt. Sau đó, dưới tác dụng của rượu, Tô Ngư trực tiếp đứng lớp lập kế hoạch marketing cho mấy ông lớn. Khả năng hoạt động của marketing phải được hiện thực hóa với điều kiện nguồn thông tin, nhân lực, vật lực và nguồn lực tài chính hiện có của doanh nghiệp cho phép, nếu không thì đó chỉ là lý thuyết trên mặt giấy. Lệ Cảnh Thừa nhìn Tô Ngư hùng hồn khẽ cười, cảm thấy lúc này cô rất đáng yêu. Một số ông lớn ban đầu đến chỉ để tham gia tiệc rượu, nhưng sau khi nghe tiết dạy quản lý tiếp thị của cô tại bữa tiệc thì liên tục mời Tô Ngư làm đại diện cho sản phẩm của họ. Không biết có phải là do nghe vậy nên vui mừng hay không, lúc này rượu cũng phát huy tác dụng, Tô Ngư đồng ý tiếp nhận vài lời mời làm đại diện. Mặt đỏ bừng, biểu cảm càng ngày càng quyến rũ, mấy ông chủ trẻ tuổi lập tức bị mê hoặc, nhịn không nổi lén nuốt nước miếng. Lúc này, Lệ Cảnh Thừa đúng lúc đứng chắn trước mặt Tô Ngư, chặn đứng cảnh đẹp tuyệt thế này, rồi ra lệnh nói, tất cả ra ngoài đi, cô ấy say rồi. Tô Ngư chỉ cảm thấy đầu nặng dần, vô thức dựa vào bờ vai rộng lớn kia. Cùng lúc này, bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, trợ lý đang vội vàng tìm Tô Ngư dưới lầu, mới lơ là cô một chút thôi, lỡ mà cô gặp phải nguy hiểm thì sao? Ngay sau đó, mắt anh chợt trợn tròn, Lệ Cảnh Thừa đang chậm rãi ôm Tô Ngư đi về phía anh. Nhất thời, vô số suy nghĩ lướt qua đầu anh còn nghĩ Tô Ngư đã gặp nguy hiểm. May mà Lệ Cảnh Thừa nói, chỉ là uống say thôi. Lúc này Tô Ngư đột nhiên xua tay nói tôi không say, có thể tiếp tục bàn chuyện hợp tác, anh có bàn không? Lệ Cảnh Thừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mình, nhẹ giọng đáp, được muốn bàn ở đâu? Tô Ngư mơ hồ nói ở nhà cô. Trợ lý nghe vậy ngẩn ra, cô nam quả nữ vào buổi tối, đây chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao? Tô Ngư chưa từng uống rượu đã say khướt ngã vào vòng tay trai đẹp cơ bụng tám múi, thậm chí còn dẫn anh về nhà bàn chuyện làm ăn. Thanh Sương lái xe đến, Tô Ngư như một chú mèo con đung đưa trong lòng anh, còn nói rằng cô chưa say, cô có thể đi được. Lệ Cảnh Thừa bất lực đành phải nhẹ nhàng đặt cô xuống, bình thường anh chỉ nhìn thấy mặt mạnh mẽ của Tô Ngư, đây là lần đầu tiên anh thấy một Tô Ngư dễ thương như vậy. Anh dìu Tô Ngư lên xe, khoảng không gian nhỏ hẹp của cửa xe lập tức áp chặt hai người vào nhau, trong lúc lảo đảo môi của Tô Ngư đã vô tình chạm vào má anh. Cảm nhận được hơi ấm nơi đầu môi, mắt Lệ Cảnh Thừa chợt mở to, trong lòng không hiểu sao vô cùng kích động. Tô Ngư mở mắt ra, khuôn mặt Lệ Cảnh Thừa nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu không khí càng lúc càng mập mờ, Lệ Cảnh Thừa từng trải qua sóng to gió lớn cũng trở nên lúng túng. Sau đó trợ lý phát hiện hôm nay hai người đều yên lặng một cách khó hiểu, cơ thể Lệ Cảnh Thừa càng thêm cứng ngắc. Lúc hai người vào trong xe, không gian nhỏ bé vừa bối rối vừa ám muội, trái tim cũng không thể ngừng đập điên cuồng. Để giảm bớt xấu hổ, Tô Ngư hỏi anh có biết tài nguyên có giá trị hơn vàng, được cả thế giới tranh giành và mọi người ai cũng có là gì không? Lệ Cảnh Thừa trả lời là nước. Đúng rồi, 71% diện tích trái đất được bao phủ bởi sông hồ nhưng vẫn thiếu nước, anh có biết tại sao không? Vì chỉ có 3% nước ngọt là có thể sử dụng được. Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về tình hình quốc tế. Trợ lý bất đắc dĩ than thở, quả nhiên người say rượu đều thích nói nhảm. Về đến nhà, Tô Ngư trực tiếp mời chào Lệ Cảnh Thừa, chỉ cần anh bằng lòng làm việc ở công ty của cô, ra điều kiện gì cũng được. Lệ Cảnh Thừa đầy cưng chiều nói, được, tôi sẽ cân nhắc. Trợ lý nghe không nổi nữa, còn chưa mở công ty đã bắt đầu bốc phét với người ta rồi. Sau khi ngủ dậy, Tô Ngư cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, vừa đi xuống lầu đã thấy trợ lý ngủ trên sofa, cô liền nhắc nhở anh lần sau uống ít thôi. Trợ lý ngơ ngác, không phải hôm qua cô mới là người uống rượu sao? Tô Ngư tự tin nói hôm qua anh uống say, Thanh Sương đã đưa anh về, lần sau uống ít thôi. Lần này trợ lý đã hoàn toàn ngây người, cô không nhớ những gì đã xảy ra tối qua sao? Tôi nhớ chứ, hôm qua ăn xong tôi xuống nhà để tìm anh thì thấy anh uống say. Giọng điệu của Tô Ngư vô cùng chắc chắn, bấy giờ trợ lý mới hiểu, Tiểu Ngư không chỉ thích nói nhảm khi say mà còn tự mình thêu dệt một vài ký ức. Cùng lúc đó, Tô Ngư đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa, Lệ Cảnh Thừa đặc biệt mua bữa sáng cho cô, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Tô Ngư, Lệ Cảnh Thừa đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ám muội ngày hôm qua. Chú thỏ trắng được giới giải trí công nhận đã dạy đám cá sấu thủ đô ở buổi tiếp tân một bài học, đến cả sếp lớn cũng sẵn sàng đưa đồ ăn sáng cho cô. Tô Ngư đã quen với việc Lệ Cảnh Thừa đưa đồ ăn sáng cho mình.
hôm nay cô nhìn anh từ trên xuống dưới, khoe rằng quần áo rất đẹp, bộ đồ này là mẹ của Tô Ngư tặng anh còn định tìm cơ hội đến thăm bà. Lệ Cảnh Thừa ngồi xuống, chú ý đến trợ lý đang ngáp dài kế bên. Thấy Tô Ngư rời đi, anh khẽ hỏi tại sao Tiểu Ngư lại đến bữa tiệc ngày hôm qua, nhưng trợ lý nói rằng ngày hôm qua chỉ là một sự kiện bình thường do công ty sắp xếp. Lệ Cảnh Thừa thầm nghĩ không đúng, tính chất của bữa tiệc rượu ngày hôm qua không bình thường, nếu không phải mình có mặt thì Tô Ngư đã là cừu lọt hang hổ rồi. Công ty sao có thể sắp xếp một nơi như vậy? Sau đó ánh mắt anh càng ngày càng lạnh lùng, xem ra có người cần phải được thanh trừng. Cùng lúc đó, cha của Tô Ngư, Tô Tấn, bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ giám đốc Lương và cái giá phải chăng đến bất ngờ. Với địa vị của nhà họ Lương trong giới, việc chủ động đề nghị hợp tác là điều cực kỳ hiếm. Đây là một sự hợp tác có thể nâng cao vị thế của công ty. Điều kiện và thái độ của đối phương tốt đến mức khiến Tô Tấn không khỏi nghi ngờ liệu mình có bị gài bẫy. Giám đốc Lương nhìn thấy sự do dự của ông ấy và nói rằng giám đốc Tô đúng là có một cô con gái tốt, nếu không nhờ cô ấy chỉ điểm, công ty của chúng tôi có thể đã bị mua lại. Tô Tấn nghĩ đó là công lao của cô con gái ngoài giá thú Tô Thải Vi, thầm nghĩ con gái mình quả là có năng lực, bèn đồng ý hợp tác. Lúc này anh hùng thật sự, Tô Ngư vừa ra ngoài đã gặp Lệ Cảnh Thừa, biết được Tô Ngư sắp về nhà, anh liền ngỏ lời đi thăm phu nhân Ngô và lão gia Tô. Tô Ngư biết ông nội thích anh nên đồng ý, sau khi đóng cửa xe, Lệ Cảnh Thừa nhìn Tô Ngư, chợt nhớ tới cảnh tượng ám muội tối hôm qua. Nhưng Tô Ngư uống đến mụ mị đã quên sạch sành sanh, chỉ thấy Lệ Cảnh Thừa ngày hôm nay cứ là lạ. Lúc này, một cú phanh gấp khiến Tô Ngư bỗng mất đi trọng tâm, lúc đầu sắp đập vào cửa xe. Lệ Cảnh Thừa đã kịp thời vươn tay ôm chặt lấy cô, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ, Tô Ngư có hơi đỏ mặt. Trợ lý và Thanh Sương mắng đứa trẻ đột nhiên chạy sang đường, lỡ mà phanh chậm một giây thôi là đã có chuyện rồi. Lệ Cảnh Thừa nhẹ nhàng vuốt trán Tô Ngư, dịu dàng nói không bị đập trúng chứ. Tô Ngư chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, cô có hơi không quen đối với sự thân mật đột ngột. Sau đó hai người quay đầu sang một bên trò chuyện, giả vờ như chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Trợ lý nhìn mà tức đến mức hai mắt phượt lửa, con gái, con phải tránh xa tên đó ra, con sắp bị con sói lớn xấu xa bắt mất rồi. Cô gái là một điệp viên xuất sắc và là một sự tồn tại khiến tất cả các nhà tư bản sợ hãi, nhưng khi trở về nhà, cô lại là một cô gái ngoan ôm lấy mẹ làm nũng. Lệ Cảnh Thừa và Thanh Sương nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, đây vẫn là Tô cô nương mà mình quen biết sao. Sau đó, Ngô Linh Ngọc để ý đến Lệ Cảnh Thừa ở bên cạnh, thấy bộ quần áo anh mặc hôm nay là do chính mình tặng. Ngô Linh Ngọc không ngớt lời khen ngợi, còn mời anh đến nhà chơi nhiều hơn, hoàn toàn coi anh như con rể tương lai. Nhưng Tô Ngư lại cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay mẹ lại nhiệt tình như vậy, thậm chí còn khiến cô không khỏi thắc mắc ai mới là con ruột của bà. Sau khi vào phòng khách, Lệ Cảnh Thừa lén nháy mắt với Thanh Sương, anh ta lập tức gật đầu. Sau đó Thanh Sương lấy ra hai hộp gỗ trầm hương lần lượt đưa cho lão gia tử và Ngô Linh Ngọc làm quà đáp lễ bà đã mua quần áo cho anh. Khi Tô Ngư nhìn thấy viên ngọc bội trong hộp, bà không khỏi cảm thán chất lượng của viên ngọc này còn hơn cả viên ngọc 10 đến 20 triệu mà mình thấy ở buổi đấu giá. Lão gia là người hiểu biết sâu rộng, ông cũng biết rằng món đồ này rất có giá trị nên lập tức nói rằng quá quý giá không thể nhận được. Lệ Cảnh Thừa lại nói rằng đây là lần đầu tiên anh đến thăm nhà, đây là chút thành ý nho nhỏ của anh. Bây giờ Ngô Linh Ngọc cũng bắt đầu do dự, từ chối thì sợ làm tổn thương tấm lòng của đứa trẻ, nhưng nhận lấy thì lại quá quý hóa. Thanh Sương kịp thời khuyên nhủ, chỗ của bọn họ khá đặc biệt, ngọc thạch đều được đào từ phía sau núi mà không tốn tiền. Tô Ngư cũng hiểu những thứ này đối với Lệ Cảnh Thừa chẳng là gì nên thuyết phục mẹ nhận, lát nữa gửi thêm vài bộ quần áo là được. Ngô Linh Ngọc bình thường đã thích đồ trang sức bằng ngọc bích, sau khi nhận lấy thì rất vui, bà một mực mời Lệ Cảnh Thừa ở lại ăn cơm. Về việc Lệ Cảnh Thừa có thể tặng những món quà này, Tô Ngư cũng không ngạc nhiên. Anh chàng này còn trẻ mà đã thích những thứ và cư xử như một ông già, có lẽ ông nội thích anh ấy như vậy là do có cùng sở thích. Lúc này lão gia đột nhiên đề nghị Tô Thải Vi sắp sửa chuyển về trụ sở chính, hay là Tiểu Ngư tiếp quản công ty giải trí nhà họ Tô đi, nhưng lại bị Tô Ngư từ chối một lần nữa. Lệ Cảnh Thừa ở bên cạnh đột nhiên nói, ông Tô, tôi muốn mua lại công ty giải trí nhà họ Tô. Lão gia nghe vậy thì lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ tất cả những việc Tiêu Thành làm trước đây đều là để lấy lòng ta, mua lại công ty giải trí nhà họ Tô sao? Lệ Cảnh Thừa bảo Tô Ngư ra ngoài một lát, anh định cùng ông ngoại nói chuyện riêng. Nhưng Tô Ngư nghĩ thế nào cũng không hiểu, là Lệ Cảnh Thừa, anh đáng lẽ không nên để ý đến một công ty nhỏ như công ty giải trí nhà họ Tô chứ. Cho đến khi ra ngoài, cô vẫn cảm thấy lát hồi anh sẽ bị ông nội mắng, nhưng lúc Tô Ngư đang cho cá ăn trong sân, Lệ Cảnh Thừa lại nói lão gia đã đồng ý. Lệ Cảnh Thừa rốt cuộc là người như thế nào? Không chỉ tặng cho mẹ Tô Ngư một viên ngọc bội trị giá hàng trăm triệu mà còn mua lại công ty nơi Tô Ngư làm việc, mà tất cả những gì anh làm chỉ là để Tô Ngư không phải bị công ty sắp xếp đi tiếp rượu nữa. Nhưng Tô Ngư lại không muốn nợ anh hai viên ngọc quý. Ngọc tôi đưa cho cô đều là ngọc được đào sau núi ở nhà, sau đó anh cho Thanh Sương một cái nhìn đủ để anh ta tự hiểu. Thanh Sương cũng hiểu được, anh lập tức đáp trả bằng hành động, tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Nhưng Tô Ngư đã nhìn ra độ tinh xảo của viên ngọc và nhất quyết sẽ trả lại tiền. Lúc này Lệ Cảnh Thừa mới cắt ngang nói, cho cá ăn như vậy chẳng phải chúng sẽ chết sao.
Tô Ngư giải thích cá chép có cảm giác no bụng, no rồi sẽ không ăn nữa. Lệ Cảnh Thừa từ nhỏ đã nuôi hết mẻ cá này đến lứa cá khác, đột nhiên nổi hứng thú, tôi có thể thử không? Tô Ngư thấy hôm nay anh làm cho mẹ vui nên đưa thức ăn cho cá cho anh cho ít thôi, ăn no cá sẽ bơi đi, vậy thì hết trời. Lệ Cảnh Thừa đổ nửa túi thức ăn cho cá để kiểm tra xem cá chép có cảm giác no hay không. Mấy chú cá chép hay bị cô chủ trêu chọc hôm nay rất vui vì nam chính quả là hào phóng. Sau khi cá chép no nê, không chơi với ông chủ bà chủ nữa, Lệ Cảnh Thừa chán nản than thở quả nhiên ăn no là đi hết. Tô Ngư lúc này vô cùng tức giận, cô hét lên, Lệ Cảnh Thừa, anh khiến cá của tôi bơi đi hết rồi, tôi không còn gì để chơi nữa. Lệ Cảnh Thừa nghe vậy sửng sốt, sau đó xin lỗi nhanh như chớp, xin lỗi, tôi chỉ muốn thử một chút thôi, cô muốn tôi bồi thường thế nào cũng được. Tô Ngư chỉ có thể âm thầm bực bội, tôi còn chưa chút giận xong, anh đã xin lỗi rồi, cũng đâu thể nào bảo anh nhảy xuống làm cá chép được. Lúc này Thanh Sương mang theo một chiếc hộp nhỏ trở về. Lệ Cảnh Thừa đưa chiếc hộp cho Tô Ngư, đây là lời xin lỗi của anh vì đã khiến cá bơi mất. Sau khi Tô Ngư mở ra thì thấy bên trong chứa đầy ngọc bích chất lượng cao, còn nguyên chưa qua mài giũa, có thể tự do phát huy theo sở thích của riêng mình. Lệ Cảnh Thừa hỏi cô còn tức giận không? Tô Ngư thản nhiên đáp bình thường, ngọc bội hảo hạng dù có tiền cũng khó mà tìm được, mặc dù cô không thích nhưng có thể làm một bộ trang sức cho mẹ xem như quà sinh nhật. Lệ Cảnh Thừa nháy mắt với Thanh Sương, bộ lễ phục đặt làm riêng cho Tô Ngư ở nước ngoài đã chuẩn bị gần xong, anh định dùng nó để tạ lỗi, anh cầm bản thiết kế nhẹ nhàng nói, cô đừng giận nữa, được không? Thanh Sương nhìn thấy cảnh này như bị sét đánh, cái gì vậy, thiếu gia đang làm nũng ư? Tô Ngư sau khi nhìn thấy thiết kế trang phục, không khỏi khen ngợi, mắt nhìn lần này không tồi. Lệ Cảnh Thừa thầm nhẹ nhõm trong lòng, xem ra cuối cùng cũng vượt ải rồi, Tô Ngư vui vẻ cho anh hết thức ăn cho cá, anh cứ rắc thoải mái. Cô cầm lấy hộp ngọc thượng phẩm vô giá, hỏi, thứ này thật sự được đào từ trong núi sau nhà anh sao, bạn có tin được không? Tô Ngư thật sự đã đổi một hộp thức ăn cho cá lấy hộp ngọc bội trị giá hơn vài tỷ, giao dịch này thậm chí còn có thể là một tiếng vang trong giới lừa đảo. Nhưng Lệ Cảnh Thừa lại nói rằng số ngọc được đào từ sau nhà mình, không thể bán, sau đó anh hạ giọng và thầm nói rằng nếu cô thực sự muốn bán, tôi cũng có thể giúp cô tìm nơi để bán. Thanh Sương ngơ ngác, lô ngọc bội này là cực phẩm, họ vốn định bán cho vương gia Anh Quốc, nhưng lão gia ở nhà nghe nói thiếu gia muốn tặng quà cho phụ nữ thì đã giao ra hết. Tô Ngư không muốn bán ngọc, âm thầm ghi nhớ ân tình của Lệ Cảnh Thừa. Khi Lệ Cảnh Thừa rời khỏi nhà họ Tô, Thanh Sương đã lập sẵn kế hoạch mua lại công ty giải trí nhà họ Tô. Công ty giải trí nhà họ Tô bị giao bán là bởi vì Tô Thải Vi sắp chuyển về trụ sở phụ trách dự án, mà dự án này là do Lương Huy chủ động yêu cầu. Lương Huy là người nhà họ Lương ở Bắc Kinh, họ hợp tác với nhà họ Tô là vì Tô Thải Vi đã giúp anh ta giải quyết một vấn đề nan giải. Lệ Cảnh Thừa thầm nghĩ không đúng, người giúp Lương Huy giải quyết chuyện tối hôm đó rõ ràng là Tô Ngư. Anh lập tức nói với Thanh Sương, cậu tìm cơ hội đi gặp Lương Huy, hỏi xem anh ta có nhận nhầm người hay không. Đồng thời, Tô Thải Vi cũng không ngờ ông nội lại đồng ý bán công ty giải trí nhà họ Tô, lão gia quý Tô Ngư như vậy, cô ấy nhất định là đã rời khỏi công ty giải trí nhà họ Tô rồi nhỉ. Tô Tấn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng của nhà họ Lương, không thèm nhìn lên trả lời rằng hợp đồng của Tô Ngư còn 9 năm, cô ấy vẫn ở lại công ty giải trí nhà họ Tô. Tô Thải Vi mừng thầm, cô được thăng chức còn Tô Ngư vẫn phải ở lại công ty con, xem ra ông trời cũng đang giúp cô. Cô giả vờ lo lắng về việc liệu ông nội có biết người tiếp quản mới hay không, phải bảo họ chăm sóc Tiểu Ngư nhiều hơn mới được. Tô Tấn tức nuối nói không quen biết, đối phương là công ty nước ngoài, cho nên sau này nếu cần tiền để hợp tác thì Tô Ngư chỉ có thể chịu thiệt thòi, dù sao có nổi tiếng cỡ nào thì cô cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Còn con, sau này về trụ sở chính thì phải theo sát dự án của giám đốc Lương, con phải nắm bắt cơ hội để ban lãnh đạo thấy được năng lực của mình. Màn hình vừa chuyển, Tô Ngư đã trở lại công ty giải trí nhà họ Tô, vừa vào cửa đã được chào đón hết sức cung kính, khiến cho Tô Ngư có chút không quen, trước đây cô chưa từng thấy những người này khi đến công ty. Lệ Cảnh Thừa giải thích đây là đoàn đội mới của cô, chuyên gia trang điểm cùng stylist đều là hàng đầu thế giới. Sau đó Lệ Cảnh Thừa đưa ra một bản hợp đồng, đây là hợp đồng cao cấp nhất trong giới, sau này cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không can thiệp. Chớp chớp mắt, Tô Ngư hoài nghi hỏi, anh chắc chứ? Cô ấy từng là một cô gái vô danh trong giới giải trí và không có nổi một người quản lý, nhưng sau khi quen biết Lệ Cảnh Thừa, anh đã âm thầm mua lại công ty giải trí vì cô, bây giờ lại cho cô một bản hợp đồng cao nhất trong giới. Hơn nữa cô còn có thể chỉnh sửa hợp đồng tại chỗ nếu thấy không vừa ý và cho dù có chấm dứt hợp đồng thì cũng không cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ngay cả khi kiếp trước cô trở thành ảnh hậu thì cũng không có ưởng đãi ngộ như vậy. Thanh Sương cảm thấy thiếu gia nhà mình càng lúc càng đánh mất chính mình, chỉ là một bản hợp đồng thôi mà anh đã muốn hiến dâng như vậy rồi, đây có còn là vị thiếu gia lạnh lùng mà anh biết không? Tô Ngư chớp mắt hỏi sao anh lại cho tôi một hợp đồng tốt như vậy, anh rốt cuộc muốn gì? Lệ Cảnh Thừa nói chỉ cần điều kiện của tôi đủ tốt, cô sẽ không ký với những công ty khác, tôi còn đang đợi cô kiếm tiền cho tôi đấy. Thanh Sương không khỏi nói thầm trong lòng, anh mà quan tâm đến số tiền còn con ấy sao, rõ ràng là muốn người ta được tự do, sợ cô ấy bị bắt đi tiếp rượu. Điều Tô Ngư cảm thấy kỳ lạ là Lệ Cảnh Thừa đã thuyết phục được ông nội bán lại công ty bằng cách nào, còn Lệ Cảnh Thừa cũng đoán được ý của lão gia.
Anh đã đồng ý với ông nội của Tô Ngư và mẹ cô đều có thể đầu tư vào, như vậy điều hành công ty là Lệ Cảnh Thừa, còn ông nội và mẹ gộp lại với nhau mới là cổ đông lớn nhất. Bây giờ Tô Yên mới hiểu ông nội muốn mình ở lại là vì phần cổ phần này vẫn là của gia đình cô. Sau khi ký hợp đồng xong, Lệ Cảnh Thừa đẩy máy tính qua cho Tô Ngư và trợ lý, hai người vừa nhìn đã mắt chữ A mồm chữ O. Trong chiếc máy tính nhỏ gọn là mười mấy tài nguyên cao cấp, nhất là chúng đều đã được bàn bạc xong, chỉ cần ký tên là được. Trợ lý nhìn mà muốn chảy nước miếng, trước đây anh vẫn luôn sợ Lệ Cảnh Thừa sẽ ăn thịt cô, nhưng bây giờ anh cảm thấy một người đàn ông như vậy theo đuổi Tiểu Ngư cũng được. Thấy Tô Yên chần chừ, trợ lý hận không thể ký tên thay cô ấy, trong lòng anh không ngừng vang vọng mau đồng ý đi. Nhưng Tô Yên lại gập máy tính lại, thản nhiên nói không cần. Trợ lý sững sờ, Lệ Cảnh Thừa cũng không hiểu tại sao. Tô Yên giải thích cô biết rằng vị trí hiện tại của mình không xứng với những tài nguyên như vậy, không cần phải đi đường tắt, rất nhanh thôi tôi sẽ tự mình đạt được. Trợ lý khóc không ra nước mắt, tài nguyên cực phẩm cứ thế bay mất, Thanh Sương đã dự đoán trước được điều này. Tô Yên sẽ không chấp thuận, thiếu gia vẫn chưa hiểu về con người cô Tô, nói cách khác, anh ấy luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cô. Lệ Cảnh Thừa rất tôn trọng lựa chọn của cô, sắp tới cô có dự định gì? Tô Yên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nói tôi muốn quay lại đi học. Ở kiếp trước, cô ấy trở thành một nữ diễn viên quốc tế khi mới 8 tuổi và hiện đang nắm giữ hợp đồng quản lý cao nhất trong ngành, nhưng cô ấy lại muốn quay lại trường học. Năm 3 trung học, nguyên chủ bị chị gái xúi dục thôi học, cô luôn cảm thấy mình là người của công chúng thì phải làm gương, huống hồ đọc sách lại là chất dinh dưỡng xuyên suốt hành trình trưởng thành cuộc đời. Lệ Cảnh Thừa là sếp mới của cô, không những không ngăn cản mà còn lo lắng liệu công việc của cô sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học hay không. Nhưng Tô Ngưng rất tự tin, kiếp trước trình độ học vấn của cô là ở cấp bậc giáo sư, vậy nên cô dễ dàng cân bằng giữa học tập và sự nghiệp. Lúc này ông ngoại đột nhiên nhắn tin bảo cô cùng ông đến công ty, ông nói sau khi về hưu thì không còn hay đến công ty nữa, cô đoán ông nội nhất định là có việc quan trọng. Sau khi Tô Ngư rời đi, Lệ Cảnh Thừa hỏi Thanh Sương chuyện đã giải quyết xong chưa, Thanh Sương nói yên tâm, tôi đã nhắc nhở lão gia Tô rồi. Cùng lúc đó, Tô Thải Vi đang đợi Lương Huy tiến hành thử nghiệm sản phẩm ở tập đoàn Sumin. Lúc này hai người quản lý đều không yên tâm. Nhà họ Lương luôn khắt khe với yêu cầu sản phẩm của mình, bọn họ còn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà họ Lương. Nếu không phải vì Tô Thải Vi chưa quen với sản phẩm làm kéo dài thời gian thì đã không có vấn đề gì. Người quản lý chỉ có thể hy vọng chút nữa Tô Thải Vi có thể dựa vào quan hệ để giám đốc Lương châm trước. Tô Thải Vi cũng đã hứa với họ cô nhất định sẽ thuyết phục giám đốc Lương cho họ một cơ hội khác. Nhưng Tô Thải Vi vẫn luôn nghi ngờ tại sao dự án này lại rơi vào tay cô ấy. Cô ấy nghĩ rằng có thể là vì lúc trước cô đã đề cập đến việc hợp tác nhiều lần với Lương Huy, bây giờ bên kia đã thông suốt và đến cảm ơn chính mình. Khung cảnh thay đổi, báo cáo kiểm tra của kỹ thuật viên được đưa ra, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, hai giám đốc sản phẩm liên tục đảo mắt, thậm chí không có can đảm nhìn Lương Huy. Tô Thải Vi lúc này mới đứng lên, lần này là vấn đề của chúng tôi, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, 3 ngày sau chắc chắn ngài sẽ hài lòng. Nhưng Lương Huy không hề nể mặt cô ta, cho cô cơ hội, cô là cái thá gì? Tô Thải Vi ngây người, không phải giám đốc Lương đã nói là tới vì con gái của Tô Tấn sao? Hai người quản lý trước quát mắng chẳng dám nói một lời, dù sao thì các tiêu chuẩn sản phẩm trong hợp đồng đều được viết rất rõ ràng. Lúc này Tô Tấn đi ra nói, xin ngài hãy nể tình Thải Vĩ mà châm trước một chút, không phải lần trước ngài nói Thải Vĩ đã cứu công ty của ngài sao? Lương Huy ngây người, chỉ vào Tô Thải Vi không dám tin, đây là con gái của ông sao. Sau đó mới biết Tô Tấn không chỉ có một cô con gái, xin lỗi, lần trước người mà tôi nói không phải cô ta mà là cô Tô, Tô Ngư. Hai người quản lý đều sửng sốt, Tô Ngư chỉ là một nhân vật ngoài lề trong làng giải trí sao có thể cứu được công ty của giám đốc Lương. Tô Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, lại là nó. Đứa con gái vô dụng trong mắt mọi người là tồn tại được rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tôn sùng, thậm chí còn khiến nhà họ Lương ở Bắc Kinh bày tỏ chỉ có Tô Ngư mới có thể hợp tác với mình. Tô Thải Vi nghe vậy thì sững sờ, thật sự không hiểu cô em gái vô tích sự của mình có gì tốt. Hai giám đốc sản phẩm nghe nói là Tô Ngư thì không nhịn được cười thầm trong bụng, người phụ nữ đó ngay cả ngành giải trí cũng không hiểu chứ đừng nói là kinh doanh. Còn Lương Huy lại càng coi thường ba người này, thậm chí sản phẩm còn không đạt tiêu chuẩn, không xứng hợp tác với ông. Hai quản lý vội vàng đứng dậy ngăn ông chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, lão gia Tô cùng Tô Ngư đi đến, thấy họ, Lương Huy lập tức nở nụ cười, chào hỏi Tô Ngư với thái độ khiêm tốn bất ngờ. Nhìn thấy cảnh này, hai quản lý đều sửng sốt, đây là giám đốc Lương vừa tức giận vừa rồi sao? Tô Ngư cảm thấy người trước mắt này quả thực rất quen, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Chợt nhớ ra hình như cô đã từng gặp ông ấy ở tiệc rượu, là một khán giả nghe giảng lúc cô diễn thuyết khi say rượu. Nhìn thấy Tô Ngư, hai quản lý đều sửng sốt, một người bảo Tô Ngư nhanh chóng xin lỗi, một người xin lỗi thay Tô Ngư, sợ đắc tội với giám đốc Lương. Giám đốc Lương nhìn thấy hai người bọn họ lập tức nổi giận, không nghe cô Tô hỏi ông có khỏe không à. Lúc này lão gia Tô mới ra tay cứu giúp, hỏi giám đốc Lương có muốn đến văn phòng của ông nói chuyện không. Lương Huy nói rằng nếu cô Tô đi thì tôi sẽ đi. Hôm nay lão gia đưa Tô Ngư tới là vì nghe nói Tô Thải Vi làm hỏng sản phẩm, Lương Huy chỉ nể mặt Tô Ngư. Khi họ trở lại văn phòng, Lương Huy nói với giám đốc Tô khi đi ngang qua Tô Tấn, hai cô con gái đúng là chênh lệch của ông thật đấy.
Lão gia tuy nghe nói sản phẩm có vấn đề nhưng cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Lương Huy kể lại đầu đuôi sự việc và nói lần này sản phẩm không những không đạt tiêu chuẩn mà cũng chẳng ai thông báo với chúng tôi khi có vấn đề. Nếu như thật sự có sự cố thì đợi vài ngày cũng được, nhưng họ lại muốn múa rìu qua mắt thợ. Lão gia tức giận đập tách trà xuống bàn. Lão gia mới về hưu chưa bao lâu, công ty đã bị họ phá nát như vậy. Tô Ngư xoa dịu ông nội, nói tốt hơn hết là xem thử sản phẩm thế nào trước. Sau khi nhận sản phẩm, Tô Ngư nhìn một lượt rồi đưa tay đo thử. Hai giám đốc sản phẩm không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Cô gái này đúng là không biết ra vẻ. Tô Thải Vi còn biết giả vờ dùng máy đo thử. Hợp đồng lần này xem ra sắp phải hủy bỏ rồi. Tô Ngư đo xong nhẹ nhàng nói kích thước của sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn. Tô Thải Vi nghe vậy thì sững sờ, chênh lệch về kích thước của sản phẩm là rất nhỏ. Lúc đầu cô còn muốn lợi dụng chuyện này để thoát thân. Cô con gái vô dụng trong mắt mọi người đã cho một đám tinh hoa kinh doanh một bài học sản phẩm. Đến nỗi Tô Thải Vi không dám tin rằng cô em gái vô dụng của mình có thể tìm ra lỗi của sản phẩm. Điều khiến ông chủ nhà họ Lương kinh ngạc hơn nữa là Tô Ngư đã đoán được thị trường của ông không phải ở trong nước chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của sản phẩm. Cơ sở để Tô Ngư đoán được cũng rất thiết thực, chỉ có liên bang mới có nhu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm như vậy. Lương Huy nói rằng các người có thể yên tâm về nguồn tiêu thụ, chúng tôi được hỗ trợ bởi gia đình Lưu. Tô Ngư hỏi nhà họ Lưu ở Tống Thành. Lương Huy càng kinh ngạc, không ngờ Tô Ngư lại biết về bọn họ. Tô Ngư kiếp trước nổi tiếng ở liên bang, cô có không muốn quen thuộc nơi đó cũng không được. Bây giờ cô ấy vẫn còn giữ bức ảnh mà đối phương yêu cầu. Nhưng Tô Thải Vi cùng hai vị giám đốc sản phẩm đều ngớ người, họ chưa từng nghe nói qua nhà họ Lưu ở Tống Thành. Sau đó Tô Ngư hỏi tại sao sản phẩm lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Hai giám đốc sản phẩm giải thích rằng sản phẩm đã được đại tiểu thư theo dõi trước đó, nhưng đại tiểu thư dường như không hiểu về sản phẩm. Lý do ban đầu Tô Tấn sắp xếp cho Tô Thải Vi đi theo là để huấn luyện con gái lớn, không ngờ cô con gái mà Lương Huy muốn hợp tác hóa ra lại là con gái thứ yếu kém nhất. Để đền bù cho lỗi sản phẩm, Tô Ngư xin Lương Huy cho thêm vài ngày, không giống như khi Tô Thải Vi yêu cầu. Lương Huy lập tức đồng ý, nhưng có một điều kiện, để đảm bảo tiến độ tiếp theo, cô phải tham gia. Tuy nhiên, Tô Ngư nói rằng mình không có thời gian nhưng cô có thể nhờ ông nội sắp xếp người đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Lương Huy nghe vậy do dự, ông chỉ tin tưởng Tô Ngư. Tô Ngư tiếp tục hứa tuy mình không tham gia vào cả quá trình nhưng cô sẽ chịu trách nhiệm về kết quả. Lương Huy lập tức xua tan lo lắng, ông hoàn toàn có thể tin tưởng vào uy tín của Tô Ngư. Mấy vị quản lý thấy đại tiểu thư mất quyền lực, quay sang kêu lão gia sắp xếp cho Tô Ngư tiếp quản, rõ ràng là có ý chuyển sang làm cấp dưới của Tô Ngư. Tô Thải Vi lúc này tràn đầy oán hận, Tô Ngư sao lại biết được những thứ này, nhất định là nhờ Tô Thước hỗ trợ sau lưng. Thật là quá thiên vị, mình cuối cùng cũng đến được trụ sở, tuyệt đối không dễ dàng rời đi như vậy. Cùng lúc đó, lão gia Tô hỏi Tô Tấn vì sao không có thông tin gì về việc sản phẩm xảy ra vấn đề. Tô Tấn chỉ có thể im lặng, Tô Thải Vi đúng là phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này, nhưng chẳng lẽ ban lãnh đạo cao nhất của những công ty này không có lỗi sao? Nếu hôm nay Tiểu Ngư không ra tay cứu vãn thì tập đoàn đã bị tổn thất rất lớn, xem ra Tô Ngư mới là người thích hợp kế thừa tập đoàn nhất. Tô Ngư cưỡng hôn Lệ Cảnh Thư sau khi uống quá chén, sau đó lại quên mất. Sau khi biết mình uống say hôm đó, cô vội nhắn cho Lệ Cảnh Thư, hỏi anh có video lái xe hôm đó không? Lệ Cảnh Thừa cười nhẹ, không có, tôi vẽ cho cô nhé. Tô Ngư thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh nguyện ý vẽ lại, chứng tỏ hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Lão gia âm thầm nhìn hai người bọn họ trò chuyện, trên mặt bất giác hiện lên nụ cười hóng hớt. Tiểu Thành là một đứa trẻ không tồi, con phải tranh thủ đấy nhé. Tô Ngư bối rối không hiểu tranh thủ cái gì cơ, lão gia nghiêm túc nói, ông nội không có ý kiến gì, người trẻ tuổi những lúc rảnh rỗi nên nói chuyện nhiều hơn, nhưng Tô Ngư vẫn mờ mịt. Sau khi về nhà, vừa vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười không kiềm chế được của trợ lý vui vẻ nói Tiểu Ngư, cô chị Bách Liên Hoa kia của cô đã lộ bộ mặt thật rồi, hiện tại mọi người trong nhóm công ty đều biết cô ấy giành công của cô, còn làm mọi thứ rối tung hết. Tô Ngư nhìn thấy thì cười khẩy, Tô Thải Vi hoàn toàn là tự làm tự chịu, cô chỉ xem một chút rồi mất hứng, cô thà nghỉ ngơi chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai còn hơn là hóng dưa. Khung cảnh dịch chuyển, Tô Ngư đưa tờ giấy thi đã hoàn thành cho giáo viên. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ có một nam sinh lén lút nhìn cô, sau đó nam sinh đó đi tìm mấy nam sinh hư hỏng khác, đúng là Tô Ngư, nhìn còn đoan trang hơn so với trên TV. Anh Hạo, lần trước anh nói Tô Ngư thích anh của anh, còn theo đuổi đến tận nhà có phải là thật không? Anh của anh có làm chuyện ấy với cô ta không? Chàng trai tóc đỏ khinh bỉ, nhìn cô ta là biết chẳng phải hạng tốt lành gì, có khi cô ta đã ngủ với nhiều người lắm rồi cũng nên, sao anh trai tôi có thể thích cô ta được chứ? Ngay sau đó, một cú đấm giáng xuống mặt anh ta, người đánh anh ta là Tô Ngọc Hiên, em trai ruột của Tô Thải Vi. Thấy vậy, những tên nam sinh hư hỏng khác vội vã tiến tới giữ cậu ta lại. Sau khi nam tử tóc đỏ đứng dậy, ánh mắt càng ngày càng tối, được lắm, mày là thằng đầu tiên dám đánh tao đấy. Sau đó họ đè Tô Ngọc Hiên xuống đất, bắt đầu đấm đá không ngừng. Tô Ngư lúc này tình cờ đi ngang qua, có cần tôi gọi cảnh sát giúp cậu không? Các thiếu niên rõ ràng có chút sợ hãi khi nghe cô nói gọi cảnh sát, tôi khuyên cô đừng có tọc mạch. Nếu không bọn tôi sẽ nói vụ ẩu đả có liên quan đến cô, lỡ mà lộ ra ngoài thì sẽ không có lợi cho cô đâu. Hai người kia còn lớn lối trêu chọc Tô Ngư, ra vẻ cái gì, sao lúc đó cởi quần áo không báo cảnh sát đi.
Nghe vậy, Tô Ngọc Hiên lập tức muốn dãy dụa đứng dậy chống cự, khập khiễng vung nắm đấm lên, nhưng lại bị đối phương đấm một cú đau điếng, rác rưởi như mày mà cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, mày có xứng không? Nhưng khi bọn họ giơ tay về phía Tô Ngư liền thẳng tay tát tay anh ta một cái, nụ cười trên mặt họ càng đậm hơn, một con đê dơ như cô mà còn giả bộ ngay thẳng gì vậy? Giây tiếp theo, vài người trong số họ đã vặn vẹo ngã xuống đất, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Đứa con gái yếu đuối trong mắt mọi người lại có những kỹ năng của mật vụ, như ngày đầu tiên đến trường đã gặp phải đầu gấu. Kẻ bắt nạt ở trường chế nhạo, nghe nói vì muốn lên giường với anh trai tôi mà cô còn đuổi về đến tận nhà, giờ còn giả vờ vô tội làm gì? Em trai Tô Ngọc Hiên, người bị ngã xuống đất liều mạng hét, chị mau chạy đi, chị còn làm gì ở đó vậy? Tuy nhiên, vừa dứt lời, tên bắt nạt học đường đã ngã xuống đất, sau đó anh ta lại bị kéo lên, ăn một đấm vào mặt. Tay Tô Ngư giống như một cái vòng sắt giữ chặt anh ta, dãy dụa thế nào cũng vô ích. Sau khi nhận một cú lên gối, kẻ bắt nạt học đường đã mất hết ý nghĩ chống cự. Tô Ngư lúc này mới để ý, thiếu niên ngã trên mặt đất kia chính là em trai của Tô Thải Vi. Tô Ngọc Hiên ngây ngốc, không hiểu chị gái cùng cha khác mẹ của mình từ khi nào mà trở nên lợi hại như vậy. Kẻ bắt nạt học đường bị Tô Ngư làm cho trốn trong góc run lẩy bẩy, cô định làm gì, cô có tin là tôi sẽ vạch trần cô không, cô sẽ không thể đứng trong giới giải trí nữa. Tô Ngư nghe đến đây khẽ mỉm cười, hóa ra Tương Tuấn, người bị bảo vệ ném ra ngoài vì cởi đồ trèo rào nhà tôi chính là anh trai của anh à. Nghe nói anh ta nổi tiếng là cặn bã ở trường, không ngờ hôm đó anh ta uống nhiều quá phát điên, trèo lên tường nhà tôi như một con chó động dục. Kẻ bắt nạt học đường không dám tin, không thể nào, cô mới là người đã dụ dỗ anh trai tôi, đồ đàn bà vô liêm sỉ. Tô Ngư không tức giận mà càng cười quyến rũ, nhà tôi có camera, hay là tôi cho anh xem video nhé. Kẻ bắt nạt học đường lần này đã hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo, cô ra giá đi, tôi sẽ mua nó với bất kỳ giá nào. Anh trai tôi đang học ở trường điện ảnh, anh ấy sẽ ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ trong tương lai, một khi video bị lộ ra ngoài, tương lai của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Tên thanh niên tóc vàng ở một bên ngẩn ra, anh Hào, không phải anh nói cô ta dụ dỗ anh trai của anh sao, nhưng đáp lại anh ta chỉ có sự im lặng. Tô Ngư muốn báo cảnh sát, nhưng Tô Ngọc Hiên bỗng nói rằng anh ấy không sao, hãy để họ đi. Theo tính cách của cô, loại người này phải giao cho cảnh sát dạy dỗ mới phải, nhưng người trong cuộc đã không muốn thì thôi vậy. Nghe thấy Tô Ngư sẽ không truy cứu, bọn họ đỡ tên bắt nạt học đường hoảng loạn bỏ chạy. Tô Ngọc Hiên nhìn Tô Ngư trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, không phải cô vẫn luôn nhát gan sao? Sao chị còn không đi đi, đợi bọn họ kéo người đến vạch mặt chị à, sao chị lại dám báo cảnh sát chứ, bộ chị thấy mấy vụ bê bối của mình còn chưa đủ sao? Tô Ngư lúc này mới nhận ra, hóa ra là vì mình nên anh mới không báo cảnh sát. Cô thầm thở dài, lúc định đưa Tô Ngọc Hiên đến bệnh viện, anh lại từ chối, vết thương nhỏ này không sao cả, chị mau đi đi. Tô Ngư bối rối hỏi, tại sao anh lại đánh nhau vì tôi? Tô Ngọc Hiên lập tức đỏ mặt khi nghe những lời đó, mặc dù tôi ghét chị, nhưng dù sao chị cũng là chị gái của tôi. Sau này chị bớt bê bối lại, đừng làm tôi mất mặt là được, nói xong lỗ tai của anh đã đỏ bừng. Tô Ngư đầu đầy dấu chấm hỏi, tâm tư con nít bây giờ khó đoán quá. Bạn sẽ làm gì nếu uống say và hôn một anh chàng đẹp trai với cơ bụng 8 múi, sau đó còn được anh ta đưa về nhà? Tô Ngư cũng muốn biết cô đã làm gì nhưng Lệ Cảnh Thừa không muốn nói cho cô biết, nhưng anh đã hứa sẽ vẽ ra cho Tô Ngư. Khi Lệ Cảnh Thừa gửi tin nhắn, Tô Ngư lập tức click vào, đập vào mắt cô là một bức ảnh hoạt họa của chính Tô Ngư, nhìn thấy nó, cô ngay lập tức quên mất ý định của mình. Ngón tay cái của cô ấy lướt như bay, đây mà là chân của tôi sao? Sao chúng đã thô lại còn ngắn như vậy hả? Lệ Cảnh Thừa xem xong khẽ mỉm cười, không ngờ Tô Ngư lại chú ý điểm này. Ngay sau đó Tô Ngư lại gửi một tin nhắn khác, anh xem xong không khỏi trợn to mắt. Đó là một bức ảnh Tô Ngư đang mặc váy xẻ cao tự chụp đôi chân nõn nà của mình, bên dưới kèm theo câu nói đầy oán hận, nhìn kỹ đi, đây mới là chân của tôi. Lệ Cảnh Thừa cảm thấy tim mình đập loạn xạ, sau đó một luồng nhiệt xông lên đầu, đôi gò má đỏ bừng. Anh không khỏi nhìn vài lần, sau đó lập tức quay đầu sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi dần bình tĩnh lại. Dưới sự thương lượng thân thiện giữa hai bên, Tô Ngư cho Lệ Cảnh Thừa một cơ hội cuối cùng, cứ tưởng Tô Ngư sẽ thích phong cách vẽ dễ thương này. Không ngờ cô gái nhỏ chỉ quan tâm đến cái chân ngắn. Sau khi bình tĩnh lại, anh không khỏi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc, sau đó đỏ mặt tía tai và lưu ảnh lại. Ống kính thay đổi, ngày đi học đầu tiên Tô Ngư đã thu hút sự chú ý của cả lớp, không ai nghĩ rằng Đại Minh Tinh lại là bạn học mới của mình. Sau giờ học, các học sinh đang thảo luận rằng hôm nay kẻ bắt nạt học đường đã bị cảnh sát bắt đi và Tương Tuấn, cựu lưu manh của trường, chưa kịp ra mắt đã xám xịt rồi. Tô Ngư nghe vậy khẽ nhếch khóe miệng, giống như chẳng có chuyện gì phất áo quay đi, che giấu cảm giác thành tựu. Sau khi đón Tô Ngư, trợ lý vui vẻ nói rằng bộ phim mới Hồng Trang Thái Tử của cô sẽ được phát sóng vào ngày mai, anh thực sự dấy mong đợi nó. Lúc này Tô Ngư đang lướt điện thoại liền sửng sốt, anh Vu, hot search xảy ra chuyện rồi y, trên hot search, những nhân viên từng bị sa thải khỏi Hồng Trang Thái Tử ra vẻ thảm thương. Họ tố cáo Tô Ngư ép mình bồi thường khiến họ cửa nát nhà tan, bình luận phân thành hai luồng. Có người chỉ ra là bọn họ vây đánh Tô Ngư trước, có người cho rằng Tô Ngư là ngôi sao không thiếu chút tiền này. Cùng lúc đó, trợ lý đã bận rộn đến mức quay cuồng, qua vài cuộc điện thoại, anh cũng hiểu rằng đây rõ ràng là nhằm vào bộ phim mới Hồng Trang Thái Tử.
Ngay cả đối thủ của họ là Mạn Thiên Yên Hà cũng bị đổi thành ngày mai phát sóng. Tô Ngư lúc này lại trông có vẻ bình tĩnh, vấn đề này xét từ một góc độ khác cũng có thể coi là kiếm được nhiệt độ. Lúc này Thanh Sương cũng phát hiện những người này đã nhận được một khoản tiền, lần sau đối phương chắc chắn sẽ ra tay trong buổi họp báo. Để không phải thừa kế hàng tỷ đô la, người phụ nữ chọn cách làm việc chăm chỉ trong làng giải trí. Không ngờ rằng bộ phim mới chưa được phát hành đã bị bao vây bởi các phóng viên vô đạo đức, có đúng là cô đã sa thải nhân viên của đoàn phim không? Họ đâu có gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cô, tại sao vẫn phải bắt họ bồi thường? Cô không nghĩ rằng mình đối xử với nhân viên như vậy là quá khắc nghiệt sao? Hai phóng viên liên tục liếc nhìn nhau nhưng không nói một lời nào về việc đoàn phim bao vây Tô Ngư một cách thô bạo. Tô Ngư cười lạnh một tiếng, người lớn không nên chịu trách nhiệm với hành động của mình sao? Câu này đã trúng vào bẫy phóng viên bày ra. Nếu vậy, lúc cô đẩy Thi Tuyết Nhi xuống lầu, cô đã chịu trách nhiệm chưa? Có xin lỗi chưa? Tô Ngư cũng lười trả lời, những người này đem chuyện cũ ra chỉ là để tạo đà cho drama mới của Thi Tuyết Nhi. Nhưng cho đến khi buổi họp báo kết thúc, các phóng viên vẫn kiên trì hỏi cô không hề tức giận mà ngược lại còn cười nói, sự thật là gì, các người sẽ biết sớm thôi. Các phóng viên nghe thấy lời này đều kinh ngạc, cùng đánh hơi được một tin tức lớn. Trợ lý cũng xem như hiểu ra, đoàn làm phim Mạn Thiên Yên Hà làm vậy là để kiếm nhiệt độ, nhưng Tô Ngư lúc này lại tự tin, cô vẫn còn lưu giữ bằng chứng Tiếu Tuyết Nhi hãm hại mình năm xưa. Bài phỏng vấn của các phóng viên nhanh chóng được tìm kiếm phổ biến, khu vực bình luận tràn ngập những lời chửi bới, tất cả đều buộc tội Tô Ngư dựa vào tiền của gia đình mà muốn làm gì thì làm. Nhưng trợ lý cũng hiểu, đây chẳng qua là thủy quân của đoàn Mạn Thiên Yên Hà mà thôi, ai thật sự thắng còn phải xem phim mới được phát sóng vào hôm nay. Sau bữa tối, cả nhà ngồi trước tivi, trợ lý lo lắng hỏi cậu có thể đứng dậy xem phim không. Ông nội tràn đầy tự tin, kỹ năng diễn xuất của Tiểu Ngư lần này tiến bộ rất nhiều, nhất định là không vấn đề. Trợ lý nói bên ta bị bất lợi về lưu lượng, những người bị rất mũi trên mạng đều ủng hộ Mạn Thiên Yên Hà. So sánh với nhau, lưu lượng của Hồng Trang Thái Tử chỉ có thể được mô tả là thảm thương, có lẽ thứ duy nhất có thể chiến thắng chính là chất lượng. Màn hình vừa chuyển, Tống Văn Ngọc do Tô Ngư thủ vai đã xuất hiện bảnh bao, vốn là hoàng tử cải trang thành nam, nhưng lại lâm vào cảnh ngàn cân trong sợi tóc trước triều đình đầy sóng gió. Sau khi trợ lý xem xong tập đầu tiên thì vui mừng khôn xiết, cho dù là thiết kế trang phục, tạo hình, bối cảnh hay tình tiết của câu chuyện đều vô cùng chỉnh chu. Kỹ năng diễn xuất của Tiểu Ngư hoàn toàn không suy giảm, ông nội điên cuồng bấm điều khiển, lúc này chỉ mong có thể phát sóng một lượt 48 tập. Tô Ngư không ngừng lướt điện thoại, chỉ thấy Hồng Trang Thái Tử thống trị hot search trên các nền tảng. Ngược lại, Mạn Thiên Yên Hà bị chê dở nhất năm, diễn xuất của Thi Tuyết Nhi thì càng dở hơn. Lúc này, trợ lý không khỏi run run ngón tay, lượt bấm vào đã hoàn toàn thay đổi. Hồng Trang Thái Tử sắp bùng nổ, trên thực tế, kết quả này đã được quyết định từ lâu trong mắt Tô Ngư. Hai bộ phim bị trói buộc lại với nhau để PR ác ý, hoặc là đôi bên cùng thắng, không phân cao thấp, hoặc là kẻ chiến thắng sẽ ăn tươi nuốt chọn đối thủ. Người phụ nữ ngày hôm qua còn là nhân vật phản diện bị chửi bới trên mạng, hôm nay cô ấy đã trở nên nổi tiếng khắp Internet, thậm chí còn trở thành chồng của các cô gái cư dân mạng. Cùng lúc đó, thì Tuyết Nhi, kẻ thù không đội trời chung của Tô Ngư, đang tận hưởng nước bọt xá tội của người đại diện. Bởi vì con ả này cải trang thành nam, chỉ thay một bộ quần áo thôi đã dắt rũi được cư dân mạng, hiện tại khắp nơi đều đang mắng chửi cô ta. Thì Tuyết Nhi không quan tâm, tôi cũng đâu được nhận mức lương cao ngất trời, phim bị chửi thì liên quan gì đến tôi, nhưng xét đến danh tiếng của mình, cô ta vẫn định gọi cho Ô Dù để nói chuyện. Đối với người đó, đây chẳng là gì, nhưng sau khi gọi đến, bên kia truyền lại một loạt âm thanh, đầu số bên kia đã biến thành số rỗng, lúc này Thải Tuyết Nhi ngây người như trời sắp sập xuống. Biểu cảm quản lý càng ngày càng xấu, bây giờ người ta không quan tâm đến cô nữa, chỉ có thể biến Tô Ngư thành chủ đề dư luận. Hôm sau Tô Ngư vừa ngủ dậy đã thấy trợ lý ôm máy tính cười vui vẻ, hóa ra thì Tuyết Nhi vừa đăng bài, lúc đầu cô bị Tô Ngư làm bị thương, đến giờ vẫn chưa lành nên mới không phát huy được tốt, trợ lý đã hỗ trợ đã đáp trả lại bằng cách đăng tải camera lúc đó. Cùng lúc đó, trên mạng bắt đầu chỉ trích Tô Ngư, yêu cầu Tô Ngư đưa ra bằng chứng tố cáo Thi Tuyết Nhi. Ngay sau đó, đoạn video được đăng tải có ghi lại toàn bộ cảnh Thi Tuyết Nhi đã ra tay trước lúc đó, dư luận lại xôn xao. Cứ tưởng Tô Ngư ức hiếp người khác, không ngờ lại là phản kháng để tự vệ. Lão Gia và Ngô Linh Ngọc sau khi xem tin liền vội vàng chạy tới, không ngờ Tiểu Ngư lại phải chịu oan ức lớn đến như vậy, ấy vậy mà Tô Ngư lại chuyên tâm ăn uống như chẳng có việc gì. Lão Gia đau lòng nói, sao đứa trẻ này không nói gì hết, họ thật sự nghĩ rằng người nhà họ Tô không còn một ai hay sao? Ngay cả mẹ cô trước giờ hiền lành dịu dàng cũng tức giận, chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua, chúng ta đã liên hệ với luật sư khởi tố rồi, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Trợ lý lúc này lướt điện thoại mắng thì Tuyết Nhi vô liêm sỉ, cô ta lại đăng ảnh bị thương để ra vẻ tội nghiệp. Nói là vì bị thương nên mới quên mất chuyện xảy ra, Tô Ngư lại vui vẻ nói, cứ để cô ta bịa tiếp đi, chúng ta cứ tiếp tục đăng chứng cứ là được. Không lâu sau, thì Tuyết Nhi ung dung trong bệnh viện, video kia đã nổi rồi, cư dân mạng cũng phải kinh ngạc. Kỹ thuật diễn này mà để dành cho việc diễn thì cũng đâu đến nỗi cho ra những thước phim gai mắt như vậy. Lịch sử đen tối của thì Tuyết Nhi bị bỏ rơi trong những năm qua bị bới lên liên tục. Cùng lúc đó, thì Tuyết Nhi vội lắc người quản lý, cô mau nghĩ cách đi, làm sao bây giờ? Quản lý không chịu được nữa đẩy ngã cô xuống đất.
Cho dù như vậy thì Tuyết Nhi vẫn ôm lấy chân cô ta vì quản lý là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Nhưng đối với quản lý mà nói thì Tuyết Nhi là một củ khoai tây nóng bỏng, tốt nhất là nhân cơ hội này vứt bỏ. Thì Tuyết Nhi bây giờ chính là con tốt bị vứt bỏ trong ván cờ giữa hai bên. Cô hưởng thụ những lợi ích mà một quân cờ mang lại mà không thể tiếp nhận kết cục của một con cờ.